La Quân nghĩ không ra bên trong đến có âm mưu quỷ kế gì, hắn cảm thấy Tiểu Tuyết bệnh tình là trộn lẫn không bất luận cái gì âm mưu. Có lẽ là có người biết tin tức này, muốn mượn này một ít tiền tài. Mặc kệ như thế nào, La Quân trong lòng vẫn là dâng lên hy vọng. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng ra bệnh viện. Vừa mới lên xe, La Quân trong lòng đột nhiên run lên, hắn cảm thấy dưới mắt là cái phi thường thời kỳ. Lao Sơn nội gia quán tuy nhiên cho Lâm lão gia tử mặt mũi, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không cam tâm cứ như vậy tính toán. Không chừng còn muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Chưa hẳn Tiểu Tuyết sự tình thì cùng bọn hắn không có đóng. La Quân muốn đến nơi này, hắn cảm thấy vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Thế là hắn lại cho Lâm Thiến Thiến gọi điện thoại, đem Lâm Thiến Thiến kêu lên. Lâm Thiến Thiến nghe La Quân nói, cũng cảm thấy có chút kỳ quặc, thế là muốn La Quân trở lấy, nàng lập tức tới ngay. La Quân tắt điện thoại về sau, chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Bởi vì Lâm Thiến Thiến thân phận đặc thù, mình bây giờ giống như thật đem Lâm Thiến Thiến xem như tấm mộc. Cũng là mình vận khí tốt, nếu như không phải là bởi vì nhận biết Lâm Thiến Thiến, mình bây giờ sớm đáng chết. Sau 10 phút, Lâm Thiến Thiến lái xe đến đây. La Quân bên trên Lâm Thiến Thiến xe, hai người liền hướng quân vương câu lạc bộ mở đi ra. Lâm Thiến Thiến mặc là màu xanh ngọc cảnh phục, tư thế hiên ngang. Nàng so với trước kia, lộ ra càng thêm thành thục. Trên đường đi, hai người không có nói qua nhiều nói vớ vẩn. Nhưng bầu không khí tuyệt không xấu hổ. Giữa hai người là kinh lịch vô số lần sinh tử giao tình, đã không cần quá nhiều lời ngữ. Lâm Thiến Thiến vừa lái xe, vừa nói, ngươi cảm thấy chuyện này sẽ cùng Lao Sơn nội gia quán có quan hệ. La Quân lắc đầu, nói ra, không rõ lắm. Dựa theo đạo lý tới nói, Tiểu Tuyết bệnh không có khả năng cùng Lao Sơn nội gia quán có quan hệ. Cũng rất có thể là đối phương muốn nhờ vào đó phát tài. Nhưng là chúng ta cẩn thận nhiều chút luôn luôn không sai. Lâm Thiến Thiến gật đầu, nàng nói ra, nếu như chuyện này là Lao Sơn nội gia quán dở trò quỷ, vậy bọn hắn cũng quá bị ổi. La Quân khinh thường cười một tiếng, nói ra, đối với bọn hắn tới nói, có cái gì bị ổi sự tình là làm không được. Sau 20 phút, quân vương câu lạc bộ trước, Lâm Thiến Thiến đem xe dừng lại. Sau đó, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến cùng một chỗ xuống xe. Cái kia quân vương câu lạc bộ đại môn đã quan bế, bất quá trước cổng chính môn đèn sáng ngời. Tại trước cổng chính đứng một cái âu phục màu đen nam tử. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến vừa mới đi lên trước, hắn liền hỏi, là La Tiên Sinh sao? La Quân nhìn nam tử liếc một chút, lập tức phát giác hắn bất quá là minh kính tu vi, hẳn là một cái phổ thông bảo tiêu. Liền nói ra, ta là La Quân. Nam tử buông lỏng một hơi, theo rồi nói ra, Long Vương gia đã đợi chờ đã lâu, mời đến. Hắn nói xoay người đi đem đại môn đẩy ra. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến tất cả giật mình, Long Vương gia người này bọn họ đương nhiên nghe nói qua. Chính là Hải Tân thành phố lòng đất hoàng đế. La Quân cảm thấy trầm xuống, nói như vậy đứng lên, vậy hôm nay Long Vương gia khẳng định không phải vì tiền. Đại môn mở ra trong nháy mắt, trong phòng ánh đèn vung vãi đi ra. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến liền chuẩn bị đi theo vào, nam tử kia gặp Lâm Thiến Thiến, không khỏi khẽ nhíu mày, nói ra, Long Vương gia chỉ gặp La Tiên Sinh, vị nữ sĩ này, người không thể đi vào. Lâm Thiến Thiến cười lạnh một tiếng, nói ra, Long Vương tốt lớn kiêu ngạo a, ngay cả ta Lâm Thiến Thiến cũng không thể gặp. Người đi hỏi một chút hắn, ta Lâm Thiến Thiến đến có thể hay không gặp hắn. Nam tử kia khẽ nhíu mày mắt nhìn Lâm Thiến Thiến, Lâm Thiến Thiến khẩu khí thực sự quá lớn. Còn có Lâm Thiến Thiến bộ cảnh phục này cũng làm cho nam tử có chút kiêng kỵ. Hắn không dám loạn làm chủ, ngay sau đó nói ra, cái kia mời ngươi chờ một chút. Sau đó hắn xuất ra bộ đàm đến một bên khác cùng bên trong nhỏ giọng câu thông. Chỉ chốc lát về sau, nam tử lần nữa tới đến trước mặt hai người, cung kính nói ra, hai vị mời đến. Lâm Thiến Thiến lạnh hừ một tiếng, nói ra, cái này còn tạm được. Nam tử nhưng cũng không dám theo Lâm Thiến Thiến mạnh miệng. La Quân ở một bên xem trọng cười, cảm thấy Lâm Thiến Thiến đời này sống gọi là một cái thoải mái, đi chỗ nào người đều đến cung cấp. Hồng hắc nàng đều ăn sạch. Tiến vào quân vương câu lạc bộ về sau, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến tại nam tử chỉ huy dưới đầu tiên là xuyên qua hành lang, sau đó đi vào một cái trong quán cà phê. Cái kia quán cà phê mặt đất trải kim ti tuyến thảm, hết thảy đều chuẩn bị lộ ra tôn vinh. Ánh đèn nhu hòa. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến sau khi đi vào liền ở bên trái trên ghế salon trông thấy Long Vương. Long Vương là cái hơn 60 tuổi lão nhân, hắn tóc hoa râm, một thân đường trang.
Tuy nhiên hắn đã hơn 60 tuổi, nhưng tinh thần hắn rất tốt, hồng quang đầy mặt. Long Vương hai bên đứng hai tên bảo tiêu, cái này hai tên bảo tiêu một thân áo sơ mi đen, toàn bộ đều là ngắn đầu đinh. Bọn họ như điêu khắc đồng dạng đứng thẳng, cho người ta rất sợ uy hiếp ta cảm giác. La Quân liếc một chút quét tới, liền phát giác cái này hai tên bảo tiêu toàn bộ đều là hóa kính tu vi. Mà lại, cái này cũng chưa tính cái gì. Tại Long Vương bên người còn ngồi một tên chừng 50 tuổi nam tử này gọi là Hoa Thiên Cương. Hoa Thiên Cương ăn mặc một thân trắng như tuyết quần áo luyện công, hắn là Long Vương bên người hồng nhân, cũng là Long Vương kim bài đại tướng. Hoa Thiên Cương đã là kim đan cao thủ. Hắn hiện tại cùng Long Vương giống như là bằng hữu nhiều một ít. Tại Long Vương đối diện trước khay trà, một lá cờ bào mỹ nữ đang pha trà, nàng động tác yêu nhã cùng cực. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến vừa tiến đến, Long Vương cùng Hoa Thiên Cương liền đứng lên. Long Vương cười ha hả xông Lâm Thiến Thiến nói, không nghĩ tới Lâm Tiểu Thư muộn như vậy còn đại giá quang lâm, sớm biết ta nên phái người đi tiếp Lâm Tiểu Thư ngươi. Lâm Thiến Thiến cười ha ha một tiếng, nói ra, Long Vương, ngươi sẽ không chào đón ta đi. Long Vương mỉm cười, nói ra, đương nhiên hoan nghênh. Có thể mời đến Lâm Tiểu Thư ngươi đến, đó là ta phúc khí. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lâm Thiến Thiến cũng liền thuận thế nói ra, ngài quá khách khí. La Quân cũng đi lên phía trước, hắn liền ôm quyền, nói ra, Long Vương ra, ngài tốt. Long Vương cũng liền nhìn về phía La Quân, trên mặt hắn hiện lên ấm áp nụ cười, vỗ vỗ La Quân bả vai, nói, La tiên sinh thật sự là tuổi nhỏ anh tài, đã sớm nghe nói người đại danh. La Quân vội vàng kính cẩn nói ra, một mực không có tới bái kiến ngài, là vãn bối thất lễ. Long Vương cười ha ha một tiếng, theo rồi nói ra, tới tới tới, La tiên sinh, Lâm Tiểu Thư, ngồi một chút ngồi. Chúng ta tọa hạ trò chuyện. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến liền cũng ở phía đối diện nhập tọa. Cái kia áo dài mỹ nữ cho tất cả mọi người rót trà nóng. La Quân tâm lý ghi nhớ lấy Tiểu Tuyết, ngay sau đó liền trực tiếp đương đạo, Long Vương tiền bối, trong điện thoại ngài nói có Tiểu Tuyết cốt tủy phối đôi tín hiệu, không biết. Long Vương thiếu dung lặng yên rút đi, hắn thân thể thậm chí rung động một chút. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến đều khẩn trương nhìn lấy Long Vương. Long Vương nhưng không có lên tiếng, hắn ngược lại hướng bên người Hoa Thiên Cương nói, Thiên Cương, người tới nói đi. Hoa Thiên Cương nghiêm nghị gật đầu, tiếp theo, hắn nói ra, chúng ta nơi này thật có Tiểu Tuyết cốt tủy phối đôi loại, mà lại tùy thời đều có thể đi làm cốt tủy cấy ghép. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến không khỏi đại hỉ. Lâm Thiến Thiến nói ra, vậy thì mời Long Vương ngươi giúp chúng ta chuyện này. Tiểu Tuyết vẫn còn con nít, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Lần này ngài giúp chúng ta Lâm Thiến Thiến nhớ ngài nhân tình này. Long Vương cúi đầu uống trà, cũng không nói lời nào. Không khí hiện trường nhất thời kỳ quặc đứng lên. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến nhìn nhau, đều cảm thấy không ổn. Hoa Thiên Cương nói ra, thật xin lỗi, Lâm Tiểu Thư, chúng ta cũng rất muốn giúp ngươi. Nhưng là, các ngươi muốn cho Tiểu Tuyết phối đôi cốt tủy, cái kia nhất định phải ở trên đây ký một chữ. Hắn sau khi nói xong thì đối sau lưng bảo tiêu nói, lấy ra. Hộ vệ kia lập tức liền từ phía sau xuất ra một phần văn kiện. Hoa Thiên Cương liền đem phần văn kiện này đưa cho La Quân. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến cảm thấy có chút chẳng hiểu ra sao, La Quân đưa tay tiếp nhận văn kiện. Chương 110, nhưng cầu an tâm. La Quân mở ra văn kiện, Lâm Thiến Thiến ở một bên nhìn chăm chú. Hai người sau khi thấy rõ, sắc mặt đều là biến đổi. Cái kia phần văn kiện là một phần giấy sinh tử nội dung là La Quân tự nguyện tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn, thẳng đến giải đấu lớn kết thúc mới thôi. Giải đấu lớn trong lúc đó, nếu là bởi vì đấu võ phát sinh tử vong ngoài ý muốn, cùng người khác không càng. Nói đến, phần văn kiện này là bức La Quân đi tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn. Vẫn là Lao Sơn nội gia quán, Lâm Thiến Thiến lập tức liền hiểu được, nàng tức giận cái trán gân xanh hằn lên, cả giận nói. Đám này bị ổi vô sỉ đồ, vật, lật lọng, ta cho gia gia của ta gọi điện thoại tới. Thiến Thiến, La Quân vội vàng ngăn cản Lâm Thiến Thiến, sắc mặt hắn cũng rất khó coi. Nhưng hắn vẫn là nói, vô dụng, hiện tại bọn hắn thông qua Long Vương ra đi ra, cũng là không muốn chính diện đến theo gia gia ngươi làm trái lại. Hiện tại ngươi đi tìm gia gia ngươi, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận. Lâm Thiến Thiến không khỏi ngây người, nàng lập tức liền giữ chặt La Quân, nói ra. Chúng ta đi, cái này văn kiện ngươi tuyệt đối không thể ký.
La Quân lại là ngồi ở đằng kia không nhúc nhích tí nào, hắn nhìn về phía Long Vương gia, nói ra, tiền bối, nếu như ta không có đoán sai lời nói, chuyện này ngươi cũng không có làm chủ quyền lợi đúng hay không? Ngươi bất quá là thay người làm việc, phần văn kiện này ta nếu không ký, Tiểu Tuyết cốt tủy phối đôi là tuyệt đối sẽ không cho ta. Long Vương trên mặt hiện ra một tia đắng chát, hắn tử tốn nói, không sai. Ta chỉ phụ trách để ngươi ký văn kiện, về phần hắn, tự nhiên sẽ có người cùng ngươi liên hệ. La Quân trầm mặc xuống dưới. Cái này một cái chớp mắt, hắn muốn rất nhiều. Hắn đã biết Tiểu Tuyết khẳng định là bị Lao Sơn nội gia quán người làm tay chân, nhưng cụ thể là thế nào làm, hắn không đoán ra được. Thế nhưng là không hề nghi ngờ, nếu như mình không thỏa hiệp, Tiểu Tuyết lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, La Quân trong đầu muốn rất nhiều kế sách. Nhưng lại không có một cái kế sách có thể bước Lao Sơn nội gia quán người đi vào khuôn khổ. Lần này mình đều không có cách nào đi trả thù Dương Lăng, bởi vì đấu tranh đã không tại Dương Lăng cấp độ này. Mà lại, mình cũng không cách nào hỏi tội Lao Sơn nội gia quán, vô pháp theo người khác vạch trần sự thật này. Bởi vì không có chứng cứ, bởi vì Lao Sơn nội gia quán lần này thông minh núp ở phía sau mặt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lao Sơn nội gia quán đã đến nhất định phải đưa mình vào chỗ chết cấp độ, lần này, nếu là mình đi tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hôm nay, chính mình thật muốn như thế đi, không ký phần này giấy sinh tử. Nhỏ như vậy Tuyết cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nháy mắt, La Quân thiên nhân giao chiến đứng lên. Lâm Thiến Thiến ở một bên nhìn lấy La Quân, trong nội tâm nàng so La Quân càng khẩn trương. Nàng không hy vọng Tiểu Tuyết có việc. Nhưng nàng sợ hơn La Quân xảy ra chuyện. Nàng tình nguyện La Quân lần này tự tư một điểm, có thể nàng cũng biết, nếu như La Quân thật sự là loại kia tự tư người, nàng không sẽ như thế quan tâm hắn. Quả nhiên, đang do dự sau một hồi khá lâu, La Quân nhìn về phía Long Vương, hắn giống như là dùng hết lực khí toàn thân một dạng, có chút mỏi mệt nói với Long Vương, tốt ha, cầm bút đến, ta ký. La Quân, Lâm Thiến Thiến không khỏi gấp, nàng ngăn ở La Quân trước mặt. Dùng một loại cầu khẩn ánh mắt nhìn hắn, không muốn ký, chúng ta đi, có được hay không? Coi như là ta cầu ngươi. La Quân cười nhạt một tiếng, cái nụ cười này có vẻ hơi điều hưu bất đắc dĩ. Hắn nói ra, ta cũng rất muốn đi, nhưng là bởi vậy để một cái vô tội tiểu nữ hài như vậy uổng tử, thật xin lỗi, ta làm không được. Nếu như ta có thể làm được, ngươi cũng chết sớm. Lâm Thiến Thiến hiểu ý hắn, nếu như La Quân thật là có thể như thế tự tư. Ban đầu ở quỷ ốc bên trong, chính nàng liền sớm bị Bạch Ngâm Xương cho giết. Long Vương ra để Hoa Thiên Cương đem một chi bút máy đưa cho La Quân. La Quân tiếp nhận bút máy, hắn đại bút xoát xoát, cấp tốc ký chính hắn tên. Sau đó, La Quân đứng lên, lẫm nhiên nói ra, Long Vương tiền bối, chữ ta đã ký. Phiền phức ngài chuyển cáo người phía sau, võ đạo kim kiếm giải đấu lớn ta hội tham gia, còn mời bọn họ nhanh lên cứu thật nhỏ Tuyết. Nếu như Tiểu Tuyết xảy ra chuyện. Vậy coi như đừng trách ta La Quân làm việc không giảng cứu. Sau khi nói xong, La Quân xoay người rời đi. Long Vương bỗng nhiên đứng lên, hắn hô, La tiên sinh. La Quân nao nao, quay đầu nhìn về phía Long Vương. Long Vương hướng La Quân hơi hơi khom người chào, nói, ngươi là một cái đáng giá để cho ta tôn kính người, bảo trọng. La Quân hoảng hốt một cái chớp mắt, hắn không có nói thêm cái gì, quay người liền dẫn đầu ra quán cà phê. Lâm Thiến Thiến vội vàng theo ở phía sau. Không bao lâu, hai người thì ra Quân Vương câu lạc bộ. Sau khi lên xe, Lâm Thiến Thiến lái xe, nàng cũng không biết nên nói cái gì, cũng không thể quái La Quân ký văn kiện. Xe nhanh chóng biểu ra ngoài, hai người đồng thời trầm mặc, riêng phần mình đều là tâm tư phức tạp. Không biết mở bao lâu, tại trống trải trên đường lớn, Lâm Thiến Thiến đột nhiên phanh xe dừng xe. Hai người bởi vì quán tính. Người đều là bỗng nhiên hướng phía trước va chạm. Lâm Thiến Thiến nhìn về phía La Quân, nàng hốc mắt hồng hồng, dưng dưng chất vấn, có phải hay không tại trong lòng ngươi, mãi mãi cũng là người khác mệnh so chính ngươi trọng yếu. La Quân không khỏi đắng chát cười một tiếng, hắn nhìn về phía trước đèn đường, ánh mắt có vẻ hơi xa xăm. Sau một hồi khá lâu, hắn mới lên tiếng, Thiến Thiến, thực ta rất sợ chết. Ta cũng không muốn làm vĩ đại người, ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy ta là vĩ đại người. Thậm chí ta muốn cùng vĩ đại hai chữ cách xa xa. Vậy ngươi tại sao muốn ký? Nếu như ngươi không ký, Lao Sơn nội gia quán người cũng bắt ngươi không có cách nào. Lâm Thiến Thiến lập tức hỏi. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra,
nhưng cầu an tâm mà thôi. Lâm Thiến Thiến không khỏi ngây người, nàng đột nhiên liền có chút lý giải La Quân tâm tư. La Quân còn nói thêm, Lao Sơn nội gia quán người tại ta chỗ này ném rất lớn mặt mũi, hiện tại bọn hắn thị phi muốn làm cho ta vào chỗ chết. Lần này, bọn họ ý tứ rất rõ ràng, nếu như ta không đáp ứng, Tiểu Tuyết sau khi chết còn sẽ có cái thứ hai. Có lẽ là ngươi, có lẽ là Đinh Hàm, có lẽ là Nghiên Nhi. Tóm lại ta một ngày không đáp ứng, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại, bọn họ hiện tại thông minh núp ở phía sau mặt, cứ như vậy, chúng ta cũng không có cách nào qua cùng bọn hắn lý luận. Bọn họ cũng sẽ không thừa nhận tự mình làm dạng này sự tình. Lâm Thiến Thiến không khỏi tức giận, nói, cái kia chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có thể mặc cho bọn họ bài bố, chờ chết. La Quân trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một tia hàn quang, hắn nói ra, thế thì chưa hẳn, ta cũng không phải bùn nặn. Bọn họ hết lần này đến lần khác bức ta như lại không đánh trả, chẳng phải là để bọn hắn cho là ta thật sự là mèo bệnh. Lâm Thiến Thiến gặp La Quân cái bộ dáng này, con mắt nhất thời sáng lên, nói ra, người có phải hay không đã nghĩ đến biện pháp. Người muốn trước đó thiếu niên kia trở về. Nàng nói thiếu niên kia tự nhiên chỉ là Diệp Bố Y. La Quân lắc đầu, nói ra, tiểu Diệp tử trở về cũng không được, hắn cũng không phải người kia đối thủ. Hắn nhưng không có ra ngươi cầu miễn tử kim bài, ta sẽ không để cho hắn về đi tìm cái chết. Vậy ngươi định làm như thế nào? Lâm Thiến Thiến hiếu kỳ hỏi. La Quân trong mắt lóe lên một sợi giảo hoạt, nói ra, bọn họ trăm phương ngàn kế chuẩn bị võ đạo kim kiếm giải đấu lớn, chính là muốn thao túng giải đấu lớn, tại giải đấu lớn bên trên giết ta. Nhưng là có một chút ngươi đừng quên, bọn họ một mực là núp ở phía sau mặt. Nếu như ta khiến người ta nhúng tay, đem giải đấu lớn quyền chủ động bắt tới, như vậy bọn họ chẳng phải là thì không có cách nào thao túng trận đấu. Lâm Thiến Thiến nhất thời như thể hồ quán đính, nàng không khỏi đại hỉ, nói ra, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới cái này một gốc dạ. Chỉ cần không để bọn hắn âm thầm thao tác, người muốn từ giải đấu lớn bên trên sống sót cũng không phải việc khó. Cái này một cái chớp mắt, nàng cảm thấy La Quân thật sự là quá thông minh. Loại này nồi đồng rút lương biện pháp cũng nghĩ ra tới. Hoan hỉ qua đi, Lâm Thiến Thiến lại khó khăn nói, nhưng là chúng ta để người nào đến đoạt quyền chủ động đâu. Chuyện này là Đồng Hải Vân dẫn đầu, ngoại nhân rất khó nhúng tay vào qua. La Quân trầm ngâm nói, muốn đem quyền chủ động đoạt tới, nhất định phải có một cái càng thêm đức cao vọng trọng võ lâm tiền bối đi ra. Nhưng loại này võ lâm tiền bối, ta muốn liền xem như ra ngươi đều khó mà mời được. Lâm Thiến Thiến không tin, nói, không thể nào, còn có ra của ta không mời nổi người. Không muốn lăn lộn. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, luyện võ người đều là tính xấu. Từ thực chất bên trong cũng là cười công khanh ngạo vương hầu, thiên tử hô đến không lên thuyền. Riêng là có danh vọng võ lâm tiền bối, cái kia càng là tính khí thối. Cho nên ra ngươi cũng rất khó mời được. Lâm Thiến Thiến khởi sướng sầu đến, nói, vậy làm sao bây giờ? Ngươi đừng để ta không vui một trận. La Quân trong lòng ủ ấm, Lâm Thiến Thiến như vậy vì hắn, trong lòng của hắn nói không nên lời cảm động. Thực cái này cũng không khó. La Quân mỉm cười, nói ra, hiện tại võ đạo kim kiếm giải đấu lớn không giống như là trước kia, tất cả mọi người dùng tới công nghệ cao. Đến lúc đó sắp xếp người tuyển chọn trận, đoán chừng đều là dùng máy tính tuyển người. Khi đó, chúng ta mời hacker cao thủ đến cướp mất bọn họ lưới, từ chúng ta tới sắp xếp người tuyển không là được. Lại nói, nếu như bọn họ không cần máy tính tuyển người, vậy chúng ta có thể liên hợp sở hữu tuyển thủ dự thi chống lại, nói bên trong có tấm màn đen các loại. Khó như vậy một nan đề, liền bị La Quân dễ như trở bàn tay hóa giải. Lâm Thiến Thiến khen, quả nhiên là biện pháp tốt, nàng nói ra, hacker nhân tuyển ta qua tìm. La Quân gật đầu, nói ra, người được thật tốt tìm, người hắc khách này nhất định phải rất lợi hại, nếu không sẽ chuyện xấu. Lâm Thiến Thiến nói ra, yên tâm đi, Lao Sơn nội gia quán tu vi lợi hại, nhưng nếu như nói đến Internet, bọn họ vẫn là tiểu học sinh. Ta sẽ đi mời một cái hacker đoàn đội tới. La Quân đối Lâm Thiến Thiến năng lực tự nhiên yên tâm, ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời. Cái này lúc sau đã là 3 giờ sáng, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Thiến Thiến không có không buồn ngủ, nàng nói với La Quân, chúng ta qua quán ba uống rượu đi. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, ta 2 ngày không ngủ, muốn uống rượu qua nhà ngươi đi, uống xong ta trực tiếp ngủ. Lâm Thiến Thiến nói, vậy cũng được. Ngay sau đó, Lâm Thiến Thiến đảo quanh tay lái về nhà. Trở về trên đường,
La Quân bỗng nhiên tiếp vào Đinh Hàm điện thoại. Hắn kết nối sau còn chưa kịp nói chuyện, Đinh Hàm bên kia lạnh giọng hỏi, người ở đâu? La Quân có chút xấu hổ, hắn nhìn bên người Lâm Thiến Thiến liếc một chút, theo rồi nói ra, ta ở bên ngoài. Lâm Thiến Thiến gặp La Quân thần sắc cổ quái, không khỏi hiếu kỳ hỏi, người nào nha? Một câu nói kia, vừa vặn bị điện giật lời nói một chỗ khác Đinh Hàm nghe thấy. Đinh Hàm bên kia phẫn nộ bi thương nhất thời cùng nhau phát tác, nàng tức giận nói, La Quân, tính toán ta nhìn lầm ngươi. Ta mù mắt chó, tiểu tuyết sinh tử chưa biết, ngươi thế mà còn có tâm tình ở bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt, nói chuyện yêu đương, ngươi quả nhiên là cái vô ý người. Nàng nói xong liền cúp điện thoại, căn bản không cho La Quân bất kỳ giải thích nào cơ hội. Chương 111, tiến về Phật Sơn. Là Đinh Hàm, Lâm Thiến Thiến gặp La Quân sắc mặt cổ quái, hỏi. La Quân gật gật đầu. Lâm Thiến Thiến nói, giống như nàng rất kích động, nàng đang mắng ngươi. La Quân cười ha hả, nói, mau về nhà đi. Lâm Thiến Thiến lập tức liền kích động, nói, móa, Đinh Hàm nữ nhân này thật sự là không biết tốt xấu, ngươi vì nàng làm bao nhiêu. Ngươi thiếu nàng a, nàng cái này một không cao hứng thì bắt ngươi mắng hơn mấy câu, thật sự cho rằng chính nàng là ai a. Lâm Thiến Thiến là lớn nhất giải La Quân. Nàng xem thấy La Quân vì Đinh Hàm nỗ lực nhiều như vậy. Kết quả Đinh Hàm lại không coi La Quân là mâm đồ ăn, nàng cái này tâm lý so La Quân còn giận hỏa. La Quân ngược lại là rất bình tĩnh, nói ra, hiện tại tiểu tuyết tình huống này, nàng tâm tình không tốt có thể lý giải. Lâm Thiến Thiến nói, lý giải cái cọng lông a, cho quen. Ta nói người bình thường không rất hoành à, làm sao lại ở trước mặt nàng như thế không còn cách nào khác. Người đừng nói cho ta, người đem nàng cho ngủ. Cho nên mới như thế đối lý. La Quân nhất thời mặt đen lại, nói, không, tuyệt đối không có. Lâm Thiến Thiến dừng xe, nghiêm túc nhìn về phía La Quân, nói, thật không có. La Quân im lặng, nói ra, nói không có chính là không có. Muốn thật ngủ, có cái gì không tốt thừa nhận, người cảm thấy ta là dám làm không dám nhận thức sao. Lâm Thiến Thiến vẫn là giải La Quân, gặp hắn nói như vậy, liền cũng liền tin. Vậy ngươi vì cái gì như thế nuông chiều nàng a? La Quân nói ra, đây không phải nuông chiều vấn đề, Đinh Hàm hiện tại tâm tình là rất dễ lý giải. Ta một đại nam nhân, cùng với nàng có cái gì tốt so đo? Tính toán, Lâm Thiến Thiến nói ra, hợp lấy ta thành ác nhân. Nàng nói xong tiếp tục nổ máy xe, hướng trong nhà mở đi ra. La Quân gặp Lâm Thiến Thiến có chút cô đơn, nhất thời không đành lòng, hắn thành vừa nói, Thiến Thiến. Ta biết giữa chúng ta nói cảm ơn rất dư thừa. Bất quá ta bên người có thể có ngươi một người bạn như vậy tại, ta thật cảm thấy ta cả đời này liền xem như hiện tại chết, cái kia cũng không có cái gì tiếc nuối. Lời nói này nói rất lợi hại cảm tính, Lâm Thiến Thiến nhất thời có chút xấu hổ. Nhưng trong nội tâm nàng cũng rất cảm động, nàng ra vẻ nhẹ nhõm cười một tiếng, nói, thần kinh, êm đẹp nói những này làm gì. Không bao lâu, hai người về đến nhà. La Quân ở chỗ này còn có áo ngủ, hắn xe nhẹ đường quen qua tắm rửa. Sau đó thay đổi mới áo ngủ. Lâm Thiến Thiến có lẽ tắm rửa xong đi ra, thì mặc một bộ màu xanh ngọc áo sơ mi cùng quần ngắn. Tóc nàng ướt sũng, lộ ra rất là vũ mị. La Quân cười ha ha, nói ra, ta cho ngươi thổi tóc a. Lâm Thiến Thiến sững sờ, sau đó có chút ngoài ý muốn nói, ngươi biết. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói, khi dễ người là không. Thổi tóc là cá nhân đều biết. Lâm Thiến Thiến bật cười nói, tốt tốt tốt, trận này vì ngươi dốc hết tâm huyết, ngươi là nên hảo hảo hồi báo ta. Ngay sau đó, Lâm Thiến Thiến liền đi đem hóng gió đi tìm tới. La Quân để Lâm Thiến Thiến ngồi ở trên ghế salon, hắn ở phía sau cẩn thận cho Lâm Thiến Thiến thổi tóc. Lâm Thiến Thiến hưởng thụ nửa năm, còn nói thêm, qua, tiểu dương tử, cho ta tại trong tủ rượu ngược lại ly rượu đỏ tới. La Quân lập tức nói, cha, lão Phật gia, sau đó liền hấp tấp qua ngược lại rượu vang đỏ. Rượu vang đỏ rất nhanh liền đến Lâm Thiến Thiến trên tay. Lâm Thiến Thiến nhàn nhạt uống một ngụm, sau đó cảm thán nói, quá dễ chịu. La Quân một bên thổi tóc, một bên hứng hờ nói ra, ngươi nếu là muốn thư thái như vậy, về sau liền để lão công ngươi mỗi ngày cho ngươi như thế hầu hạ. Lâm Thiến Thiến sắc mặt nhất thời chìm xuống, nàng bỗng nhiên đã cảm thấy rất lợi hại không thoải mái. La Quân là cái khôn khéo người, lập tức cũng liền phát giác được. La Quân, Lâm Thiến Thiến bỗng nhiên hô một tiếng. La Quân nói, ừm. Lâm Thiến Thiến nói, trong lòng ngươi chán ghét ta sao?
La Quân nói, đương nhiên không. Lâm Thiến Thiến nói, vậy ta nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì ngươi ngay cả giả kết hôn cũng không nguyện ý. Ta thật cứ như vậy không chịu nổi. Đây là nàng một mực giấu ở trong lòng lời nói, nàng thực vẫn luôn rất lợi hại không thoải mái, đồng thời canh cánh trong lòng. La Quân dừng lại trong tay hóng gió, hắn không có trả lời Lâm Thiến Thiến. Ngược lại là chính mình xoay người đi tủ rượu, cũng cho chính hắn rót một ly rượu vang đỏ. Sau đó, La Quân đi vào Lâm Thiến Thiến ngồi xuống bên người. Lâm Thiến Thiến nhìn về phía La Quân. La Quân nâng chén nói, đến, làm một cái. Lâm Thiến Thiến liền theo La Quân chạm cốc. Hai người sau đó uống một hơi cạn sạch. La Quân nhìn về phía Lâm Thiến Thiến, Lâm Thiến Thiến khuôn mặt kiều mị mà đỏ, rất là xinh đẹp. La Quân mỉm cười, nói ra, Thiến Thiến, ngươi là rất xinh đẹp, rất làm cho người khác tâm động nữ hài tử. Lâm Thiến Thiến nói, được, ngươi đánh cho ta ở. Ngươi cũng đừng nói nhưng ngươi cho ta là ngươi anh em cái gì. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ca lại là như vậy khuôn sáo cũng người sao. Như vậy khuôn sáo cũ đối bạch cũng liền ngươi nghĩ ra được. Lâm Thiến Thiến nói, vậy ngươi muốn nói cái gì? La Quân sờ mũi một cái, hắn nói ra, tại ta không có tới Hải Tân trước đó, ta một mực đang châu Phi bên kia công tác. Ta thành lập huyết lang lính đánh thuê, ta mang theo ta một đám các huynh đệ, xuyên toa tại mỗi cái tiểu quốc gia ở giữa, kinh lịch các loại nhiệm vụ, lãnh hội rất nhiều phong thổ nhân tình. Ta gặp qua rất nhiều mỹ nữ, đủ loại kiểu dáng mỹ nữ, nước Mỹ, nước Anh. Người da đen cô nàng, Nhật Bản cô nàng chờ một chút, nhiều vô số kể. Ta thích vô cùng tại trong quán ba phao, trông thấy phù hợp mỹ nữ, trò chuyện chút, sau đó phải đi sát vách quán rượu mở cái gian phòng. Một đêm du mau qua tới, buổi sáng mọi người đường ai nấy đi, lẫn nhau không lo lắng, can thiệp. Lâm Thiến Thiến nghe sắc mặt cổ quái, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ta biết chính ta là cái gì tính tình, ta quá đáng ghét trói buộc. La Quân nghiêm túc nhìn về phía Lâm Thiến Thiến, nói, cho nên, một khi nếu như ta cùng ngươi kết hôn, hoặc theo Đinh Hàm kết hôn, ta biết kết quả cuối cùng thì là các ngươi hận ta. Đây là ta không nguyện ý nhất nhìn thấy, đây là ta lớn nhất ý tưởng chân thật, ta rất lợi hại chân quý các ngươi, càng chân quý cùng các ngươi phần này hữu tình, cảm tình. Lâm Thiến Thiến có chút hiểu La Quân, hắn là một cái vô cùng bằng phẳng lỗi lạc chân thành người. Bất quá, nàng lại hỏi. Vậy ngươi dự định cả một đời cứ như vậy chơi tiếp tục? La Quân cười một tiếng, nói, cả một đời quá dài, ta còn không có nghĩ xa như vậy. Lâm Thiến Thiến trong lòng kết cũng coi là bị chính thức mở ra, nàng cũng là thoải mái người, càng không muốn tại nhi nữ tình trường bên trên xoắn suýt, liền nói ra, tóc còn không có thổi khô đâu, tiếp tục. La Quân cười hắc hắc, nói ra, được rồi. Đêm nay, La Quân ngủ là khách phòng, Lâm Thiến Thiến ngủ phòng ngủ chính. Lẫn nhau bình an vô sự. Sáng ngày thứ hai, La Quân trước rời giường hướng còn trong phòng ngủ Lâm Thiến Thiến nói, ta trước đi bệnh viện. Lâm Thiến Thiến mơ mơ màng màng ứng một tiếng. La Quân sau đó thì lấy tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện, tia nắng ban mai vẩy chiếu vào bệnh viện phía trước trên nhánh cây, hết thảy đều tựa hồ là như vậy long lanh. La Quân đi vào Tiểu Tuyết phòng bệnh, hắn chả mới vừa đi vào, liền trông thấy Tiểu Tuyết đã thức tỉnh. Ninh Hàm đang cho Tiểu Tuyết cho ăn cháo uống. Tiểu Tuyết lại là ngẩng đầu nhìn thấy La Quân, lập tức vui sướng hô, La Quân thúc thúc. La Quân nhìn thấy tiểu cô nương rốt cục khôi phục, không khỏi từ tâm lý cảm thấy vui vẻ vui sướng. Hắn cảm thấy hôm nay ánh sáng mặt trời thật là long lanh mà rực rỡ. Tiểu Tuyết, La Quân cười đi tới. Ninh Hàm quay đầu nhìn La Quân liếc một chút, nàng nụ cười lập tức chuyển đổi thành băng sương, cũng không để ý tới La Quân, tiếp tục cho Tiểu Tuyết cho ăn cháo uống. Tiểu Tuyết không muốn uống. Ngược lại hướng La Quân đưa tay nói, thúc thúc, ta muốn người ôm ta. La Quân cười ha ha, nói ra, được. Ninh Hàm đem La Quân ngăn lại, nàng nhạt lạnh nhìn về phía La Quân, nói, nơi này không cần ngươi, làm phiền ngươi rời đi. La Quân không khỏi có chút xấu hổ, hắn cũng không nguyện ý nhiều lời. Nói cái gì chính mình giao ra bao nhiêu làm sao, đây không phải hắn tính cách. Ngay sau đó, hắn liền đối với Tiểu Tuyết áy náy cười một tiếng, nói. Về sau thúc thúc trở lại thăm ngươi. Nói xong quay người liền đi. Dưới mắt Tiểu Tuyết đã không có việc gì, La Quân đi không có chút nào lo lắng. Trên thực tế, Đinh Hàm đến bây giờ cũng không hiểu Tiểu Tuyết đến là tình huống gì. Chỉ biết là tỉnh lại sau giấc ngủ, Tiểu Tuyết tình huống liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Tiểu Tuyết không ngừng tỉnh lại, sốt cao cũng lui. Về sau lý thầy thuốc trong đêm kiểm tra,
liền xưng đây quả thực là y học bên trên kỳ tích. Hắn nói Tiểu Tuyết tiểu huyết tấm hoàn toàn khôi phục bình thường, thân thể cơ năng cũng đã khôi phục. Nếu như không có chuyện gì lời nói, 3 ngày sau liền có thể xuất viện. Loại tình huống này, Đinh Hàm nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới theo La Quân có quan hệ. Bất kể như thế nào, Tiểu Tuyết không có việc gì, Đinh Hàm vẫn là từ tâm lý cảm thấy vui vẻ. Đồng thời, nàng cũng cảm thấy mình nhận rõ một việc. Phải nói là nhận rõ nam nhân đi. Đinh Hàm cảm thấy, trên đời này chính mình duy nhất cần quan tâm cũng là nữ nhi Tiểu Tuyết. Mà nam nhân đều là không đáng tin cậy, bao quát La Quân. La Quân tự nhiên không hiểu Đinh Hàm những tâm lý này chuyển biến, bất quá hắn cũng không quá để ý. Chỉ cần nàng và Tiểu Tuyết không có việc gì, vậy hắn cũng liền an tâm. Tiếp xuống La Quân muốn làm sự tình cũng là chuẩn bị chiến đấu võ đạo kim kiếm giải đấu lớn. Võ đạo kim kiếm giải đấu lớn tại Phật Sơn đang hừng hực khí thế chủ bị bên trong. Bởi vì không ngừng có cao thủ, hình thành một loại quảng cáo hiệu ứng. Tại là có chút ẩn tàng cao thủ gặp cuộc so tài này thật là hàng thật giá thật có tài liệu, thế là cũng động hứng thú, đến đây báo danh tham gia. Trận này võ đạo kim kiếm giải đấu lớn càng ngày càng to lớn, chính quy. Cái này quy mô lớn mạnh là Lao Sơn nội gia quán Thích Vĩnh Hổ cũng bất ngờ. Chỉ chớp mắt 20 ngày liền đi qua, cách võ đạo kim kiếm giải đấu lớn còn có 3 ngày liền muốn chính thức cử hành. Từ hôm nay trở đi, sở hữu dự thi cao thủ đều muốn tiến đến Phật Sơn. 9 giờ sáng, La Quân cùng Mộc Tĩnh tụ hợp, đồng thời, Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi, còn có Lâm Thiến Thiến cũng chạy đến. Dạng này rầm rộ, các nàng đương nhiên muốn đi quan sát. Huống chi, trong này còn có các nàng quan tâm La Quân. Mộc Tĩnh an bài một chiếc xe bản dài xe Mercedes, cả đám ngồi vào qua tuyệt không lộ ra chen chúc. Tài xế là anh em nhà họ Từ Thanh. Rất nhanh, xe Mercedes ngay tại long lanh dưới ánh mặt trời, mở lên đường cái. Một đường tiến đến, tâm tình mọi người đều có chút phức tạp. Trận này thịnh hội vốn nên khiến người ta cảm thấy mới lạ, hoan hỉ. Nhưng là do ở La Quân cùng Mộc Tĩnh tham gia, các nàng có lo lắng bọn họ sinh tử, cho nên liền thiếu đi một tầng sung sướng, ngược lại nhiều một tầng ngưng trọng. Lâm Thiến Thiến bên này lại là đã cho La Quân đem âm thầm thao tác sự tình giải quyết. Khiến La Quân không tưởng được là, Lâm Thiến Thiến qua tìm hacker đoàn đội không phải cái gì khác người, mà chính là tìm Trầm Mặc Nùng hỗ trợ. Lâm Thiến Thiến xác định giải đấu lớn tuyển người đối chiến là thông qua máy tính lựa chọn, trên danh nghĩa là máy tính ngẫu nhiên chọn lựa. Nhưng trên thực tế là âm thầm bị Lao Sơn nội gia quán an bài. Nhưng bây giờ từ Trầm Mặc Nùng đoàn đội hack đi vào, cái kia chính là từ La Quân bên này an bài đối chiến. Chương 112, nổi giận người Nhật Bản. Phật Sơn có quá nhiều truyền thuyết, những cái này truyền thuyết đều là cùng võ thuật có quan hệ. Phật Sơn Hoàng Phi Hồng, Phật Sơn Diệp Vấn, Phật Sơn Vô Ảnh Cước các loại. Chính là bởi vì Phật Sơn là võ thuật thịnh, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy kiệt xuất kỳ tài đệ nhất xông tới. Bất quá bỏ qua một bên Phật Sơn võ thuật truyền thuyết, trên thực tế Phật Sơn vẫn là một cái phồn hoa địa cấp thành phố. 3 giờ tốc độ cao đường xe về sau, La Quân cả đám rốt cục đến Phật Sơn. Phật Sơn bên này, tuy nhiên võ đạo kim kiếm giải đấu lớn đã chuẩn bị không sai biệt lắm, cũng rất náo nhiệt. Nhưng cái này náo nhiệt là so ra mà nói, cũng không giống chống khua chiêng. Phật Sơn mặt ngoài, dân chúng bình thường cũng không biết dạng này biến cố. Cũng càng không có hoan nghênh vị kia võ thuật gia biểu ngữ. Sở hữu võ thuật gia, dự thi cao thủ đều được an bài tại Giang Nam Minh Châu Đại Khách Sạn bên trong. Giang Nam Minh Châu Đại Khách Sạn là cấp 5 sao Đại Khách Sạn. Vì lần so tài này, giải đấu lớn phe tổ chức đem tòa này quán rượu toàn bộ bao xuống tới. La Quân cùng Mộc Tĩnh đều là đơn độc đánh dấu ở giữa. Mà Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi còn có Lâm Thiến Thiến cũng được phân phối gian phòng. Đây cũng là bởi vì Hoắc Thiên Túng nguyên nhân. Lúc đầu, Hoắc Thiên Túng là muốn cho Đường Thanh qua trong nhà hắn nghỉ ngơi. Nhưng Đường Thanh lại càng ưa thích cùng Nghiên Nhi các nàng cùng một chỗ. Hoắc Thiên Túng sủng ái Thanh Thanh, tự nhiên hết thảy cũng đều để tùy. Cả đám đến nơi trước tiên Giang Nam Minh Châu Đại Khách Sạn. Võ đạo kim kiếm giải đấu lớn ban tổ chức bên này có người chuyên phụ trách tiếp đãi mọi người. La Quân một đoàn người trước ở đại sảnh ban tổ chức chỗ lĩnh thẻ phòng, sau đó liền đi trước gian phòng bỏ đồ vật. Giang Nam Minh Châu Đại Khách Sạn có nhân công ao suối nước nóng, ban đêm tự nhiên là có thể tới tắm suối nước nóng. Bất quá dưới mắt thời gian còn sớm, không đến 1 giờ chiều. Mọi người cái bụng có chút đói. Liền trong phòng thả đồ tốt về sau, cùng một chỗ ước lấy ra đi ăn cơm.
Phật Sơn cũng là nhiệt đới khí trời, mặc dù nhanh tháng 12, nhưng dương quang sáng lạn long lanh, chiếu được lòng người bên trong ấm áp dễ chịu. La Quân ăn mặc màu trắng quần áo thể thao, dưới chân cũng là giày thể thao, lộ ra phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn là đầu đinh, nhìn lấy rất lợi hại tinh thần. Còn Tống Nghiên Nhi các nàng, cái kia càng là từng cái tịnh lệ 10 phần. Cả đám trước ra Giang Nam Minh Châu đại khách sạn. Đường Thanh vừa lên xe liền nói, đến Phật Sơn, nhất định phải ăn đại lương gà rừng bài thi, trụ đợi gà, chúc thăng mặt, xong ra sữa. Không phải vậy liền xem như đến không Phật Sơn. Hôm nay cô nãi nãi ta mang các ngươi qua đại khai sát giới. Lâm Thiến Thiến hơi hơi kỳ quái, nói ra, Phật Sơn nổi danh nhất không phải Phật Khiêu Tường sao. La Quân ở một bên nhìn không được cười lên, nói ra, Lâm Thiến Thiến ngươi cái đại mù chữ, Phật Khiêu Tường là Phúc Kiến đồ ăn, theo Phật Sơn có cọng lông quan hệ. Lâm Thiến Thiến nhất thời náo cái đỏ thẫm mặt. Đương nhiên, những này bất quá đều là vui sướng khúc nhạc dạo ngắn. Đường Thanh đối Phật Sơn vẫn là rất quen thuộc, rất nhanh liền mang mọi người đến một cái trong nhà ăn bên trong. Cái kia trong nhà ăn là thuộc về cao nhã loại hình, lúc này khách cũng không có nhiều người. Bên trong công trình đều là thể thơ cổ màu sắc cổ xưa, mỗi một cái phục vụ viên đều mặc sườn xám. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, mỗi cái phục vụ viên thế mà đều có rảnh tỷ tư sắc. La Quân cả đám sau khi tiến vào, phục vụ viên 10 phần nhiệt tình chu đáo. Mọi người cũng liền trong đại sảnh tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống. La Quân sau khi ngồi xuống ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy trên vách tường menu. Hắn một thấy rõ ràng menu về sau, lập tức liền minh bạch nhà này nhà ăn vì cái gì sinh ý không phải tốt như vậy. Bởi vì nơi này đồ ăn giá đã có thể sử dụng đắt đỏ để hình dung. Tùy tiện ăn một bữa, đoán chừng đều muốn 7-8 ngàn. Nơi này tuyệt đối là cấp cao tiêu phí, trung tầng giai cấp người đều rất khó tiêu phí nổi. Cũng khó trách phục vụ viên đều xinh đẹp như vậy. Đương nhiên, La Quân cũng không có quá để ý, hắn đối tiền tài sổ tự rất lợi hại không mẫn cảm. Sau đó, Đường Thanh thì xe nhẹ đường quen đốt lên đồ ăn tới. Phục vụ viên cho mọi người rót tốt trà ô long tới, cả đám vừa uống trà, vừa tùy ý nhàn trò chuyện. Trò chuyện nhiều nhất đương nhiên vẫn là liên quan tới trận này võ đạo kim kiếm giải đấu lớn. Mục Tính trầm giọng nói ra, La Quân, ta tìm Hoắc lão gia tử cởi xuống. Lần này Lao Sơn nội gia quán phái ra Dương Lăng tham chiến. Còn một người khác gọi là Thả Vĩnh Quân người tham chiến. Cái này Thả Vĩnh Quân là chữ lót vĩnh, tu vi khẳng định không đơn giản. La Quân nói ra, ta đoán được, cái này Thả Vĩnh Quân là Lao Sơn nội gia quán lấy ra áp trục. Bọn họ đương nhiên vẫn là hy vọng từ Dương Lăng giết ta, như thế bọn họ cũng mới tốt dương mi thổ khí. Nhưng nếu như thực sự Dương Lăng không được, như vậy thì hội từ Thả Vĩnh Quân xuất thủ. Mục Tính nói ra, ngươi nhìn rất lợi hại thấu triệt, ta cũng nghĩ như vậy. La Quân nói ra, bất quá thực chúng ta ánh mắt cũng không thể chỉ nhìn chằm chằm Lao Sơn nội gia quán. Theo ta được biết, lần này dự thi người bên trong, xác thực còn có không ít hạng người kinh tài tuyệt diễm. Tỷ như tiểu vũ thánh ngọn núi Lan Đình, gia hỏa này năm nay 20 tuổi, chính là tu tập Khổng Tước Vương quyền. Phụ thân hắn Khổng Tước Vương vô cùng lợi hại, lần này ngọn núi Lan Đình đến đây, khẳng định là hướng về phía kim kiếm tới. Mục Tính nói ra, không sai, còn có Trần Gia Câu Trần Hoa Sinh. Trần Hoa Sinh nghiễm nhưng đã có Thái Cực Tông Sư phong phạm. La Quân nói ra, mà lại, thì là Nhật Bản đến hai vị kia cũng là dã tâm bừng bừng. Hai vị kia đều có tiếng chung tên. Một cái tên là Tiêu Bắc Thần, một cái tên là Diệp Thần. Hai cái này Nhật Bản người trẻ tuổi đều là 22 tuổi khoảng chừng. Bọn họ biết rõ chúng ta bên này tham chiến tất cả đều là thực chiến cao thủ, loại tình huống này, bọn họ còn dám tới tham chiến, đủ để chứng minh bọn họ tu vi bất phàm. Đường Thanh cùng Lâm Thiến Thiến còn có Tống Nghiên Nhi ở một bên nghe kinh hồn bạt vía. Tống Nghiên Nhi lo lắng nói, vậy lần này các ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm. La Quân cởi mở cười một tiếng. Nói ra, dạng này giải đấu lớn mới có ý tứ, đây mới thực là long tranh hổ đấu. Nếu như không đến những người này, trận này võ đạo giải đấu lớn cũng là không có ý nghĩa. Lâm Thiến Thiến, Tống Nghiên Nhi, Đường Thanh tam nữ lập tức cảm nhận được La Quân nội tâm hiên ngang đấu trí. Cái này để trong lòng các nàng hơi định. Nhà này nhà ăn gọi là Viên Minh Viên nhà ăn, chúng nó đồ ăn làm rất tinh tế, bởi vậy mang thức ăn lên tốc độ cũng là có chút chậm. Mọi người trò chuyện. Chờ lấy đồ ăn, cũng là rất là hài lòng. Chỉ chốc lát về sau, bên ngoài lại tiến đến một nhóm khách nhân. Cái này một nhóm khách nhân có chút đặc thù,
bởi vì bọn hắn tổng cộng là 5 tên thanh niên nam tử, thế mà toàn bộ đều là người Nhật Bản. Càng nguy hiểm hơn là, cái này 5 cái Nhật Bản thanh niên thế mà từng cái đều là có tu vi cao thủ. La Quân cùng Mộc Tĩnh liếc mắt qua, chờ sau khi thấy rõ đều là âm thầm kinh hãi. Đồng thời, La Quân nhận ra bên trong 2 cái thanh niên. 2 cái này thanh niên thình lình chính là muốn dự thi Nhật Bản cao thủ, theo thứ tự là Tiêu Bắc Thần cùng Diệp Thần. Tiêu Bắc Thần cùng Diệp Thần thực sự quá đáng chú ý. La Quân sở dĩ có thể nhận ra, cũng là bởi vì trước đó làm bài tập. Đạt được bọn họ tư liệu. Tiêu Bắc Thần nhìn mới 20 tuổi, mặt như ngọc, nhã nhặn thú mỹ. Hắn ăn mặc màu trắng nghỉ dưỡng áo sơ mi, nhìn tựa như là cây anh đào dưới manga nam chính. Tiêu Bắc Thần khí tức yếu ớt, nhìn yếu đuối. Trên thực tế đã là đem thần quang nội liếm, La Quân mắt sắc. Hắn cảm thấy Tiêu Bắc Thần người trẻ tuổi này ít nhất là hóa kính đỉnh phong tu vi. Mà lại Tiêu Bắc Thần rất có thể tu luyện mật tông khí công, cho nên hắn dưỡng khí chi thuật rất là lợi hại. Về phần Diệp Thần nhìn cũng là 20 tuổi, hắn là đầu đinh, ánh mắt sắc bén, phong mang tất lộ. Đồng dạng, gia hỏa này giống như cũng là hóa kính đỉnh phong tu vi. Cả người hắn tựa như là một ngụm sắc bén đao, nhìn người liếc một chút, cũng làm người ta có đổ máu cảm giác. Về phần theo tới hắn 3 tên thanh niên, từng cái đều là hóa kính sơ kỳ tu vi. 3 người này hiển nhiên là đến cho Diệp Thần cùng Tiêu Bắc Thần lược trận. Cũng tương đương cũng là bảo tiêu. Dù sao Diệp Thần cùng Tiêu Bắc Thần đến đây là khiêu chiến Hoa Hạ võ thuật gia. Vạn nhất giết Hoa Hạ võ thuật gia, Hoa Hạ bên này người muốn trả thù, 2 người bọn họ đi qua chiến đấu lại thụ thương. Lúc này nếu như không ai bảo hộ là rất không ổn sự tình. Đối với bọn này người Nhật Bản đến, La Quân cùng Mộc Tĩnh cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Tất cả mọi người tới tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn, có thể gặp phải cũng không kỳ lạ. Bất quá lập tức liền phát sinh một chút ngoài ý muốn. Bởi vì La Quân cùng Mộc Tĩnh hướng Diệp Thần bọn họ dò xét thời gian dài một số. Bên kia một tên Nhật Bản thanh niên bảo tiêu lập tức đối xử lạnh nhạt giận mắng, hắn là dùng tiếng Nhật mắng. La Quân cả đám đều nghe không hiểu, nhưng nghe giọng nói kia cũng biết là đang mắng người. La Quân cũng không phải cái tốt tính người, hắn nhìn về phía hộ vệ kia, dùng tiếng Hoa cười tủm tỉm mắng, ngu bê, ngươi buổi sáng ăn đại phân. Nhật Bản này bảo tiêu lại coi là La Quân là đang nói xin lỗi, thế là dùng tiếng Nhật nói, cái này còn tạm được. Sau đó liền ngồi xuống. Đường Thanh cả đám thấy thế không khỏi cùng nhau nhỏ giọng trộm cười rộ lên. Mắng chửi người Nhật Bản bảo tiêu gọi là Ida Makuro sau khi ngồi xuống. Dùng tiếng Nhật hướng chúng đồng bạn huyền diệu nói, những này Trung Quốc heo, đều là đồ hèn nhát, giống bọn họ còn nói xin lỗi ta, thật không giống nam nhân. Nếu là tại chúng ta đại hòa danh tộc, đã sớm cầm dao găm liều mạng. Dư Nhật vốn nên bảo tiêu nghe vậy cũng là ầm vang cười to. Bất quá lúc này, Tiêu Bắc Thần lại là nhạt lạnh nói ra, Ida Quân, nếu như ta là ngươi, ta hội cảm thấy xấu hổ. Ida Makuro nhưng cũng không dám đắc tội Tiêu Bắc Thần, hắn sững sờ. Có chút lúng túng nói, Bắc Thần Quân, ngài vì cái gì nói như vậy? Tiêu Bắc Thần mặt không biểu tình, từ tốn nói, thứ nhất, người hành vi rất lợi hại cho chúng ta Japanese dân tộc mất mặt. Đây là rất lợi hại không có tố chất hành vi. Thứ hai, cái kia Hoa Hạ nam nhân cũng không có cho ngươi xin lỗi, hắn là mắng ngươi ngu bê, ngươi buổi sáng ngoài miệng ăn đại phân. Thứ ba, ngươi không cần nhớ đi cùng hắn động thủ, bởi vì ngươi không phải đối thủ của hắn. Ida Makuro nhất thời mặt mo thẹn đỏ, đồng thời trong mắt lóe lên tức giận. Hắn nhịn không được một hơi này, nói, Bắc Thần Quân, ta muốn đi tìm hắn báo thù. Tiêu Bắc Thần từ tốn nói, Ida Quân, các ngươi lần này cũng không có gì không phải a để cho các ngươi gây chuyện. Phật Sơn nơi này là người Hoa võ thuật thịnh, cao thủ rất nhiều. Ta cũng đã nói, ngươi không phải nam nhân kia đối thủ, nếu như ngươi khăng khăng muốn đi báo thù, chúng ta sẽ không xuất thủ. Nếu như ngươi muốn đi tự rước nhục, cái kia liền đi đi. Ida Makuro nhất thời thì chỗ này xuống dưới, không có đồng bạn chỗ dựa, hắn cũng biết mình là bao nhiêu cân lượng. Lúc này, La Quân bên kia thức ăn cũng tới tới. Món ăn vô cùng tươi đẹp, xem xét tự khiến người thèm nhỏ dãi. Tất cả mọi người có chút đói, lập tức vui sướng ăn như gió cuốn đứng lên. Bữa cơm này cũng không có bởi vì người Nhật Bản khúc nhạc dạo ngắn mà có chỗ quấy dày. Nơi này đồ ăn tuy nhiên quý, nhưng lại ăn quá ngon. Cho nên mọi người ăn quên cả trời đất. Bên kia người Nhật Bản cũng lần lượt mang thức ăn lên, bọn họ cũng điệu thấp ăn dậy đồ, vật tới. Thú vị là,
Tiêu Bắc Thần bọn họ toàn bộ đều là võ giả, ăn cái gì rất nhanh. Cho nên cơ hồ là cùng La Quân bọn họ cùng một chỗ ăn xong. Sau khi ăn xong, Đường Thanh Hô tính tiền, phục vụ viên kia tới, nói ra, tổng cộng là 12,888. Ngài cho 12,000 là được. Đường Thanh cầm thẻ nói, quét thẻ. Tốt, phục vụ viên nói. Bên này tính tiền là không có vấn đề gì, nhưng là Nhật Bản người bên kia lại đột nhiên thì vỡ tổ. Một tên Nhật Bản bảo tiêu tính khí nóng nảy, gia hỏa này gọi là mất dã bỗng nhiên đem cái bàn lật tung ra ngoài, dùng không lưu loát tiếng Hoa nổi giận nói, món gì lại để cho 10,000 khối, các ngươi là cho là chúng ta người Nhật Bản là đần heo, dễ khi dễ. Chương 113, dùng võ kết bạn. Bọn này Nhật Bản nhân khí thế rào rạt. Cái bàn kia lật tung ra ngoài, mặt đất nhất thời một mảnh hỗn độn. Chén bàn vỡ vụn thanh âm phích lịch soạt. Toàn bộ nhà ăn yên tĩnh cũng bị hoàn toàn đánh vỡ. Mất dã, Ida Makuro còn có một tên khác bảo tiêu Takeda anh minh đều là mặt hướng hung ác. Duy chỉ có cái kia Tiêu Bắc Thần vẫn luôn là nhàn nhạt mạc mạc, giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Lớn nhất thú là Diệp Thần người trẻ tuổi này, trong mắt lóe ra chiến đấu dục vọng. Hắn ngược lại là khiêu khích nhìn về phía La Quân bên này, giống như đây hết thảy là làm cho La Quân nhìn. Cái này Diệp Thần. Hắn tựa như là cái tinh lực qua thỉnh hung thú, thời thời khắc khắc đều nhớ đi ra cắn người. La Quân cùng Mộc Tĩnh là bực nào mẫn cảm người, bọn họ lập tức cũng liền cảm nhận được Diệp Thần khiêu khích. Bất quá lúc này còn chưa tới phiên La Quân cùng Mộc Tĩnh ra mặt. Bởi vì cái kia nhà ăn quản lý đã tốc độ tới thương lượng. Nhà ăn quản lý là một vị mỹ lệ nữ sĩ, gọi là Lưu Lan. Lưu Lan chừng 30 tuổi, đặc biệt có khí chất. Nàng ăn mặc màu đen tiểu tây phục. Mặt mỉm cười tiến lên. Lưu Lan liếc nhìn Tiêu Bắc Thần một đoàn người liếc một chút về sau, tiếp lấy liền cúc cung xin lỗi, nói, vô cùng thật có lỗi, là chúng ta phục vụ không đủ chu đáo, để mấy vị khách quý không có cảm thấy hài lòng. Xin ngài nhóm tiếp nhận ta chân thành áy náy. Người đồ ăn, quá đắt, Takeda anh minh lạnh lùng nói ra, các ngươi là xem chúng ta là Nhật Bản người, cho nên muốn đem chúng ta xem như heo mập đến làm thịt. Hắn tiếng Hoa nói có chút không lưu loát. Bất quá tốt xấu cũng có thể nghe hiểu. Cũng tỉ như trước đó, La Quân dùng tiếng Hoa cười tủm tỉm mắng chửi người, Takeda anh minh cùng mất dã là đều nghe không hiểu. Lưu Lan nao nao, sau đó liền cũng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nàng lập tức nói, các vị khách quý, bản điếm là thành tín kinh doanh, tuyệt sẽ không xuất hiện làm thịt khách tình huống. Mà lại, chúng ta giá cả đều là công khai ghi giá, không tin ngài có thể nhìn bức tường kia. Trên cùng một mặt vách tường chính là một mặt menu. Bọn này người Nhật Bản lập tức nhìn sang. Bọn họ sau khi thấy ngốc ngẩn ngơ, nhất thời cảm thấy có chút đuối lý. Ai biết lúc này, Diệp Thần nói ra, các người đám heo ngu xuẩn này, loại thức ăn này riêng là chuyên môn cho người ngoại quốc nhìn. Nội bộ bọn họ còn có một chương menu. Chúng ta liền xem như qua nước Pháp nhà ăn cũng không có mắt như vậy, rõ ràng cũng là giết ta nhóm. Takeda anh minh cùng mất dã còn có Ida Makuro nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, mẹ, không trả tiền, chúng ta đi. Ida Makuro tính khí nóng nảy nhất, dẫn đầu nói. Hắn dẫn đầu đi, mọi người cũng liền theo ở phía sau. Lưu Lan thấy thế không khỏi thất sắc, nàng ở cái này nhà ăn nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp được loại này khách nhân. Bởi vì bình thường đến cái này nhà ăn đều là có mặt mũi người, tai to mặt lớn người tự nhiên là yêu quý lông chim. Lưu Lan vội vàng ngăn cản tại Ida Makuro phía trước, nói, tiên sinh, xin ngài tính tiền. Ida Makuro cười lạnh một tiếng, nói, mua mụ mụ ngươi đan, cút. Hắn nói vừa xong, còn cố ý vươn tay ra đẩy Lưu Lan. Đẩy vị trí rất lợi hại hạ Lưu, là hướng Lưu Lan trước ngực đẩy tới. Lưu Lan không tránh kịp, lập tức bị đẩy đi ra. Nàng chỉ cảm thấy ở ngực buồn bực đau, cả người cầm giữ không được, bạch 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 rời khỏi mấy bước. Sau cùng ngã ngồi dưới đất. Một bên phục vụ viên thấy thế cũng không dám đến ngăn cản. Ngay vào lúc này, La Quân hét lớn một tiếng đứng lại. Ida Makuro bọn người lập tức quay đầu nhìn về phía La Quân. Ida Makuro đối La Quân hận thấu xương, hắn không biết nói tiếng Hoa, liền dùng tiếng Nhật huyên thuyên mắng La Quân. La Quân hội tiếng Anh, nhưng là sẽ không Nhật văn, cho nên nghe không hiểu Ida Makuro đang nói cái gì. Bất quá nhìn Ida Makuro bộ dạng này cũng không phải là đang nói lời hữu ích. Và lại, coi như Ida Makuro cười tủm tỉm nói, La Quân cũng sẽ cảm thấy hắn là tại chửi mình. Cho nên, La Quân rất khinh thường nói, không hiểu rõ người cái ngu bê đang nói cái gì,
cút sang một bên. Hidamakuro lập tức hỏi bên người Takeda Anh Minh, nói, hắn nói cái gì? Takeda Anh Minh cũng nghe không hiểu, bởi vì La Quân tốc độ nói quá nhanh. Bên cạnh Diệp Thần lập tức đối Hidamakuro nói, hắn nói ngươi là cái ngu bê, để ngươi cút sang một bên. Hidamakuro nhất thời giận tím mặt, hắn lập tức liền muốn xông lên đi cùng La Quân dùng nắm đấm lý luận. Diệp Thần lập tức lại chậm rãi nói ra, ngươi đi, sẽ bị hắn sửa chữa rất lợi hại thảm. Hidamakuro lại ngây người, con hàng này phiền muộn. Chúng ta đi thôi, Diệp Thần còn nói thêm. Hắn nói xong liền dẫn đầu ra ngoài. Cả đám liền đi theo Diệp Thần đằng sau đi. La Quân không làm, nói ra, các ngươi ở tại nơi này, chúng ta nhất thanh nhị sở. Nếu như các ngươi hôm nay không trả nợ, ta cam đoan các ngươi không ngừng tham gia không võ đạo giải đấu lớn, còn để cho các ngươi tại chúng ta sở câu lưu đợi cái một năm nửa năm. Cái này khí, La Quân vẫn là có. Hắn nói vừa xong, Tiêu Bắc Thần một đoàn người liền lần nữa lại đứng lại. Bọn họ quay người nhìn về phía La Quân bên này. Diệp Thần trong mắt mang theo tàn nhẫn ý vị, hắn thì như vậy nhìn chằm chằm vào La Quân. La Quân cũng không phải cái tốt tính người, cười tủm tỉm nói, mà mẹ nó, chết biến thái, ngươi nhìn chằm chằm vào lão tử làm gì? Ngươi là gay à? Diệp Thần nhưng cũng không tức giận, cười lạnh một tiếng, nói, ta biết ngươi là ai, ngươi cũng tại giải đấu lớn trên danh sách. Ngươi gọi là La Quân. La Quân cười ha ha, nói ra, vậy thì thế nào? Diệp Thần Liota miệng môi dưới, trong mắt phát ra hung thú quang mang. Sau đó, hắn liền hướng đi La Quân. Hắn vừa đi ra, liền dẫn một loại áp bách ý vị. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi còn có Lâm Thiến Thiến lập tức cảm nhận được khí tức nguy hiểm, các nàng không tự chủ được trốn ở La Quân cùng Mộc Tĩnh sau lưng. Mộc Tĩnh nhàn nhạt lạnh lùng nhìn lấy Diệp Thần, La Quân thì là hững hờ. Diệp Thần đi vào La Quân trước mặt, hắn nhìn chằm chằm La Quân, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta lại ở kim kiếm giải đấu lớn bên trên giết ngươi. Hắn sau khi nói xong xoay người rời đi. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, cảm nhận được Diệp Thần sát ý. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, muốn giết người khác đi thêm. Thêm một cái Diệp Thần cũng không nhiều, hắn cũng không hề theo Diệp Thần múa mép khua môi. Dù sao chỉ cần tính tiền là được. Diệp Thần trở lại Tiêu Bắc Thần một bên người mọi người về sau, liền nói với Hidamakuro, tính tiền. Hidamakuro tuy nhiên không cam tâm, nhưng Diệp Thần lên tiếng, hắn cũng chỉ có đi mua đan. Tính tiền hoàn tất về sau, cả đám liền nhanh chóng nhanh rời đi nhà ăn. Đường Thanh tam nữ lập tức có chút bận tâm, Lâm Thiến Thiến nói, La Quân, sẽ có hay không có phiền phức? La Quân trợn mắt chừng một cái, nói, có thể có phiền toái gì? Võ đạo giải đấu lớn bên trên, vốn là không có cái gì quay lại chỗ trống. Vậy ngươi có thể đối phó hắn sao? Lâm Thiến Thiến hỏi. La Quân hững hờ nói ra, ngang cấp đối thủ, ta còn từ chưa sợ qua người nào. Mộc Tĩnh liền nhìn La Quân liếc một chút, La Quân lập tức cười ha ha, nói ra, đương nhiên, Tĩnh tỷ ngoại trừ, ta sợ Tĩnh tỷ. Mộc Tĩnh mỉm cười, nói ra, đến đi, thực lực ngươi ta rất rõ ràng. Ta một ngày không đột phá kim đan chi cảnh. Cái kia sẽ rất khó đánh thắng ngươi. Ngươi đọ sức kỹ xảo vô cùng có linh tính. La Quân cười hắc hắc. Như thế một trò chuyện, Lâm Thiến Thiến tam nữ cũng liền để xuống tâm. Lúc này, nhà ăn Phương hướng người phụ trách đi ra ngỏ ý cảm ơn. La Quân một đoàn người cũng không để ý lắm, sau cùng nhà ăn bên này đưa một số tiểu lễ phẩm, cũng đưa tặng một tấm thẻ vàng. Như thế về sau, mọi người vừa rồi ra nhà ăn. Tiếp theo, Tống Nghiên Nhi tam nữ liền đi du lịch Phật Sơn. Mà La Quân cùng Mộc Tĩnh muốn đi giải đấu lớn tổ ủy hội chính thức đánh dấu. Giải đấu lớn tổ ủy hội là tại Phật Sơn tới gần vùng ngoại thành một cái dưới đất đấu trường. Cái kia lòng đất đấu trường hiện tại cũng là giải đấu lớn sân bãi. La Quân cùng Mộc Tĩnh lái xe tiến về, lần này vẫn là Từ Thanh lái xe. Tiến về vùng ngoại thành cần chút lộ trình cùng thời gian, sau một tiếng, mọi người mới đạt tới nói tới đấu trường. Cái kia đấu trường là một cái cùng loại sân vận động kiến trúc. Đương nhiên, bên trong cũng không có sân vận động lớn như vậy. Bốn phía lại là nông điền cùng dân cư. Nơi này rất lợi hại thanh tịnh, địa cũng tương đối hơi rẻ, đồng thời cũng bí ẩn một số. Dù sao lòng đất đấu trường cũng không phải là công khai hợp pháp. Sân vận động bên trong có không ít hai building dương phòng, toàn bộ là màu trắng tinh, rất là phong cách Tây. Tại sân vận động phía trước là một đầu làn xe. Giờ phút này, làn xe hai bên ngừng không ít xe sang trọng.
La Quân một đoàn người dừng xe về sau, liền hướng sân vận động bên trong đi đến. Sân vận động phía trước nhất là một cái đại sảnh, tiến vào đại sảnh lúc, có chuyên môn nhân viên phụ trách kiểm tra, A Thiếp mời, sau đó đưa vào. Tổ ủy hội tại lầu 2 trong văn phòng. La Quân cùng Mộc Tĩnh rất mau tới đến trong văn phòng, cái kia văn phòng rất là hào hoa rộng rãi. Khiến La Quân cùng Mộc Tĩnh thoảng qua ngoài ý muốn là, Hoắc Thiên Túng cũng tại. Ngoài ra còn có hai vị lão gia tử, theo thứ tự là La Quân gặp qua Chu Hồng Chí lão gia tử, còn có một vị là Trần Gia Câu Trần lão gia tử. Ba vị lão gia tử phụ trách tiếp đãi. Hai người vừa tiến đến, Hoắc Thiên Túng liền cao hứng đứng lên, nói ra, La sư phụ, Mộc sư phụ, các ngươi có thể tính tới. Đối với Lao Sơn nội gia quán, nội tình chờ một chút sự tình. La Quân cũng không có cùng Hoắc Thiên Túng nói, hắn cũng làm cho Đường Thanh đừng bảo là. Phản chính mình có thể giải quyết, làm gì để Hoắc Thiên Túng phiền não. La Quân cùng Mộc Tĩnh cũng là ôm quyền, nói, Hoắc sư phụ tốt. Sau đó, mọi người lẫn nhau giới thiệu, mọi người ôm quyền chào. Tiếp theo, La Quân cùng Mộc Tĩnh chính là đánh dấu. Như thế về sau, La Quân cùng Mộc Tĩnh liền dự định cáo từ. Thế nào biết đúng vào lúc này, bên ngoài tiến đến hai người trẻ tuổi. Cái này hai người trẻ tuổi theo thứ tự là Trần Gia Câu, Trần Lão Gia Tử cháu trai, Trần Hoa Sinh. Còn có một cái là Quách Thị Hình Ý quyền truyền nhân, Quách Thiếu Vũ. Bọn họ nói là người trẻ tuổi, thực cũng chừng 30 tuổi. Bất quá luyện võ người, khí sắc rất tốt, nhìn tuổi trẻ. Trần Hoa Sinh ăn mặc màu trắng áo dài, cả người nhìn ôn nhuận như ngọc. Đây là thái cực luyện đến thực chất bên trong duyên cớ. Còn Quách Thiếu Vũ, lại có chút phong mang tất lộ. Trần Hoa Sinh cùng Quách Thiếu Vũ vừa tiến đến, Trần Lão Gia Tử liền nói ra, Hoa Sinh, Thiếu Vũ, các ngươi đến có thể vừa vặn. Ta cho các ngươi giới thiệu hai vị thiếu niên tài tuấn. Vị này là La Quân, La Sư Phụ, vị này là Mộc Tĩnh, Mộc Sư Phụ. Trần Hoa Sinh mỉm cười, hắn lộ ra ôn hòa hữu lễ, ôm quyền nói ra, La Quân La Sư Phụ, Mộc Sư Phụ, các ngươi tốt. Thực tất cả mọi người tại trên danh sách đã thấy hình. Lẫn nhau đều là có rất sâu ấn tượng, dù sao mỗi người đều có thể là đối thủ mình. Quách Thiếu Vũ cũng ôm quyền chào, La Quân cùng Mộc Tĩnh tự nhiên không dám kiêu căng. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, cũng là tốt ở chung. Lúc này, Quách Thiếu Vũ đề nghị, La Sư Phụ, Mộc Sư Phụ, chúng ta không bằng hảo hảo tìm một chỗ ngồi xuống, vừa uống rượu một bên tâm sự quyền thuật, các ngươi thấy thế nào? Dùng võ kết bạn. Đây là võ thuật gia thích nhất sự tình. La Quân cùng Mộc Tĩnh nhìn nhau, sau đó La Quân nói ra, đó là không thể tốt hơn. Chương 114, trao đổi sát chiêu. Hoắc Thiên Túng mấy vị lão gia tử ở một bên nhìn lấy, đều là một mặt vẻ vui mừng. Bọn họ những này lão tiền bối nhóm, đem một thân tinh lực đều mạo hiểm cho võ thuật. Bây giờ nhìn lấy tân nhất bối trưởng thành, trong lòng bọn họ cũng là cao hứng. Riêng là nhìn lấy đám người tuổi trẻ này xuất sắc như vậy. Lại có thể ở chung hòa thuận, vậy thì thật là so trông thấy cái gì đều muốn cao hứng. La Quân cùng Mộc Tĩnh ngay sau đó liền đi theo Quách Thiếu Vũ còn có Trần Hoa Sinh xuất thể dục cao ốc. Sau đó, từ từ thanh lái xe, bốn người đều ngồi ở phía sau. Trên xe, bốn người máy hát cũng liền mở ra. Quách Thiếu Vũ là cái đấu trí hiên ngang, phong mang tất lộ, tài hoa bộc lộ người trẻ tuổi. Trần Hoa Sinh thì là phong độ nhẹ nhàng người khiêm tốn. Nói chuyện phiếm bên trong. Quách Thiếu Vũ hỏi trước La Quân, nói, La Sư Phụ, không biết ngươi là kế thừa gì phái. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, chúng ta vẫn là khác hô cái gì Sư Phụ, nghe không tự nhiên. Ta năm nay 24, Quách huynh đệ ngươi thì sao? Quách Thiếu Vũ cười một tiếng, nói ra, ta 29, xem ra ngươi đến gọi ta một tiếng đại ca. La Quân nhân tiện nói, Quách đại ca. Quách Thiếu Vũ cười ha ha một tiếng. Tiếp theo. Mọi người cũng hiểu được Trần Hoa Sinh 27 tuổi, hắn so Mộc Tĩnh nhỏ hơn 1 tuổi. Trong bốn người này, La Quân nhỏ nhất, Quách Thiếu Vũ lớn nhất, nhưng nhìn Quách Thiếu Vũ ngược lại là nhỏ nhất, chủ yếu là hắn tính cách rất lợi hại nhảy thoát. Quách Thiếu Vũ vẫn là đuổi theo La Quân hỏi, La huynh đệ, người còn chưa nói người kế thừa đâu. La Quân ngay sau đó nói ra, ta đến kế thừa một phái kia cũng nói không rõ ràng, sư phụ ta không nói với ta. Từ nhỏ sư phụ ta dạy ta trước luyện là hình ý quyền bên trong vô cực thung. Ta sớm nhất tập luyện cũng là người quen thuộc nhất hình ý quyền, về sau vừa học thái cực quyền, sau cùng học càng tạp. Ta không có cái gì cụ thể trường phái. Quách Thiếu Vũ cùng Trần Hoa Sinh đều đến hứng thú, Quách Thiếu Vũ nói ra,
ngươi cũng sẽ hình ý quyền, vậy chúng ta được thật tốt luận bàn một chút. La Quân khoát khoát tay, nói ra, ta là Giã Hòa Thượng xuất gia, cùng ngươi cái này chính tông không thể so sánh. Quách Thiếu Vũ tùy tiện, nói, cái kia có quan hệ gì, chúng ta có thể lẫn nhau xác minh nha. Hiện tại chúng ta không thể giống như trước lão võ thuật gia nhóm tổng là ưa thích che che lấp lấp. Chỉ có giao lưu, chúng ta võ thuật mới có thể càng thêm phát dương quang đại. Trần Hoa Sinh liền cũng nói, không sai, là đạo lý này. Hắn hướng La Quân nói, thái cực phương diện, La huynh đệ ngươi nếu là có nghi vấn có thể hỏi ta, ta nhất định biết gì nói nấy. Đa tạ Hoa Sinh đại ca, La Quân ôm quyền. Trần Hoa Sinh cười nhạt một tiếng, nói, khách khí. Lúc này đã là 4 giờ chiều, ánh sáng mặt trời ngã về tây. Phật Sơn trên đường một mảnh cảnh tượng phồn hoa, xe tới xe đi, biển người chen chúc. Bốn người tìm một cái thanh tịnh Hàn Quốc hội quán đi vào, ở trong đó Hàn Quốc đồ nướng cùng một số tiểu thanh tử tư vị rất lợi hại đặc biệt. Lầu 2 một cái phòng lớn bên trong, bốn người vây quanh một cái bàn ngồi trên mặt đất. Thanh tử lên trước đến, còn có một số không tệ Hàn Quốc đồ chua. La Quân cầm lấy thanh tử, nói ra, nơi này ta nhỏ nhất, các vị đại ca, ta đến mời rượu. Hắn nói xong liền cho mọi người chén rượu rót đầy. Sau đó, hắn cũng cho mình rót đầy, nâng chén nói, ta uống trước rồi nói. Trần Hoa Sinh cùng Quách Thiếu Vũ còn có Mục Tính cũng đều nâng chén uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo, mọi người liền thì lại tùy ý trò chuyện. Quách Thiếu Vũ trước khi nói ra, thế gian này bên trên, người với người duyên phận cũng là kỳ diệu. Ta cùng Hoa Sinh đại ca mới quen đã thân, ta cùng La Quân huynh đệ. Còn có Tính tỷ các ngươi cũng là thấy một lần thì hợp ý. Nhưng là ta nhìn Hà Bắc Đàm thối cái kia Vương Minh Xuyên cũng là giận không chỗ phát tiết. Tiểu tử kia, lạnh bang bang, giống ai thiếu tiền hắn giống như. Còn có cái kia Tiểu Vũ Thánh ngọn núi Lan Đình, nhìn bề ngoài rất lợi hại có lễ phép. Thực thì trong lòng xem thường người khác, ngạo thượng thiên, cảm thấy người khác đều là rác rưởi. La Quân cười một tiếng, nói tiếp nói ra, đại khái đây chính là mới quen đã thân, người già như mới đi. Quách Thiếu Vũ lập tức liền hiếu kỳ hỏi, có ý tứ gì? Trần Hoa Sinh trước cười ha ha, nói ra, Thiếu Vũ ngươi cái đại mù chữ, ý tứ này là có người chỉ gặp một lần, tựa như nhận biết thật lâu. Có người, nhận biết cả một đời, nhưng vẫn là giống như là mới quen một dạng. Quách Thiếu Vũ bừng tỉnh đại ngộ, hắn uống một chén tửu, có chút khinh bỉ nói, ngoá, đều là võ phu, mãng phu, cho ta treo cái gì văn cái túi a? Trần Hoa Sinh cùng La Quân còn có Mục Tính đều là buồn cười. Chúng ta lập tức thì muốn tiến hành võ đạo giải đấu lớn. Quách Thiếu Vũ bỗng nhiên nói ra, ta có cái đề nghị, chúng ta đem lẫn nhau sát chiêu trao đổi một chút. Dạng này chúng ta cũng đều cho mình gia tăng phần thắng. Đương nhiên, làm chứng minh ta không có tư tâm, ta đệ nhất cái tới. Trần Hoa Sinh, La Quân, Mục Tính đều hơi hơi biến sắc. Luyện võ người, lớn nhất dựa vào chính là mình sát chiêu. Quách Thiếu Vũ như vậy nói ra, lại là có chút lỗ mãng. Nhưng cái này cũng đúng lúc nói rõ Quách Thiếu Vũ là cái thẳng thắn người. Dạng này người, rất lợi hại thích hợp làm huynh đệ. Đương nhiên, cũng có thể là Quách Thiếu Vũ tâm kế thâm trầm, muốn moi ra mọi người sát chiêu. La Quân cùng Mục Tính nhìn nhau, sau đó, La Quân cười một tiếng, nói ra, ta không có vấn đề. Mục Tính liền cũng nói, ta cũng không thành vấn đề. Trần Hoa Sinh thấy mọi người đáp ứng, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói có vấn đề. Quách Thiếu Vũ liền trước đứng lên, nói ra, ta chính là một chiêu, ta chiêu này kêu là làm hoàng cầu đi tiểu, tên không dễ nghe, nhưng rất lợi hại thực dụng. Ta một chiêu này chính là tối chân phát ra, phát chiêu lúc vô ảnh vô hình, không có dấu hiệu nào. Đột nhiên phát động, uy lực vô cùng, hắn sau khi nói xong, liền lại nói, các ngươi xem trọng. Mọi người còn không thấy rõ. Liền gặp Quách Thiếu Vũ thân thể không nhúc nhích, đột nhiên tối chân đá ra. Trong nháy mắt, lưỡi đao lạnh thấu xương, chân phong hãi nhiên. Phát chiêu xác thực là phi thường bí ẩn, khiến người ta khó lòng phòng bị. La Quân cùng Mục Tính còn có Trần Hoa Sinh đều là biết hàng người, bọn họ liền cũng biết Quách Thiếu Vũ một chiêu này là tuyệt đối lợi hại. Ngay sau đó mọi người đứng dậy ghi lại yếu lĩnh, lặp đi lặp lại lãnh hội, bao quát vận khí pháp môn, Quách Thiếu Vũ cũng nói ra. Tất cả mọi người là cao thủ, học tập chiêu thức nhanh chóng vô cùng. Rất nhanh, mọi người thì lãnh hội hoàng cầu đi tiểu tinh túy. Sau đó, La Quân liền nói ra, ta là một chiêu thân pháp, chiêu này thân pháp là sư phụ ta dạy ta. Ta dùng một chiêu này giết qua không ít người, đã cứu chính mình vô số lần.
chiêu này kêu là làm linh dương móc sừng. Hắn nói xong liền thi triển ra linh dương móc sừng tới. Hắn vừa thi triển ra, mọi người càng là con mắt tỏa sáng, kinh hô thần diệu. Sau đó, La Quân cũng đem linh dương móc sừng phát lực phương thức, vận khí pháp môn nói ra. Một chiêu này linh dương móc sừng vô cùng tinh diệu, mọi người nhất thời bán hội rất khó luyện đến La Quân trình độ này. Nhưng mọi người cũng đều biết linh dương móc sừng chỗ chân quý. Sau đó chính là Mộc Tĩnh nói ra, ta chiêu này là tầm ti bí tay. Nàng đón đến, nói với La Quân, người hướng ta thi triển ngươi long trảo thủ. La Quân biết nàng muốn biểu thị, ngay sau đó cũng không nhiều lời. Nhân tiện nói, tốt, vừa dứt lời âm, La Quân thì xuất thủ. Hắn xuất thủ chính là toàn lực ứng phó, thân thể như bôn lôi phát động, long trảo thủ bạo liệt ra mấy đạo tàn nhẫn kình phong. Toàn bộ long trảo thủ thì như thần long lôi động, trong nháy mắt chụp vào Mộc Tĩnh kiểm môn, khuôn mặt. Mộc Tĩnh lại là không nhúc nhích, chỉ gặp nàng cũng nhất trưởng đón lấy La Quân long trảo thủ. Mắt thấy hai người liền muốn giảo sát cùng một chỗ, đột nhiên, Mộc Tĩnh thủ đoạn nhoáng một cái, bàn tay hóa thành xà quyền. Cái này nhoáng một cái công phu, thật sự là quá xảo diệu, có hình rắn, lại hình như là trơn trượt thiện cá cá trạch. Nàng thịt cùng gân co vào đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Vừa vặn từ La Quân móng tay trong khe lẻn qua qua. Mà lại, vừa mới chuồn đi, nàng năm ngón tay bỗng nhiên như móc câu phản bắt tới. Tựa như là độc xà phun ra tín tử một dạng. Cái này năm ngón tay nếu là móc ở La Quân long trảo thủ, cái kia La Quân tay tuyệt đối phải phế bỏ. La Quân bị kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ đến Mộc Tĩnh có sự biến hóa này. Hắn tại khẩn cấp bên trong, long trảo thủ hóa thành quyền nện mãnh liệt rung động, liền muốn đem Mộc Tĩnh móc câu nện bình. Mộc Tĩnh mỉm cười, đột nhiên thu tay lại. La Quân lùi ra phía sau một bước, hắn quất miệng hơi lạnh. Cũng biết mới vừa rồi là chính mình không quan sát, nếu như không phải Tĩnh tỷ lưu thủ. Chính mình quyền nện thực căn bản không có cách nào thương tổn đến Tĩnh tỷ. Ngược lại, Tĩnh tỷ có thể tại quả đấm mình bên trên lưu lại vết thương. Một đạo vết thương liền có thể giải tỏa chính mình khí huyết. Đến lúc đó, đánh nhau càng lợi hại, máu thì chảy càng hung. Cho nên, trong hiện thực, không có khả năng tay cụt về sau còn có thể càng đánh càng hăng. Bởi vì khí toàn bộ tiết đi. Không hề nghi ngờ, Tĩnh tỷ chiêu này tầm ti bí tay là tương đương lợi hại. Ba người sát chiêu có thể nói đều là giết người vô hình. Mọi người phe này giao lưu, tuyệt đối là thu hoạch rất nhiều. Rất nhanh, La Quân cùng Trần Hoa Sinh còn có Quách Thiếu Vũ đều đại khái học hội tầm ti bí tay. Bất quá muốn tránh thức tinh thông, cái kia còn cần thời gian. Dù sao mỗi người sát chiêu đều là đi qua chính mình thiên truy bách luyện. Sau cùng, chính là Trần Hoa Sinh. Trần Hoa Sinh nói ra, ta sát chiêu gọi là hồi mã thương. Một chiêu này là tại chính mình ở thế yếu tình huống dưới, một cái thần kỳ tụ lực pháp môn. Tại địch nhân cho là mình tất thắng thời điểm, ta từng bước lui lại, từng bước tụ lực, đột nhiên, hồi mã nhất thương, gây nên địch nhân vào chỗ chết. Hắn sau khi nói xong liền bắt đầu biểu thị. Trần Hoa Sinh từng bước một biểu thị vận khí pháp môn, tụ lực pháp môn. Nhìn, hắn là bị bức phải hốt hoảng lui lại, nhưng hắn khí huyết chi lực lại như cái kia lò xo cung tiễn, đã kéo đến viên mãn trạng thái. Tại sao cùng lui không thể lui tình huống dưới, hắn đột nhiên thân eo nhất chuyển, lấy eo làm lập tức, lấy cánh tay làm thương, lấy quyền làm đầu thương. Đột nhiên hồi mã nhất thương, nhất thời, âm phong đầy trời, sát phạt thảm liệt. Cái này một cái chớp mắt. Mọi người cảm giác hô hấp đều là siết chặt. Hồi mã nhất thương, kinh tài tuyệt diễm, cái kia một cái chớp mắt, Trần Hoa Sinh giống như cổ đại đại tướng phụ thân, đột nhiên hồi mã nhất thương, kinh động quỷ thần. Thì một thương này, liền có thể phong vương xưng đợi. Tốt, La Quân nhìn không được khen. Sau đó, Trần Hoa Sinh liền kỹ càng giảng giải chính mình chiêu thức. Bốn người đi qua dạng này một phen giao lưu thổ lộ tâm tình, lẫn nhau ở giữa chỉ cảm thấy đã là thân mật nhất bằng hữu. Bởi vì mọi người đều đem tính mạng mình bản sự nói ra. Quách Thiếu Vũ nói ra, với ta mà nói, võ đạo trọng yếu. Nhưng tình huynh đệ ý quan trọng hơn, chúng ta nếu như tại võ đạo giải đấu lớn ăn ảnh lẫn nhau gặp, vậy nhưng tuyệt không thể thật lấy cái chết chém giết, điểm đến là dừng là được. Như là trước kia, mọi người còn có thể đem hết toàn lực. Dưới mắt đều muốn đối phương xem như bằng hữu, lại nơi đó có thể chém giết tiếp. La Quân mỉm cười. Nói ra, đó là tự nhiên. Trần Hoa Sinh cùng Mộc Tĩnh cũng là cười một tiếng. Bốn người đều là võ đạo cao thủ, tính khí cũng hợp nhau.
giờ phút này trò chuyện giết thì giờ, liền cảm giác phá lệ dễ chịu, hợp ý nhau. Chương 115, dùng cơm phòng ba. Bốn người bữa cơm này ăn xong, trực tiếp ăn vào màn đêm buông xuống. Lúc này Đường Thanh các nàng điện thoại đánh tới, hô hào La Quân cùng Mộc Tĩnh trở về cùng một chỗ tắm suối nước nóng. La Quân cùng Mộc Tĩnh liền ước Quách Thiếu Vũ cùng Trần Hoa Sinh cùng một chỗ về quán rượu. Nào biết hai người lại là nói ra, chúng ta còn muốn về đấu trường bên kia trợ giúp mấy vị lão tiền bối xử lý một ít chuyện, thì không cùng các ngươi cùng đi. La Quân cùng Mộc Tĩnh liền cũng không miễn cưỡng nữa. Tính tiền thời điểm, Quách Thiếu Vũ vượt lên trước mua. La Quân mấy người đối tiền tài cũng không để ý lắm, cho nên cũng không có ngăn cản. Ra Hàn Quốc quán đồ nướng về sau, Quách Thiếu Vũ cùng Trần Hoa Sinh theo La Quân cáo biệt. Sau đó, La Quân cùng Mộc Tĩnh lên xe, Từ Thanh lái xe mang hai người về quán rượu. Trên xe, Mộc Tĩnh bỗng nhiên nói với La Quân, La Quân, người cảm thấy Quách Thiếu Vũ cùng Trần Hoa Sinh cùng chúng ta trao đổi sát chiêu sẽ có hay không có lừa dối. La Quân biết Mộc Tĩnh là cẩn thận hình, đương nhiên, hắn cũng không phải cái gì thỏ trắng nhỏ. Thế là trầm ngâm nói, Quách Thiếu Vũ đưa ra trao đổi sát chiêu xác thực là có chút đường đột. Nhưng là bất kể nói thế nào, bọn họ sát chiêu thật là lợi hại. Chúng ta là đồng giá trao đổi, cho nên cũng không tồn tại có âm mưu gì. Ngươi cứ nói đi. Mộc Tĩnh không khỏi cười khổ, nói ra, ngươi so ta thoải mái nhiều. Không sai. La Quân mỉm cười. Mộc Tĩnh còn nói thêm, ta sở dĩ nguyện ý đem sát chiêu giao ra, ngươi nếu là bởi vì ta biết chiêu thức với ta mà nói, ý nghĩa không là rất lớn. Ta hiện tại khẩn yếu nhất là cảnh giới bên trên đột phá. La Quân minh bạch Mộc Tĩnh ý tứ, kim đan chi cảnh mới là hai người trước mắt một cái đại khảm. Trở lại quán rượu lúc đã là 8 giờ tối, quán rượu ao suối nước nóng ở phía sau trong hoa viên. Cái kia hoa viên phía trên là to lớn lộ thiên pha lê treo đỉnh. Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi, Lâm Thiến Thiến đã qua ao suối nước nóng bên trong. La Quân cùng Mộc Tĩnh sau cùng đến. La Quân vẫn còn có chút tiểu kích động, bởi vì những mỹ nữ này đều mặc bên trên áo tắm, hắn có thể mở rộng tầm mắt. La Quân cùng Mộc Tĩnh phân biệt tiến phòng thay đổi áo tắm đi ra. La Quân trước đi ra, hắn liền xuyên đầu bốn góc quần bơi, hắn dáng người rất tốt, cũng không có những đại đó khối bắp thịt, nhưng lại rất lợi hại rắn chắc. Sau đó, Mộc Tĩnh cũng liền đi ra. Mộc Tĩnh ăn mặc áo tắm, nàng trắng như tuyết vai còn có đùi thon dài đều lộ ở bên ngoài. Riêng là trước ngực sung mãn đại bạch thỏ, cái kia hùng vĩ tại áo tắm bọc vào, có chút kiện hàng không được. La Quân nhìn một chút, lập tức liền cảm thấy có chút cầm giữ không được. Mộc Tĩnh ngược lại là thản nhiên, hơn nữa còn hỏi La Quân, xem được không? La Quân không khỏi cười khổ, hắn đối Mộc Tĩnh thế nhưng là xem như tránh thức anh em bằng hữu. Chính mình dưới mắt thế mà đối nàng dậy phản ứng, cái này khiến La Quân cảm thấy có chút tội ác cảm giác. Sau đó, Mộc Tĩnh phía trước đi đầu, La Quân theo ở phía sau, không hề nghi ngờ, Mộc Tĩnh bóng lưng gọi là một cái tiêu hồn. Ao suối nước nóng là một cái cự đại như hồ bơi địa phương, nam nữ tắm chung. Bất quá tất cả mọi người là theo chính mình quen biết người cùng một chỗ, tăng thêm vũ khí bốc hơi, cũng không có nhiều xấu hổ. La Quân cùng Mộc Tĩnh đi vào ao suối nước nóng bên trong, rất nhanh liền tìm tới Đường Thanh một đoàn người. Mọi người hơn phân nửa thân thể đều tại trong nước hồ, La Quân chỉ có thể nhìn thấy tuyết hoa hoa đầu vai, cái này khiến La Quân cảm thấy rất tiếc nuối. Cả đám dựa vào bên cạnh ngâm, trò chuyện, La Quân ánh mắt khắp nơi tìm kiếm, khiến cho hắn có chút không bình tĩnh là... Hắn nhìn thấy bên trái một đối với nam nữ tư thế rất lợi hại mập mờ. Con hàng này mắt sắc rất lợi hại, nhìn ra nữ nhân kia cưỡi tại trên thân nam nhân, nàng biểu lộ cắn môi ẩn nhẫn. Rất có thể là ở bên trong chơi. Ta dựa vào, gan thật là mập a. La Quân nhất thời cảm thấy mình tiểu huynh đệ đã phẫn nộ. Nhìn cái gì đấy, Đường Thanh gặp La Quân sắc mặt cổ quái, không khỏi hỏi. La Quân lập tức liền trò đùa quái đản tâm lý đứng lên. Đối Đường Thanh nhỏ giọng nói, người nhìn bên kia. Đường Thanh theo lời nhìn sang, lập tức liền nhìn thấy vậy đối với Dã Uyên Ương. Nàng cũng không phải là tiểu bạch, lập tức cũng liền minh bạch. Nàng lập tức liền náo cái đỏ thẫm mặt, đồng thời đôi bàn tay trắng như phấn đấm nhẹ La Quân, nói, người cái thối lưu manh. La Quân cười ha ha, một nắm chặt Đường Thanh thủ đoạn, nói ra, cũng không phải ta tại sái lưu manh, người mắng ta làm gì. Không biết xấu hổ. Đường Thanh xì một ngụm. Đó là cái thú vị nhạc đệm, tuy nhiên La Quân cũng thật hâm mộ vậy đối với Dã Uyên Ương. Cũng muốn dạng này tới một lần,
nhưng là hắn không có điều kiện này a. Mà lại, Lâm Thiến Thiến mấy cái này nữ nhân tuy nhiên một cái so một cái mê người, nhưng La Quân cũng là hữu tuyến, cũng sẽ không qua thật chiếm các nàng tiện nghi. Nếu là Đinh Hàm tại, hắn khẳng định thật nghĩ lôi kéo Đinh Hàm ở chỗ này đến bên trên một trận. Dù sao nơi này mọi người người nào cũng không nhận ra người nào, dạng này mới kích thích, mới thoải mái. Mọi người phao chừng một giờ, liền cảm giác toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều đã mở ra, thư sướng vô cùng. Sau đó, mọi người đứng dậy ra ao suối nước nóng. Lúc này, La Quân cũng liền mở rộng tầm mắt, hắn một hồi nhìn xem Lâm Thiến Thiến, một hồi nhìn xem Tống Nghiên Nhi, lại nhìn xem Đường Thanh, sau cùng ánh mắt khóa chặt Mộc Tĩnh. Hắn tổng kết một chút, vẫn là Mộc Tĩnh dáng người tốt nhất. Ban đêm 10 điểm, La Quân cả đám trở lại chính mình quán rượu gian phòng. La Quân phao xong suối nước nóng, cảm thấy thân thể thư sướng tới cực điểm. Hắn nằm ở trên giường, mở điều hòa, lại bưng bít lấy chăn mền, thì như vậy vui sướng thiếp đi. Sớm hơn 7 giờ, La Quân một đoàn người dưới lầu 2 nhà ăn tụ hợp. Nơi đó là ăn điểm tâm địa phương, quán rượu phương diện chuẩn bị phong phú bữa sáng. Những này bữa sáng là tự phục vụ hình thức. La Quân một đoàn người mới ra lầu 2 thang máy, đối diện liền đụng phải Quách Thiếu Vũ cùng Trần Hoa Sinh. Hai người này cũng là quan hệ tốt như hình với bóng. Quách Thiếu Vũ nhìn thấy La Quân cùng Mộc Tĩnh, càng là cao hứng, vội vàng nói, ha ha, La huynh đệ, Tĩnh tỷ, ta đang nói tối hôm qua trò chuyện cao hứng, thế mà quên lưu giữ các ngươi dãy số. Ta vừa rồi qua quầy phục vụ hỏi, nương, bọn họ không nói cho ta, nói cái gì khách hàng tư liệu giữ bí mật. Còn tốt, chúng ta ở chỗ này lại gặp phải. Con hàng này tuy nhiên phong mang tất lộ, nhưng thật là tính tình thật, rất đúng La Quân khẩu vị. La Quân cười một tiếng, nói, thực quầy phục vụ không nói cho người khách hàng tư liệu, không phải là bởi vì tư liệu muốn giữ bí mật, mà là bởi vì chơi, Quách Thiếu Vũ lập tức hỏi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, bởi vì ngươi không đủ đẹp trai a, nếu là ta đến hỏi, khẳng định thành công. Mọi người lập tức ầm vang cười to, Quách Thiếu Vũ lại là náo cái đỏ thẫm mặt, nói ra, ngươi nếu có thể đến hỏi thành công, về sau ta gọi ngươi ca. Ngươi là không biết cái kia quầy phục vụ tiểu cô nương, theo cái băng khối giống như. La Quân nhân tiện nói, đây chính là ngươi nói nha. Quách Thiếu Vũ lập tức lôi kéo La Quân, nói, chúng ta hiện tại thì đi thử xem. Mọi người cũng là theo chân ồn ào, dù sao là chơi vui nha. La Quân nói ra, vậy được rồi. Ngay sau đó cả đám liền tiến về quầy phục vụ. Quách Thiếu Vũ nói ra, có bản lĩnh ngươi hỏi ngọn núi Lan Đỉnh số điện thoại. La Quân mạn bất kinh tâm nói, một bữa ăn sáng. Quách Thiếu Vũ không phục, nói, ngoá, La huynh đệ, ngươi nếu là hỏi không đến nói thế nào. La Quân nói, vậy ta đem La Quân hai chữ đảo lại đọc, về sau các ngươi gọi ta Dương Trần. Đường Thanh ở một bên lập tức đâm La Quân lốp xe, nói, ha ha, ta phát hiện Dương Trần cái tên này còn rất êm tai, về sau đoán chừng chúng ta cũng phải gọi ngươi Dương Trần. La Quân không khỏi trợn mắt chừng một cái. Mọi người rất nhanh liền đi vào quầy phục vụ một bên, mọi người cũng không tiến lên, muốn nhìn La Quân qua đơn độc biểu diễn. La Quân liền nhanh chân đi hướng quầy phục vụ. Quầy phục vụ trước một cái tiểu cô nương tựa hồ là vừa thất tình, sắc mặt không tốt lắm. La Quân đi vào tiểu cô nương trước mặt, đem một cái cảnh quan chứng đập tại phục vụ trên đài, rất lợi hại nghiêm túc nói, ta là Đông Khu Lâm cảnh quan, số hiệu 2578, ta hỏi ngươi, ngươi nơi này là không phải có cái gọi ngọn núi Lan Đỉnh khách nhân. La Quân hỏi rất có uy nghiêm, tiểu cô nương lại nhìn thấy cảnh quan chứng, nàng lập tức giật mình, nơi đó còn dám bày sắc mặt, thế là nói ra, ta tia, a một chút. La Quân nhân tiện nói, ngươi tốc độ nhanh một chút. Cái này ngọn núi Lan Đình là quốc tế đạo tặc, ta sợ hắn đến các ngươi nơi này là vì trộm một vật. Nếu như hắn đắc thủ, các ngươi quán rượu hội bị tổn thất rất lớn. Tiểu cô nương vừa tia, a ra ngọn núi Lan Đình, nàng vốn còn muốn nhìn xem La Quân cảnh quan chứng bên trong nội dung. Nhưng La Quân kiểu nói này, nàng cũng thì có chút nóng nảy. Lập tức nói, thật là có cái gọi ngọn núi Lan Đình, hắn tại số 809 phòng. Hắn đăng ký điện thoại là bao nhiêu? La Quân hỏi. Tiểu cô nương do dự một cái chớp mắt, vẫn là báo ra dãy số. La Quân mỉm cười, nhân tiện nói, đa tạ ngươi phối hợp. Ta hội cùng các ngươi quán rượu cao tầng phản ứng, bọn họ hội ngợi khen ngươi. Sau đó, hắn liền trở lại trước mặt mọi người. Ngoá, chết La Quân, trong tay ngươi cầm là cái gì? Lâm Thiến Thiến mắt sắc,
lập tức phát hiện La Quân cầm trên tay là nàng cảnh quan chứng. La Quân cười hắc hắc, nói, mượn dùng một chút, không nên kích động. Sau đó đem cảnh quan chứng trả lại Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến tiếp nhận. Quách Thiếu Vũ nhìn thấy cảnh quan chứng, lập tức im lặng nói, ngươi chơi xấu à, cái này cùng ngươi có đẹp trai hay không không hề có một chút quan hệ. La Quân cười ha ha, nói, mặc kệ như thế nào, về sau ngươi cũng hô ta đại ca đi. Ngươi cái tiện nhân, Quách Thiếu Vũ mắng. Mọi người ầm vang cười to. Nhưng không thể không nói, La Quân người này quỷ biện pháp rất nhiều. Nếu như không có cảnh quan chứng, hắn đồng dạng có thể nhanh chóng nghĩ đến hắn biện pháp. Những này không nói đến, mọi người đi tới lầu 2 nhà ăn. Trong nhà ăn có thật nhiều võ thuật gia đều đến, rất nhiều đều là không biết. Cũng có rất nhiều là võ thuật gia nhóm gia thuộc người nhà các loại. La Quân liếc một chút quét tới, cũng không nhìn thấy Dương Lăng cùng Thả Vĩnh Quân. Hắn lập tức cũng liền minh bạch, Dương Lăng cùng Thả Vĩnh Quân lúc này là chắc chắn sẽ không xuất hiện. Bởi vì hai người này đều là kim đan chi cảnh cao thủ. Trận này võ đạo giải đấu lớn mặc dù nhưng đã là võ đạo việc quan trọng, nhưng đều là kim đan phía dưới cao thủ tại tham gia. Kim đan chi cảnh cao thủ tham gia loại này võ đạo giải đấu lớn, đối với bọn hắn bản thân đã không có bao lớn ý nghĩa. Dương Lăng cùng Thả Vĩnh Quân tham gia, thuần túy là vì đến buồn nôn La Quân. Cả đám rất nhanh liền riêng phần mình đi lấy thực vật. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi chậm nhất, La Quân cùng Mộc Tính, Lâm Thiến Thiến còn có Quách Thiếu Vũ, Trần Hoa Sinh rất nhanh liền cầm thực vật tại dài mảnh trước bàn ăn nhập tọa. La Quân chính ăn vui sướng thời điểm, bên kia bỗng nhiên truyền đến Đường Thanh thanh âm phẫn nộ. La Quân giật mình, vội vàng chạy tới. Hắn chỉ gặp Đường Thanh đang đối một thanh niên nam nhân nói, uy, ngươi người câm a, đụng vào người sẽ không xin lỗi sao. Tống Nghiên Nhi thì tại kéo Đường Thanh, nói, Thanh Thanh, tính toán. Đường Thanh cũng là nóng nảy tính cách, nơi đó chịu. Cút ngay, nam nhân kia lạnh lùng nhìn một chút Đường Thanh, bỗng nhiên nói ra. La Quân lúc này cũng nhận ra nam nhân này, hắn không phải liền là Đàm Thối Vương Minh Xuyên sao. Chương 116, Tiểu Vũ Thánh Nhạc Lan Đình. Đường Thanh lần thứ nhất gặp vô lễ như vậy nam nhân, lập tức giận tím mặt. Phải biết Đường Thanh thế nhưng là xinh đẹp Pepper, luôn luôn đi tới chỗ nào, người khác đều là để cho sủng ái. Đường Thanh xù lông nói, người hôm nay không xin lỗi, việc này không xong. Người còn dám muốn cô nãi nãi cút ngay, cô nãi nãi thì ngăn trở ngươi, làm gì? Tiểu nha đầu này sau khi nói xong, ngẩng đầu ưỡn ngực, như cái kiêu ngạo tiểu gà trống một dạng. Vương Minh Xuyên là người luyện võ, nội tâm của hắn kiên cường, đối với nữ nhân cũng sẽ không tỏ ra thân thiện. Lạnh lùng nhìn lấy Đường Thanh, nói ra, nữ nhân điên, lại không tránh ra cũng đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Đường Thanh cái này xem như nổi trận lôi đình, nàng tức giận thân thể mềm mại phát run, nói, ngươi dám mắng ta nữ nhân điên. Vương Minh Xuyên băng lãnh nói ra, không chỉ là mắng ngươi, đánh ngươi lại như thế nào. Hắn sau khi nói xong, bỗng nhiên thì giơ tay hướng Đường Thanh một bạt tai vung quá khứ. Quá phận a, ngay vào lúc này, La Quân bỗng nhiên thoát ra. Một phát bắt được Vương Minh Xuyên thủ đoạn. La Quân tuy nhiên theo Đường Thanh thường xuyên tranh cãi, nhưng trong lòng của hắn là yêu thương cái tiểu muội muội này. Tựa như Đường Thanh tuy nhiên thường xuyên đối La Quân hận đến nghiến răng, nhưng trong lòng cũng là quan tâm La Quân. La Quân lạnh lùng nhìn lấy Vương Minh Xuyên, nói, đối một nữ nhân động thủ, người cũng xứng là cái nam nhân. Vương Minh Xuyên cười lạnh một tiếng, nói, vậy thì tốt, ta trước hết ra tay với ngươi. Hắn sau khi nói xong, đột nhiên nổ lên một chân hạt tử chân câu hướng La Quân đầu gối. Cái này hạt tử chân là Đàm Thối bên trong sát chiêu, bí ẩn vô hình. La Quân toàn thân mẫn cảm vô cùng, hắn vừa vặn học hoàng cầu đi tiểu. Thế là tự nhiên mà vậy cũng là một chiêu hoàng cầu đi tiểu đạp tới. Tối chân như lưỡi đao. Phanh phanh. Hai người đi đứng đụng vào nhau, lại là ai cũng không có chiếm được người nào tiện nghi. Vương Minh Xuyên biến sắc, ý thức được La Quân là cái hàng cứng. Hắn lập tức cổ tay khẽ đảo, tránh ra La Quân tay. La Quân cũng không có làm khó hắn, bởi vì vừa rồi cái kia một chút bắt bóp, là Vương Minh Xuyên cũng không có có chủ tâm tránh tán. Không phải vậy La Quân khẳng định không cách nào bắt lấy. Nếu như La Quân dựa vào chế trụ hắn thủ đoạn mà thủ thắng, đó cũng là thắng mà không võ. Vương Minh Xuyên hai mắt tuôn ra hàn mang, mũi chân hắn run nhẹ nhẹ, đã là tụ lực phát kình. La Quân cảm nhận được Vương Minh Xuyên giờ phút này tựa như là mãnh thú, lúc nào cũng có thể phát động tiến công.
hắn nhìn như hững hờ, trên thực tế cũng đã đề phòng. Chỉ cần Vương Minh Xuyên một công đánh, hắn lập tức liền muốn tại tốc độ nhanh nhất đem đánh bại. Giữa hai người mùi thuốc súng vô cùng nồng đậm. Liền cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến, ta nhìn bất quá là cái hiểu lầm, mọi người lập tức liền muốn tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn, chuyện này cứ như vậy tính toán. Người nói chuyện là cái mặt như ngọc, một thân màu trắng phiêu giật áo sơ mi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này bước đi ở giữa mang theo một loại nói không nên lời tự tin, hắn chính là tiểu vũ thánh Nhạc Lan Đình. Khổng Tước Vương cháu trai. Nhạc Lan Đình đi tới, mỉm cười, lại nói với Vương Minh Xuyên, Minh Xuyên, người cái này tính khí cũng không tốt, đối nữ hài tử phải ôn nhu một điểm mà. Vương Minh Xuyên nhìn về phía Nhạc Lan Đình, hắn thái độ bỗng nhiên kính cẩn nghe theo đứng lên. Hắn gãi gãi sau gáy, hô, Nhạc sư huynh. Nhạc Lan Đình hơi hơi gật đầu, hắn mặc dù mới 20 tuổi, nhưng lại đã có đại tông sư phong độ. Sau đó, hắn lại nhìn nói với La Quân, vị này là La Quân La huynh đệ đi, mọi người cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Chuyện này, người cho ta một bộ mặt, coi là tốt sao. Lúc này, đã có rất nhiều giới võ thuật cao thủ đều hướng bên này nhìn tới. Quách Thiếu Vũ, Trần Hoa Sinh, còn có Mộc Tính, Lâm Thiến Thiến cũng tới. Bọn họ đều đứng sau lưng La Quân, Đường Thanh cũng phát giác việc này giống như làm lớn chuyện. Nàng tránh sau lưng La Quân, cảm thấy vô cùng có cảm giác an toàn, nhưng nàng cũng không muốn tình thế tiếp tục mở rộng, liền nói với La Quân, La Quân, tính toán. La Quân lại không để ý tới Đường Thanh, hắn nhìn nói với Nhạc Lan Đình, Vương Minh Xuyên đầu tiên là đụng bằng hữu của ta, chẳng những không xin lỗi, còn nói năng lỗ mãng. Song còn muốn đánh bằng hữu của ta, ta chỉ cần hắn nói lời xin lỗi, yêu cầu này không quá phận a. Nhạc Lan Đình nói ra, Minh Xuyên rất ít cùng ngoại giới liên hệ, không hiểu nhân tình thế thái. Nếu có đắc tội địa phương, ta thay hắn hướng các ngươi xin lỗi. La Quân nhìn Nhạc Lan Đình liếc một chút, hắn có thể cảm nhận được Nhạc Lan Đình nội tâm kiêu ngạo. Mà lại giờ phút này, Nhạc Lan Đình ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng trên thực tế không có một chút xin lỗi ý tứ. La Quân người này thì dễ dàng chăm chỉ, nói ra, người muốn đợi hắn nói xin lỗi, vậy cũng được. Bất quá xin lỗi phải có xin lỗi bộ dáng, bằng hữu của ta ngay ở chỗ này, người nói xin lỗi đi. Hắn nói xong liền đem Đường Thanh lôi ra tới. Đường Thanh có chút khẩn trương, nàng nỗ lực đứng thẳng ưỡn ngực. Nhạc Lan Đình sắc mặt rất khó coi, bởi vì hắn vốn cho rằng La Quân hội thuận sườn núi xuống lừa. Nào biết La Quân lại thật làm cho hắn nói xin lỗi. Nhạc Lan Đình nội tâm rất kiêu ngạo, 20 tuổi chính là đương thời cao thủ, nơi đó hội nguyện ý cho người ta tùy tiện cúi đầu. Hắn ngữ khí lãnh đạm xuống dưới, nói, La huynh đệ, mọi thứ đều phải để lại cái chỗ trống mới tốt. Chúng ta cùng một chỗ tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. La Quân cười ha ha, nói, ta không hiểu cái gì gọi chỗ trống, ta chỉ biết là nam tử hán đại trượng phu, nói ra lời nói dội ra ngoài nước. Đương nhiên, người như muốn nói không giữ lời, đây cũng là tính toán. Nhạc Lan Đình ánh mắt càng phát ra âm trầm phải chảy ra nước. Quách Thiếu Vũ ở một bên lại là hưng phấn rất lợi hại, hắn xem sớm Nhạc Lan Đình khó chịu. Liền cũng tại lúc này, Vương Minh Xuyên đứng ra, đột nhiên hướng Đường Thanh khom người chào nói, thật xin lỗi. Sau đó, hắn hướng La Quân nói, dạng này có thể sao? La Quân cũng không phải đúng lý không tha người người, ngay sau đó nhân tiện nói, xin cứ tự nhiên đi. Ngay sau đó, Vương Minh Xuyên thì đối Nhạc Lan Đình nói, Nhạc sư huynh, chúng ta đi. Nhạc Lan Đình lại là nhìn về phía La Quân, hắn đột nhiên cười nhạt một tiếng, nói ra, La huynh đệ, ngươi là rất thú vị người, ta nhớ kỹ ngươi. Hắn sau khi nói xong liền đi. Mà câu nói này rất rõ ràng là uy hát yêu ta. Đợi một chút, đúng lúc này, La Quân mở miệng hô. Nhạc Lan Đình cùng Vương Minh Xuyên xoay người lại nhìn về phía La Quân, lúc này, Nhạc Lan Đình chắc hẳn phải vậy cảm thấy La Quân là sợ, chịu thua. La Quân mỉm cười, nói ra, Nhạc Lan Đình, hữu tình nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi chán ghét một người, tuyệt không phải gọi hắn huynh đệ. Bởi vì dạng này sẽ để cho ta nổi da gà, còn có tôn trọng người không phải dựa vào một câu huynh đệ, mà chính là muốn phát ra từ phế phủ. Ngươi khó chịu ta có thể gọi ta La Quân, thấy qua mắt có thể tiếng La La đại ca. Nhưng duy chỉ không muốn gọi ta La huynh đệ, ta tin tưởng lấy ngươi nhãn lực hẳn là nhìn ra được ta lớn hơn ngươi a. Nhạc Lan Đình cái trán gân xanh nổ lên, hắn nói một câu chúng ta đi. Theo sau đó xoay người liền đi. La Quân cũng liền không lại để ý tới cái này một gốc dạ,
hắn xác thực đối Nhạc Lan Đình không có ấn tượng tốt. Ngay từ đầu Nhạc Lan Đình đi ra cũng có chút tự cho là đúng, cùng hắn là trận này bên trên lão đại ca giống như. Ngược lại lại hô La Quân La huynh đệ, điều này càng làm cho La Quân khó chịu. Cái CMM chứ, người mới 20 tuổi, vô luận là tu vi hay là tư lịch, cũng không có tư cách tại lão tử trước mặt trang lão sói vẫy đuôi được không? Quách Thiếu Vũ chờ Nhạc Lan Đình sau khi đi, vỗ La Quân bả vai, cười ha ha nói, La Quân, người nhiều bức, ha ha, vừa rồi ta nhìn Nhạc Lan Đình mặt kia, theo mặt ngựa giống như. Mục Tính khẽ cười khổ, nói ra, La Quân, ngươi là kéo cửu hận tiểu tay thiện nghệ a. Lúc này mới đến Phật Sơn 2 ngày mà đắc tội 3 cái. La Quân im lặng sờ mũi một cái, ca vốn thuần lương, làm sao là bị buộc làm kỹ nữ a. Sau đó mọi người cùng nhau ăn điểm tâm, Đường Thanh thì tại La Quân trước mặt ôn nhu rất nhiều. La Quân con hàng này không từ thú nói, Thanh Thanh a, ngươi nên không phải quá cảm động, sẽ không phải là muốn yêu ta đi. Đường Thanh cái này vừa thục nữ một chút, lập tức liền xù lông. Nàng đỏ mặt mắng, chết La Quân, ngươi ngứa ra đúng hay không? Lão nương yêu người nào cũng sẽ không yêu ngươi. Cô nương này cái này phản ứng hoảng sợ mọi người nhảy một cái, La Quân cũng không nghĩ tới nàng phản ứng lớn như vậy, hắn liền cũng biết mình trò đùa mở qua. Nhưng lại kéo không xuống mặt xin lỗi, thì cười ha hả, nói, hôm nay khí trời thật tốt ha. Mọi người liền lại cười vang La Quân. Chỉ là lúc này, Tống Nghiên Nhi bỗng nhiên kéo xuống Đường Thanh, nàng rất nghiêm túc nói, không cần nói như vậy La Quân, càng đừng bảo là cái chữ kia. Cái chữ kia tự nhiên là cái kia chữ chết. Dưới mắt là nhiều mẫn cảm giai đoạn, Tống Nghiên Nhi nhiều sợ hãi La Quân xảy ra chuyện, cho nên nàng rất lợi hại không thích Đường Thanh dạng này mắng La Quân. Đường Thanh hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, nói, ta mới không muốn nói hắn, ai bảo hắn chán ghét như vậy. Nàng sau khi nói xong đứng dậy thì khí thông thông qua. La Quân như có điều suy nghĩ, hắn thực là cái khôn khéo ra hỏa. Hắn cũng không phải là đại khái, hắn cũng là cảm giác ra Đường Thanh tâm lý biến hóa vi diệu. Hắn không muốn Đường Thanh rơi vào đến, cho nên cố ý phá hư bầu không khí. Nhưng dưới mắt, Đường Thanh thẹn quá hóa giận, sở dĩ thẹn quá hóa giận, lại là bởi vì nàng chỉ sợ là yêu mến bên trên La Quân. Cái này là La Quân không nguyện ý trông thấy. La Quân không muốn thương tổn đến bất kỳ một cái nào nữ hài nhi. Đương nhiên, dưới mắt những này cũng không phải La Quân phiền não địa phương. Bởi vì khoảng cách võ đạo kim kiếm giải đấu lớn chỉ có 1 ngày. Ngày thứ 3, La Quân một đoàn người nơi đó cũng không có qua. La Quân cùng Mộc Tính đều tại gian phòng của mình bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mọi người dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị ngày mai chi chiến. Ngày thứ 4, võ đạo kim kiếm giải đấu lớn muốn tại 12 giờ chưa chính thức tổ chức. 10 giờ sáng, La Quân một đoàn người lái xe tiến về cái kia sân vận động. Ánh sáng mặt trời mãnh liệt. Trên xe, La Quân cùng Mộc Tính ở phía sau hàng nhắm mắt dưỡng thần. Mọi người ai cũng không dám quấy rầy bọn họ. Hôm nay, La Quân mặc một bộ rộng rãi quần áo luyện công màu đen. Mục Tính thì là một thân quần áo thể thao, tóc nàng ghim lên, lộ ra rất là già dặn. 10 giờ rưỡi, mọi người đến sân vận động phía trước. Cái kia sân vận động phía trước đã đậu đầy các loại xe sang trọng. Những này xe sang trọng rất nhiều là đến đây người xem. Lần này giải đấu lớn người xem đều là đi qua sàng chọn, người tới không phú thì quý. Có thể tiến đến, phần lớn đều là có chút quan hệ. Có chút là ra giá trên trời tiền vé vào cửa. Lần này vé vào cửa tuyệt đối là trọng kim khó cầu. Tiến vào sân vận động về sau, sở hữu võ thuật gia nhóm đều có chính mình chỗ ngồi. La Quân cùng Mộc Tính còn có Quách Thiếu Vũ, Trần Hoa Sinh đều là ngồi tại liền nhau vị trí. Tống Nghiên Nhi, Lâm Thiến Thiến, Đường Thanh cũng đều ngồi ở bên cạnh. Cái kia sân vận động bên trong là phong bế thức, hết thảy 3.000 chỗ ngồi. Lúc này chỗ ngồi không sai biệt lắm toàn bộ ngồi đầy, một mảnh đen kịt. Võ thuật gia nhóm cũng đều ngồi tại vị trí của mình. Tại sân vận động ở giữa nhất, phía trên kia kiến tạo một cái cự đại lôi đài. Phía trên võ đài là một cái cao 3 thước, bao quát 5 mét màn hình lớn. Giờ phút này, màn hình lớn là một số ngoài lề. Ngoài lề đều là giới thiệu võ thuật gia nhóm, còn có các loại võ thuật biểu thị, cùng võ đạo kim kiếm giải đấu lớn chủ đề tôn chỉ chờ chút. Chương 117, giải đấu lớn bắt đầu. Võ đạo kim kiếm giải đấu lớn tôn chỉ là phát huy mạnh hoa hạ võ thuật, kéo dài cổ lão truyền thừa. Từ xưa đến nay, bao nhiêu khẳng khái bi ca võ sĩ, võ tướng vì trong lòng lý tưởng, ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Võ giả,
võ tướng, võ sĩ lý tưởng toàn bộ nhờ trong tay quyền đầu thực hiện. Võ là một cái làm cho nam nhân một khi sẽ, thì hồn khiên mộng nhiễu đổ, vật. Cái kia cuồn cuộn lịch sử dòng nước lũ bên trong, có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật xuất hiện. Từ xa nói, Đạt Ma Tổ Sư, Trương Tam Phong, Thiếu Lâm Trường Quyền, Thái Cực Quyền. Lại có Nhạc Phi Nguyên soái Nhạc Gia Thương, Thích Kế Quang Thích Gia Quyền. Cận đại tới nói, Tôn Lộc Đường, Trình Đình Hoa, Dương Lộ Thiền, Hoắc Nguyên Giáp, Quách Vân Thâm, Hoàng Phi Hồng, Diệp Vấn, chờ một chút. Bọn họ đều theo dựa vào chính mình võ thuật trong lịch sử lưu lại nổi bật một bút. Cái kia Tôn Lộc Đường chính là hổ đầu thiểu bảo, có thiên hạ đệ nhất tay danh xưng, tự sáng tạo Tôn Thị Thái Cực. Hoắc Nguyên Giáp tự sáng tạo Mê Tung Quyền, Trình Đình Hoa thể thức bát quái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Quách Vân Thâm bán bộ băng quyền, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Dương Lộ Thiền lại là sư tòng Trần Gia Câu, năm đó ở kinh thành đánh xuống Dương vô địch xưng hào. Nói đến Dương Lộ Thiền, người hiện đại biết rõ nhất hẳn là Ngô Kinh diễn viên chính một bộ Thái Cực Tông Sư. Ở trong đó nam chính nguyên hình cũng là Dương Lộ Thiền. Thử hỏi đến hôm nay, lại có cái kia võ thuật gia không muốn giống như những tiền bối đó nhóm trên thế giới này lưu lại nổi bật một khoản. Luyện võ người, ai sẽ không có một chút dã tâm. Cho nên đây cũng là vì cái gì võ đạo kim kiếm giải đấu lớn nguy hiểm như vậy, nhưng mọi người thấy một cái cơ hội như vậy, vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước trước tới tham gia. Cái này võ đạo kim kiếm giải đấu lớn hấp dẫn nhất võ thuật gia đến đây cũng là gặp sinh tử. Công phu chính là kỹ thuật giết người, quốc thuật càng có chỉ giết địch không biểu diễn khẩu hiệu. Cho nên, muốn đánh liền muốn gặp sinh tử. Giống những tay quyền anh đó làm tốt phòng ngự chờ một chút, vậy là không có ý tứ. Những này lại đều không nói, thời gian tại từng giây từng phút trôi qua. Cách võ đạo kim kiếm giải đấu lớn khai mạc cũng càng ngày càng gần. La Quân cùng Mộc Tĩnh đều rất lợi hại yên tĩnh, ngược lại là Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi, Lâm Thiến Thiến rất khẩn trương. Nếu như trận này võ đạo giải đấu lớn bên trong, không có La Quân cùng Mộc Tĩnh tham gia. Các nàng khẳng định là hưng phấn, đây là cỡ nào khó được nhìn thấy rầm rộ a. Lúc này, phía trên võ đài, có công tác nhân viên nhấc một ngụm kiếm lớn màu vàng óng lên sân khấu. Cái này miệng kim kiếm cũng không phải là toàn bộ vàng ròng giá cả cái kia rất đáng sợ. Bởi vì kiếm này quá lớn, nhưng cây kiếm này giá trị cũng tại ngàn vạn khoảng chừng. Bất quá võ thuật gia nhóm càng quan tâm là cái này miệng kim kiếm vinh dự. Tương lai truyền đi, liền có thể là người đoạt giải cuộc đời thành tựu. Từng tại võ đạo kim kiếm giải đấu lớn bên trên, đánh bại người nào người nào người nào, thu hoạch được võ đạo kim kiếm. Kim kiếm kia mang lên về sau, liền đặt ở phía dưới màn hình. Ngay sau đó, lại có võ đạo kim kiếm giải đấu lớn người tổng phụ trách. Đồng Hải Vân thượng đài đọc lời chào mừng. Đồng Hải Vân đọc lời chào mừng đơn giản thanh thoát, đây mới là võ thuật gia phong cách. Hắn đầu tiên là cảm tạ các vị giới võ thuật tiền bối hết sức ủng hộ, cũng cảm tạ các vị giới võ thuật tân tú, cao thủ có thể trước tới tham gia. Sau đó, Đồng Hải Vân lại giới thiệu quy tắc tranh tài. Quy tắc là mỗi người có một lần bỏ quyền cơ hội, nếu như lần thứ hai bỏ quyền, trực tiếp bị đào thải bị loại. Mà một khi lên lôi đài, vậy sẽ phải toàn lực ứng phó. Cái này là sinh tử bất luận trận đấu. Nói cách khác, nếu như ngươi cảm thấy đánh không thắng, có thể bỏ quyền. Nhưng là ngươi một khi lên lôi đài, cái kia chính là muốn gặp sinh tử. Đối với trên đài quy tắc, La Quân một đã sớm biết. Nhưng là hắn không có bỏ quyền cơ hội, bởi vì vì sinh tử hình dáng bên trên ký kết thời điểm nói đến đây một đầu. Lao Sơn Nội gia quán thiết kế lâu như vậy, sẽ không cho La Quân chỗ trống chui. Lao Sơn Nội gia quán ý là, trực tiếp an bài Dương Lăng cùng La Quân đối chiến, sau đó đánh chết La Quân. Lúc đầu, Lao Sơn Nội gia quán cũng sẽ không an bài La Quân cùng người khác đối chiến. Sợ sẽ là La Quân cố ý thua, trực tiếp bị loại. Bất quá dưới mắt, võ đạo kim kiếm giải đấu lớn tuyển người bên trên, La Quân bên này có tham gia. Thực La Quân muốn bình an vượt qua cũng rất đơn giản, nhưng là hắn lại cũng không muốn làm như vậy. Vừa đến, đây là một lần cùng Lao Sơn Nội gia quán kết ân oán thời cơ. Thứ hai, coi như mình lui ra ngoài, Lao Sơn Nội gia quán vẫn là sẽ muốn khác biện pháp không buông tha. Thứ ba cũng là trọng yếu nhất, trận này võ đạo kim kiếm giải đấu lớn bầu không khí đã hoàn toàn cảm nhiễm La Quân cũng muốn ở trên đây bày ra chính hắn. Đồng Hải Vân giới thiệu xong xuôi về sau, liền xuống đài. Sau đó, màn hình lớn phát hình ra một ca khúc tới.
Bài hát này là Vạn Lý Trường Thành vĩnh viễn không bao giờ ngược lại. Khi cái kia hào phóng âm nhạc vang lên lúc, mỗi người nhiệt huyết đều đã sôi trào lên. Đương nhiên, cũng không phải mỗi cái người xem đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chí ít hiện trường Trung Kỳ Thần cùng Tiêu Bắc Thần sắc mặt liền rất tốt nhìn. Bọn họ là tại Hoa Hạ đợi qua, vì võ thuật, thượng hạ mà tìm kiếm. Cho nên đối Hoa Hạ lịch sử rất rõ ràng, bọn họ tiếng Hoa cũng rất tốt. Nơi đó lại không biết cái này thủ Vạn Lý Trường Thành vĩnh viễn không bao giờ ngược lại, giảng cũng là phản kháng Nhật Bản xâm lược. Những này lại đều không nói, ca khúc thả xong sau. Màn hình lớn bắt đầu xuất hiện đếm ngược, 3, 2, 1. Lúc này, Đồng Hải Vân thanh âm thông qua còi ở trên không vang lên. Toàn thể đứng dậy. Tất cả mọi người đứng lên. Đồng Hải Vân tiếp tục nói, lôi đài, là võ giả triển lãm chính mình sân khấu. Một võ giả, chết trên lôi đài, cái kia là võ giả số mệnh. Ta biết, vào hôm nay, ngày mai, ngày kia trong 3 ngày này, hội có không ít ưu tú võ giả dùng tươi máu nhuộm đỏ cái này lôi đài. Hiện tại, chúng ta vì thế mặc niệm 5 phút đồng hồ, sau 5 phút, võ đạo kim kiếm giải đấu lớn chính thức bắt đầu. Đó là một loại nói không nên lời một ngạt bầu không khí, thảm liệt bầu không khí. Càng khiến người ta tâm lý có loại nói không nên lời nhiệt huyết đang cuộn trào. Sau 5 phút, toàn thể ngồi xuống. Tiếp theo, trên màn hình lớn, rất nhiều người tên bắt đầu điên cuồng lấp lóe. Đó là đại biểu cho máy tính tại lập tức tuyển người. Sau cùng, màn hình dừng lại, biểu hiện là Mộc Tĩnh Quách Thiếu Vũ. La Quân thấy thế sau không khỏi ngây người, dựa vào, nhiều người như vậy, làm sao lại trùng hợp như vậy chọn chúng Quách Thiếu Vũ cùng Tĩnh Tỷ. Cái này là La Quân không nguyện ý nhìn thấy. Lúc đầu, trước đó Quách Thiếu Vũ nói qua coi như lên sân khấu cũng không cần lấy cái chết tương bác. Nhưng đây là mở đầu thi đấu, nhiều như vậy võ thuật gia nhìn lấy, trận đấu này như vậy nghiêm túc, bọn họ một khi đấu, thật đúng là không tốt lưu thủ. Mục Tính thấy thế liền đứng lên, hướng trên đài đi đến. Quách Thiếu Vũ sắc mặt cũng có chút cổ quái, hắn cũng đi lên. Hai người rất nhanh liền đứng trên lôi đài. Tất cả mọi người ngưng thần quan sát, La Quân trong lòng nặng nề, mặc kệ là Tĩnh Tỷ vẫn là Quách Thiếu Vũ, hắn đều không hy vọng bọn họ bất kỳ bên nào xảy ra chuyện. Liền cũng tại lúc này, vượt quá tất cả mọi người dự kiến sự tình phát sinh. Quách Thiếu Vũ liền ôm quyền, mặt hướng người xem thở dài, cuối cùng nói, trận đấu này, ta bỏ quyền. Sau đó, hắn liền giống như là thở phào một hơi, trực tiếp xuống lôi đài. Mục Tính không khỏi cũng là ngây người. Nàng trong lòng vẫn là hơi hơi cảm động, tên tiểu tử thúi này. Lúc đầu, nàng cũng hơi lúng túng một chút đây, thật không nghĩ đến Quách Thiếu Vũ như thế thoải mái. Thế là, trên màn hình tuyên bố Mộc Tĩnh chiến thắng. Tiếp theo, Mộc Tĩnh xuống đài, cái kia trên màn hình lần nữa rực rỡ cuồng loạn lóe lên. Sau một lát, màn hình dừng lại thành Diệp Thần Tôn Khánh Uy. Tôn Khánh Uy là luyện tôn thị thái cực, nghe nói là Tôn Lộc Đường hậu bối tử tôn. Diệp Thần cùng Tôn Khánh Uy rất nhanh liền lên sân khấu. Cái kia Diệp Thần nhất thân thể màu trắng võ sĩ kimono, rất rõ ràng người Nhật Bản ăn diện. Tại tinh võ môn bên trong, Trần Chân qua hồng khẩu đạo tràng khiêu chiến lúc, người bên trong đều là như thế này võ sĩ phục. Diệp Thần như hung thú tàn nhẫn, lại như ngốc ưng tà ác, khóe mắt liếc qua đều là một loại phách lối khiêu khích. Gia hỏa này lần này tới, thì là cố ý đến rượu võ Dương Oai. Hắn muốn tại Hoa Hạ trên lôi đài. Lấy người Nhật Bản thân phận đánh chết Hoa Hạ võ giả. Về phần cái kia Tôn Khánh Uy ăn mặc màu đen áo dài, hắn đã khoảng 40 tuổi, cả người lộ ra rất là trầm ổn cùng vẻ người lớn. Diệp Thần nhìn về phía Tôn Khánh Uy, hắn cười lạnh, nói, lão gia hỏa, người đến bây giờ đều còn chưa tới hóa kính đỉnh phong, đời này đều phế. Ta khuyên người vẫn là ngoan ngoãn nhận thua, cho ta dập đầu ba cái xuống đài đi thôi. Thanh âm hắn truyền khắp hội trường mỗi khắp ngõ ngách. Cái này người Nhật Bản, thật sự là quá phách lối. Trong nháy mắt, khán giả lửa giận đều bị bốc lên tới. Đánh chết cái này Nhật Bản lão, đánh chết hắn. Có người xem hô lên đến, lập tức, lại có càng nhiều người xem hô lên tới. Tôn Khánh Uy lại cũng không nhiều lời, hắn lộ ra rất là trầm ổn, cũng không bởi vì Diệp Thần cùng người xem tâm tình mà thụ ảnh hưởng. Hắn khoát tay, nói, mời. Diệp Thần cười lạnh, hắn tà mị liếc nhìn ở đây người xem liếc một chút. Sau đó bỗng nhiên thì làm sát khí lẫm nhiên hung ác biểu lộ. Cái biểu tình này đem một số người xem dọa đến ngây người. Tiếp theo, Diệp Thần liền xuất thủ. Diệp Thần mặc dù mới 20 tuổi, tuy nhiên phách lối cuồng vọng.
nhưng võ đạo ý chí cực kiên định, cứng cỏi. Diệp Thần Nhất xuất thủ, người như hổ báo ẩn núp đã lâu, đột nhiên thoát ra. Hắn cái này vọt tới, như điện như ánh sáng, hung mãnh cùng cực. Hai tay của hắn giống như lão hổ móng vuốt hướng phía Tôn Khánh Uy lồng ngực kéo quá khứ. Tốc độ của hắn quá nhanh, Tôn Khánh Uy chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, kình phong đã kích thích tới. Hắn thái cực coi trọng một cái nhu chữ, một cái thuận tự. Lại thêm, thái cực luyện lâu, nội tâm tường hòa. Cho nên đột nhiên đối mặt Diệp Thần như vậy hung mãnh, thật là có chút không thích ứng. Bất quá Tôn Khánh Uy cũng không phải ăn không ngồi rồi, hắn bỗng nhiên lui lại một bước, tiếp lấy thân thể nhất chuyển, bỗng nhiên một chiêu bàn lan chủy thi triển đi ra. Quyền như đại chùy, cánh tay múa, giống như múa ngàn cân đại chùy. Thái cực bắt đầu luyện lớn nhất nhu, đánh nhau lớn nhất cương. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đột nhiên một mèo eo, hai tay hóa thành ưng chảo thủ chụp vào Tôn Khánh Uy bắp đùi hai bên. Tôn Khánh Uy nhất quyền thất bại, lập tức song quyền hóa thành cầm nã thủ hướng phía dưới chụp vào Diệp Thần hai sườn. Ngay vào lúc này, Diệp Thần chân sau đột nhiên như thỏ tử đặng ưng, cả người như mũi tên, đầu hung hăng vào tới Tôn Khánh Uy bụng. Tôn Khánh Uy vạn vạn không nghĩ đến Diệp Thần biến hóa quỷ dị như vậy, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị đụng trúng. Cả người phanh một tiếng bị đụng bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Giống, ngay vào lúc này, Diệp Thần đột nhiên lại chui lên qua, hai chân như móng ngựa hung hăng giẫm tại Tôn Khánh Uy hai tay trên cổ tay. Răng rắc, cốt cách vỡ vụn. Tôn Khánh Uy phát ra tiếng kêu thống khổ. Diệp Thần cái này cũng chưa tính, lại bỗng nhiên một chân giẫm tại Tôn Khánh Uy trái tim bên trên, Tôn Khánh Uy biểu ra một ngụm huyết tiễn, tại chỗ tử vong. Toàn bộ quá trình không cao hơn 3 giây. 3 giây về sau, Tôn Khánh Uy chết thảm. Toàn trường yên tĩnh, nhưng càng nhiều là một loại kiềm chế phẫn nộ. Bởi vì Diệp Thần quá tàn nhẫn. Lúc đầu, trận này võ đạo kim kiếm giải đấu lớn, trận đấu là muốn gặp sinh tử. Đọ sức đấu, thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không có khả năng lưu thủ. Nhưng Tôn Khánh Uy minh lộ ra không địch lại, bị đánh bay ra ngoài. Lúc này Diệp Thần đã thắng, hắn hoàn toàn không tất yếu hạ tử thủ, nhưng hắn lại. Chương 118, điên cuồng Diệp Thần. Mặc kệ người xem như thế nào phẫn nộ, nhưng Diệp Thần cũng không có làm trái quy tắc. Cho nên, tổ ủy hội phương diện là không thể chỉ trích Diệp Thần. Đại biểu hiện trên màn ảnh thắng mới là Diệp Thần. Sau đó, Diệp Thần xuống đài. Tiếp lấy trên màn hình lớn tiếp tục rực rỡ cuồng loạn lóe lên. Một lát sau, màn hình dừng lại thành nhạc Lan Đình Võ Quân. Võ Quân chính là luyện tập bát cực quyền, hắn nay tuổi 30 tuổi, chính là vũ lực giá trị đỉnh phong thời khắc. Võ Quân cùng nhạc Lan Đình lên một lượt đài. Bộ kia bên trên, nhạc Lan Đình lộ ra hơi hơi yếu đuối, hắn áo trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài, quả thực là một cái thật sự mỹ thiếu niên. Mà Võ Quân một thân vải thô sam, đầu đinh, dáng người cường tráng, cơ hồ đen kịt. Nhìn cũng là cái võ phu. Cho nên hiện trường người xem nhìn lấy một màn này, lại có loại mỹ nữ cùng dã thú cảm giác. Tất cả mọi người từ tâm lý yêu quý nhạc Lan Đình, hy vọng nhạc Lan Đình chiến thắng. Không thể không nói, cái thế giới này thật đúng là cái xem mặt thế giới. Nhạc Lan Đình cùng Võ Quân ở giữa không có cái gì nhiều lời, theo lục lạc gõ vang, Võ Quân chợt quát một tiếng, khí thế như hồng xuất thủ. Hắn chính là bát cực quyền cao thủ, bát cực quyền chính là căn cứ bát cực thương diễn hóa mà đến. Hắn vừa xung phong, lấy hai chân vì lập tức, giống như đại tướng cưỡi ngựa tấn công. Trong tay quyền đầu vì thương, xoẹt một chút. Quyền phong mãnh liệt, trong không khí xé rách ra sóng nhiệt đến. Võ Quân đúng như cổ đại mãnh tướng cầm trong tay bát cực đại thương trùng sát mà đến, quyền kia đầu như thương đầu chợt cao chợt thấp, đột nhiên thì đâm về nhạc Lan Đình vị trí hiểm yếu. Nhạc Lan Đình lại là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Chỉ là đột nhiên, hắn một chiêu hạt tử chân đạp ra ngoài. Một chiêu này hạt tử chân sắc bén vô song, lại lặng yên không một tiếng động, nhanh như thiểm điện. Phanh một tiếng, Võ Quân cả người thì bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, tại chỗ bỏ mình. Vô cùng gọn gàng quyết chiến. Nhạc Lan Đình được xưng là tiểu vũ thánh, hắn dùng tuyệt đối tính áp đảo thực lực lấy được thắng lợi. Toàn trường người xem yên tĩnh im ắng, ngốc, bọn họ không phải giới võ thuật người, căn bản không hiểu trung gian ảo diệu. Nhưng động một tí người chết huyết tinh xác thực chấn nhiếp đến bọn họ. Mà đối giới võ thuật người mà nói, bọn họ tránh thức ý thức được Nhạc Lan Đình lợi hại. Tiểu vũ thánh tên, danh bất hư truyền. Sau đó, Nhạc Lan Đình xuống đài.
mới một vòng đấu tiếp tục bắt đầu. Lần này đi lên là La Quân chưa quen thuộc hai người cao thủ, cái này hai người cao thủ đấu thời gian dài một số, bọn họ chuẩn bị đủ đầy đủ mạo hiểm, để người xem ăn no thỏa mãn. Sau cùng, gọi là Lưu Thắng lợi quyền sư thủ thắng. Một vị khác cũng bất quá là thụ thương, cuối cùng không hề người chết. La Quân một mực không có ra sân, Mộc Tĩnh cũng không có. Trong nháy mắt thì đến 2 giờ chiều, bắt đầu giữa sân nghỉ ngơi. 8 giờ tối, tiếp tục tranh tài. Người xem nhao nhao tán đi, mọi người riêng phần mình lái xe đi nghỉ ngơi ăn cơm. Sân vận động lại không có cách nào an bài nhiều người như vậy thức ăn. Ra sân vận động thời điểm, La Quân một đoàn người cùng Diệp Thần ngẫu nhiên gặp. Diệp Thần trong mắt hiện ra tàn nhẫn huyết quang, hắn nhìn chằm chằm La Quân, Liota miệng môi dưới, nói, ngươi thật gặp may mắn, bất quá ta nhất định sẽ giết ngươi. La Quân nhìn lấy Diệp Thần, bỗng nhiên cười ha ha, theo rồi nói ra, ngu ngốc. Nói xong cũng đi. Đơn giản hai chữ, khí Diệp Thần quá sức. Quách Thiếu Vũ cùng Trần Hoa Sinh cũng không có theo La Quân bọn họ cùng một chỗ, mà là đi tìm Trần Lão Gia Tử. Về Phật Sơn khu vực thành thị trên xe, La Quân có chút hiếu kỳ hỏi Lâm Thiến Thiến, nói, Thiến Thiến, Trầm Mặc Nùng các nàng hiện tại đến ở đâu? Lâm Thiến Thiến nói ra, ta không rõ lắm, nhưng là nàng nói cho ta biết, chuyện này nàng đã tham gia vào, để cho ta không cần lo lắng. Ta muốn hẳn là giấu ở Phật Sơn đi, ngươi nhìn ngươi buổi sáng không phải một mực không có ra sân sao? La Quân ngẫm lại cũng thế, nhưng hắn vẫn là nói, ngươi cùng với nàng liên hệ a, cũng đừng một mực không cho ta ra sân. Nếu là toàn bộ võ đạo giải đấu lớn so xong ta đều không ra sân, cái kia không thành trò cười. Lâm Thiến Thiến thực là thật không muốn La Quân ra sân, trong miệng nàng qua loa nói, tốt, ta biết. 8 giờ tối, võ đạo kim kiếm giải đấu lớn tiếp tục. La Quân cả đám cùng Trần Hoa Sinh, Quách Thiếu Vũ đều đã nhập tọa. Trên khán đài là tối tăm quang mang, mà trên lôi đài là chói mắt lôi quang đèn. Màn hình lớn tiếp tục bắt đầu rực rỡ lấp lóe. Lần này lại là Trần Hoa Sinh Vương Minh Xuyên. Trần Hoa Sinh một thân thái cực áo bào trắng, hắn khí độ ung dung, ánh mắt ôn hòa, cứ như vậy lên sân khấu. Tuổi trẻ Trần Hoa Sinh, nghiễm nhưng đã có thái cực tông sư khí độ. Mà Vương Minh Xuyên một thân màu xám áo choàng ngắn, trong mắt của hắn lệ khí rất là mãnh liệt. Lục lạc một vang, hai người liền động thủ. Vương Minh Xuyên xuất thủ tấn mãnh, bởi vì cái gọi là tay là hai cánh cửa, toàn bằng chân đánh người. Đàm Thối bốn cái tay, thần quỷ gặp đều phát sầu. Vương Minh Xuyên trong nháy mắt liền đá ra ba chiêu tuyệt diệu Đàm Thối. Theo thứ tự là thập tự quỷ kéo chui, đập chém bánh xe thế, nghiêng đá chống đỡ bôi cản, nhưng gặp lưỡi đao sắc bén. Cước ảnh nổ lên ngàn cơn sóng. Cái này Vương Minh Xuyên vừa ra tay cũng là hung mãnh vô song, hắn là muốn trong thời gian ngắn đem Trần Hoa Sinh đánh bại. Trần Hoa Sinh đứng ngay tại chỗ, phân thủ liền phát, đi đứng trợ công, hai tay như phong tự bế, dưới chân liền dẫm. Lại là thoáng qua ở giữa liền đem Vương Minh Xuyên sở hữu công kích hóa giải. Trần Hoa Sinh lộ ra phong khinh vân đạm, thành thạo. Hắn hóa giải đi Vương Minh Xuyên đàm thối công kích, thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng nhất chuyển. Lại là linh dương móc sừng thân pháp. Hắn linh dương móc sừng thái cực biến hóa, liền có không đồng dạng thần diệu. Hắn như quỷ thần đột nhiên xuất hiện sau lưng Vương Minh Xuyên, tiếp theo, Trần Hoa Sinh một chiêu bàn lan trủy. Phanh một tiếng, Vương Minh Xuyên vội vàng không kịp chuẩn bị Trần Hoa Sinh bàn lan trủy đánh trúng, thân thể lập tức bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Bất quá hắn thụ thương cũng không nặng, đây là Trần Hoa Sinh thủ hạ lưu tình. Một trận chiến này, Trần Hoa Sinh thắng. Màn hình lại lần nữa rực rỡ cuồng loạn lóe lên. Trần Hoa Sinh vừa về tới trên chỗ ngồi, Quách Thiếu Vũ chính là tán thưởng liên tục. La Quân mấy người cũng hướng Trần Hoa Sinh giơ ngón tay cái lên. Liền cũng tại lúc này, cái kia màn hình dừng lại thành Quách Thiếu Vũ Diệp Thần. La Quân thấy thế không khỏi bị kinh ngạc. Quách Thiếu Vũ ngược lại không có quá để ý, hắn cười hắc hắc, nói ra, ta đến hội biết cái này Nhật Bản quỷ tử. Thiếu Vũ. La Quân đem Quách Thiếu Vũ xem như bằng hữu, hắn giật mình, nói ra, trận này ngươi bỏ quyền đi. Hắn biết rõ Diệp Thần lợi hại, Quách Thiếu Vũ hơn phân nửa không phải là đối thủ. Mà lại, Diệp Thần ra tay độc ác, tuyệt sẽ không để Quách Thiếu Vũ sống sót. Cho nên, hắn nhất định muốn ngăn cản Quách Thiếu Vũ. Quách Thiếu Vũ không khỏi sửng sốt, nói gì vậy? Ta đã bỏ quyền một lần, lại bỏ quyền liền trực tiếp đào thải. Hắn đón đến, có chút tức giận nói. La Quân, ngươi xem thường ta,
cảm thấy ta không phải đối thủ của hắn đúng hay không? La Quân nói không ra lời. Quách Thiếu Vũ thật tức giận, nói, ta hội hướng ngươi chứng minh chính ta. Hắn nói xong cũng liều lĩnh lên sân khấu. La Quân không thể làm gì, đây là lôi đài trận, mỗi người đều có tự mình lựa chọn quyền lợi. Hắn lúc này cũng chỉ có thể trong lòng hy vọng Quách Thiếu Vũ có thể sáng tạo kỳ tích. Trần Hoa Sinh minh bạch La Quân lo lắng, hắn cũng rất là ngưng trọng, nói với La Quân, Thiếu Vũ tuy nhiên bình thường vui đùa ầm ĩ, nhưng đối võ đạo luôn luôn thành kính. Đây là hắn lựa chọn, ta tin tưởng hắn có thể. La Quân gật gật đầu. Mục Tính thì là ngưng thần quan sát, không hề nói gì. Lâm Thiến Thiến tam nữ cũng là khẩn trương, các nàng đối Quách Thiếu Vũ là có hảo cảm. Đồng thời các nàng cũng biết cái kia Diệp Thần là bực nào tàn nhẫn. Trên đài, Quách Thiếu Vũ cùng Diệp Thần đứng đối mặt nhau. Diệp Thần nhìn về phía Quách Thiếu Vũ, hắn trong đôi mắt phát ra như dã thú quang mang, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cái này chư La, ta biết ngươi, ngươi là La Quân bằng hữu. Rất tốt, hôm nay ta muốn đào ngươi tâm, ha ha. Quách Thiếu Vũ nhướng mày. Liền cũng tại lúc này, Lục Lạc vang. Cái này một cái chớp mắt. Quách Thiếu Vũ cùng Diệp Thần đồng thời xuất thủ. Hai người ở trong nháy mắt này, như lôi điện ánh sáng. Quách Thiếu Vũ xuất thủ cũng là một cái bán bộ băng quyền, giống như nặng ngàn cân cung lôi kéo xuất thần tiễn, hung hăng bắn trụng hướng Diệp Thần vị trí hiểm yếu. Diệp Thần cổ nhoáng một cái, lập tức né tránh Quách Thiếu Vũ băng quyền. Cái này Diệp Thần, thân thể vô cùng linh hoạt, đấu pháp độc ác hay thay đổi, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chỉ gặp hắn tiếp lấy lại là một mèo eo. Thủ trình ưng chảo, lôi đình thiểm điện bắt kéo hướng Quách Thiếu Vũ thận. Lần này bắt chúng, Quách Thiếu Vũ lập tức hội thận bộ vỡ tan. Diệp Thần trước đó cũng là dùng một chiêu này giết Tôn Khánh Uy, một chiêu này lợi hại Quách Thiếu Vũ cái kia có thể không biết. Trên thực tế, Diệp Thần một chiêu này là rất nhiều kết quả, gọi là đấu chuyển tinh di. Đấu chuyển tinh di, thế sự vô thường. Hắn cái này một mèo eo, cả người tựa như đột nhiên không thấy. Đầu nhưng công kích địch nhân bụng. Hai tay có thể biến hóa vô số sát chiêu. Quách Thiếu Vũ trong mắt tuôn ra hàn quang, thiểm điện lui ra phía sau một bước. Diệp Thần lập tức đánh tới, như bóng với hình, sát cơ nồng đậm. Quách Thiếu Vũ lập tức đem Hoàng Cẩu Đi Tiểu Thi triển đi ra. Phanh một tiếng, tối chân như lưỡi đao phát ra, nhanh không một tiếng động. Diệp Thần là hóp lưng lại như mèo, hắn mắt là hướng xuống, lại là vừa vặn có thể bắt được Quách Thiếu Vũ tối chân. Chỉ gặp hắn đột nhiên nhất chảo chụp vào Quách Thiếu Vũ bụng, một cái tay khác lại là thừa dịp Quách Thiếu Vũ tối chân dơ lên lúc từ dưới hướng lên trên vừa kéo, liền đem Quách Thiếu Vũ tối chân ôm vào trong ngực. Một chiêu này cũng là rất nhiều kết quả, gọi là lão nông dân cắt cỏ. Quách Thiếu Vũ hãi nhiên thất sắc, hắn trong lúc cấp thiết, cấp tốc thi triển ra linh dương móc sừng thân pháp lóe ra qua. Răng rắc một chút, Quách Thiếu Vũ linh dương móc sừng thủy chung không đủ thuần thục, tuy nhiên để hắn chạy thoát. Nhưng hắn bên đùi lại bị Diệp Thần lưu lại một đạo thật dài vết máu. Giờ phút này, Quách Thiếu Vũ bắp đùi động mạch bị mở ra, máu chảy như suối. Quách Thiếu Vũ đã rất là không ổn. Hắn thương khiên động người xem tâm thần, tất cả mọi người là hy vọng hắn có thể đánh thắng cái này Nhật Bản quỷ tử. Thiếu Vũ, nhận thua. Ngay vào lúc này, Trần Hoa Sinh cùng La Quân cấp tốc đứng lên, đồng thời nhanh chóng hướng lôi đài bên kia dũng mãnh lao tới. Bọn họ biết Quách Thiếu Vũ tiếp tục đánh xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Quách Thiếu Vũ cũng biết điểm này, hắn đang muốn há mồm nhận thua, thế nào biết đúng lúc này, Diệp Thần lại động. Lần này, Diệp Thần đúng như hung thú thoát ra, ngón tay hắn giáp như lưỡi dao một dạng vạch phá Quách Thiếu Vũ lồng ngực, toàn bộ quyền đầu chui vào đi vào. Tràng diện huyết tinh tới cực điểm. Xoạt một chút, sau đó, Diệp Thần trong tay thật cầm một khỏa đẫm máu, còn nhảy lên trái tim đi ra. Quách Thiếu Vũ nhìn lấy một màn này, trong nháy mắt, hắn thần sắc đại biến, ngao ô hét thảm lên, sau đó ngã xuống đất tử vong. Quá tàn nhẫn. Quách Thiếu Vũ nhìn lấy chính mình trái tim bị người đào, chuyện này với hắn là bực nào đả kích. La Quân cùng Trần Hoa Sinh định trụ thân hình, hết thảy đều đã không kịp. Quách Thiếu Vũ cứ như vậy chết. Chương 119, La Quân chém giết Diệp Thần. Toàn bộ hội trường đột nhiên an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau đó, một cỗ không thể ức chế phẫn nộ như mãnh liệt biển động, hướng trên đài hội tụ mà đi. Diệp Thần cử động chọc giận mỗi một người hoa hạ. Có thể giờ phút này, trên đài Diệp Thần y nguyên vô sở cố kỵ, hắn ngược lại khiêu khích liếc nhìn dưới trận người xem. Đây là hắn một loại trả thù. Trước đó, tất
tất cả mọi người hô hào muốn đánh chết Nhật Bản quỷ tử, Diệp Thần thế nhưng là nhớ kỹ. Hiện tại hắn chính là muốn dùng phương thức như vậy đến vũ nhục người Hoa. Hết lần này tới lần khác, hắn là trên lôi đài đánh chết Quách Thiếu Vũ. Người trong nước tuy nhiên phẫn nộ, nhưng cũng không cách nào qua trừng phạt Diệp Thần. Tại thời khắc này, La Quân trong lồng ngực bốc cháy lên một đoàn lửa giận. Hắn có rất ít tức giận như vậy thời điểm, nhưng lần này Diệp Thần hoàn toàn chọc giận hắn. Hắn cùng Quách Thiếu Vũ mặc dù mới nhận biết không qua mấy ngày, nhưng là Quách Thiếu Vũ đối xử mọi người chân thành, La Quân đã đem Quách Thiếu Vũ khi thành chân chính bằng hữu. Bây giờ, Quách Thiếu Vũ chết thảm, La Quân hai mắt lâm vào huyết hồng. Lúc này, Diệp Thần xuống lôi đài, hắn nhưng cũng là nhìn về phía La Quân. Trong mắt của hắn vẫn là loại kia khiêu khích ý vị, sau cùng còn hướng La Quân duỗi ra ngón tay cái, lại dựng thẳng xuống dưới. Sau đó, Diệp Thần cười ha ha. La Quân hít sâu một hơi, hắn cùng Trần Hoa Sinh quay người trở lại vị trí bên trên. Hắn vừa mới ngồi hội vị trí bên trên, liền tại Lâm Thiến Thiến bên tai nói khẽ, để Trầm Mặc Nùng an bài ta theo Diệp Thần đánh. Lâm Thiến Thiến giật mình, nàng tuy nhiên cũng hận cực Diệp Thần. Nhưng cùng lúc, nàng cũng ý thức được Diệp Thần khủng bố. Nàng sợ hãi La Quân hội xảy ra ngoài ý muốn. Ta hiện tại cũng liên lạc không được nàng. Lâm Thiến Thiến chỉ có thể như thế qua loa tắc trách La Quân. La Quân là nhiều khôn khéo người, như thế nào chịu tin? Hắn một phát bắt được Lâm Thiến Thiến tay, đỏ mắt nói, tin tưởng ta có thể. Ngươi giúp ta liên hệ nàng. Lâm Thiến Thiến tránh ra La Quân tay, nói, ta thật không liên lạc được. Ngay vào lúc này, nàng nói không ra lời. Bởi vì nàng đột nhiên nhìn thấy cái kia màn hình lớn đình chỉ lấp lóe, thế mà thật sự là Diệp Thần La Quân. Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi cũng là giật mình, các nàng lo lắng nhìn về phía La Quân. La Quân cũng nhìn sang, hắn sau khi thấy rõ lập tức đứng lên. Hắn trong hai mắt tuôn ra rào rạt chiến ý. Trần Hoa Sinh thấy thế lại hơi hơi lo lắng, hắn nhìn về phía La Quân, bỗng nhiên thì đứng lên, ấn ở La Quân đầu vai, nói, La huynh đệ, không nên vọng động. Người bỏ quyền đi, ta không muốn lại mất đi một người bạn. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, lôi đài là võ giả số mệnh chỗ, đây cũng là ta lựa chọn. Người có thể tôn trọng Thiếu Vũ treo lấy, nhất định cũng có thể tôn trọng ta lựa chọn, đúng không? Trần Hoa Sinh không khỏi ngẩn ngơ, hắn khe khẽ thở dài, thu tay lại. La Quân liền hướng phía trước đi đến, Mộc Tĩnh lộ ra rất bình tĩnh. La Quân, không cho ngươi thua. Đường Thanh đứng lên, nàng khẩn trương nắm lấy chính mình tay áo nhìn lấy La Quân nói ra. La Quân ngừng một lát, cũng không trở về, nhanh chân hướng lôi đài trên trận đi đến. Rất nhanh, La Quân cùng Diệp Thần đều đứng trên lôi đài. Diệp Thần khiêu khích nhìn về phía La Quân, mang theo một tia tàn nhẫn ý vị, nói, ta nói qua, ta sẽ giết ngươi. Ta hôm nay muốn đem ngươi tâm móc ra, đút tới ngươi cái này tạp chủng miệng bên trong. Hắn vừa dứt lời âm, lục lạc thì vang. La Quân cũng không nói nhảm, nói thẳng, động thủ đi, ngươi cái ngu bê. Câu nói này mắng dưới đài người xem gọi thẳng thống khoái. Liền cũng tại lúc này, La Quân cùng Diệp Thần đồng thời động. Hai người như lôi đình điện quang. La Quân vừa sải bước ra, trực tiếp tập sát đến Diệp Thần trước mặt. Hắn đầu tiên bất chấp tất cả, chính là một chiêu tiếng sấm liên tục quyền oanh sát hướng Diệp Thần đầu. Tiếng sấm nhấp nhô, phong lôi trận trận. Diệp Thần đối mặt La Quân tiếng sấm liên tục quyền, hắn cười lạnh một tiếng, chính là một mèo eo, lại là đấu chuyển tinh di. Một chiêu này thực sự quá lợi hại. Bất quá lần này, hắn lại là tính sai, bởi vì hắn thân thể nhất động. La Quân trước hết một chiêu hoàng cầu đi tiểu đá qua. La Quân là đấu pháp bên trong vương giả, hết thảy chiêu thức đều là tùy ý mà ra, nhưng cũng sắc bén vô cùng. Diệp Thần người còn không có mèo xuống dưới, La Quân tối chân đã tập sát mà đến. Diệp Thần âm thầm kinh hãi, hắn tại trong nguy cấp, thiểm điện lui lại. Vừa lui chính là 3 mét khoảng cách. Hắn vừa lui, La Quân thì lôi đình truy sát tới. Hai người phong lôi phun trào, chém giết thật tốt không kịch liệt. Diệp Thần cái này vừa lui, lại là vận sức chờ phát động. La Quân đuổi theo, người khác đột nhiên lại tiến lên hai bước, tiếp lấy bỗng nhiên nhất chảo tàn nhẫn chụp vào La Quân ngực bụng. La Quân nhìn cũng không nhìn, lại là trực tiếp một chiêu thiên huyền chỉ kính điểm thẳng hướng Diệp Thần mi tâm. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cùng Quách Thiếu Vũ, còn có Tôn Khánh Uy công lực kém khác thì bày ra. La Quân từ trước đến nay cũng là lôi đình tiến công, bất chấp tất cả, chém giết kịch liệt. Quách Thiếu Vũ cùng Tôn Khánh Uy lại bị Diệp Thần khí thế hù sợ,
nhiều lần lui lại. Diệp Thần cũng chính thức cảm nhận được La Quân khủng bố, đầu hắn bỗng nhiên nhoáng một cái, lập tức né tránh La Quân thiên huyền chỉ kính. Sau đó, hắn lại lần nữa thi triển ra đấu chuyển tinh di tới. Đáng tiếc, La Quân tại đầu hắn nhoáng một cái thời điểm, hắn thiên huyền chỉ kính lập tức hóa thành long trảo thủ trực tiếp chụp vào Diệp Thần đầu. La Quân biến chiêu tự nhiên mà thành, thì theo dài sau con mắt, biết Diệp Thần bước kế tiếp muốn làm gì giống như. Diệp Thần không khỏi âm thầm kêu khổ, hắn rơi vào đường cùng, đành phải lại lần nữa lui lại. Hắn vừa lui, La Quân lập tức giảo giết tới. Đây là từng bước ép sát, tuyệt không cho Diệp Thần thở dốc cơ hội. Trong nháy mắt, La Quân hai tay liên tiếp nổ tung, quyền đấm cước đá, như lôi đình mưa to công sát Diệp Thần, để Diệp Thần liên tục bại lui. Một màn này, để ở đây khán giả thấy tâm trì thần diêu, cả đám đều đem trái tim nhấc đến cổ họng bên trên. Bọn họ đều hy vọng La Quân có thể nhất cử chiến thắng. Trong nháy mắt, La Quân đã một hơi đem Diệp Thần bước đến bên bờ lôi đài bên trên. Liền cũng tại lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên trong nháy mắt nhảy xuống lôi đài. Hắn một nhảy đi xuống, đột nhiên tựa như không thấy. Nhưng hắn vừa mới nhảy xuống, người lại đột nhiên luồn lên tới. Cái này một cái chớp mắt biến hóa, như rắn xoay quanh, như rồng thăng thiên. Diệp Thần chính xác là lợi hại cao thủ, đối với địa thế vận dụng thần hồ kỳ diệu. Diệp Thần xông tới, thừa dịp La Quân không có lấy lại tinh thần, hắn lập tức thi triển ra đấu chuyển tinh di. Bất quá, lần này, Diệp Thần lại phiền muộn. Bởi vì tại cái này một cái chớp mắt, La Quân không mảy may để, hắn cũng đột nhiên như rắn xoay quanh xuống dưới. Diệp Thần lập tức ưng trảo thủ chụp vào La Quân mặt, La Quân bàn tay to lập tức đập tới tới. Diệp Thần trong mắt lãnh quang tuôn ra, hắn muốn đem La Quân bàn tay to xé nát. Nhưng vào lúc này, La Quân bàn tay hóa thành chỉ đao. Tầm ti bí tay, La Quân ngón tay một chen đè ép, lập tức liền như trơn mượt cá trạch từ Diệp Thần ngón tay khe hở bên trong chui ra qua. Con cá chạy thoát. Cùng lúc đó, La Quân thủ đao hóa thành gai ngược, mãnh liệt về kéo. Giống như một ngụm cự câu cắn cá, trong nháy mắt muốn đem Diệp Thần ngón tay xé nát. Diệp Thần hãi nhiên thất sắc, trong lòng hắn quính lên, trái tim rầm rầm đập mạnh. Hắn lật bàn tay một cái, hướng lên trên mặt bỏ chạy. Đúng lúc này, La Quân thần hồ ký hoàng cầu đi tiểu đá ra. Lần này, Diệp Thần khó lòng phòng bị, trực tiếp bị đá xuống lôi đài. Hắn ngã xuống lôi đài trong nháy mắt, La Quân hai chân như móng ngựa, trực tiếp đạp xuống qua, đem Diệp Thần hai tay thủ đoạn toàn bộ dẫm nát. Hắn là thế nào đối Tôn Khánh Uy, La Quân thì làm sao đối với hắn. Sau đó, La Quân ngón tay như đao, đem Diệp Thần trái tim mở ra, trực tiếp đem hắn nóng hầm hập trái tim lấy ra. Đây là vì Quách Thiếu Vũ báo thù. Diệp Thần nhìn lấy chính mình trái tim tại La Quân trên tay, trong mắt của hắn xuất hiện cực đại hoảng sợ, phía sau nhất nghiêng một cái, chết đi như thế. La Quân cho tới giờ khắc này, trong lồng ngực lao nhanh khí huyết mới tính bình phục lại. Hắn trận này trận chiến, dựa vào trong lồng ngực nộ khí, nhất cổ tác khí đem Diệp Thần cho giết. Diệp Thần vừa chết, La Quân khẩu khí này cũng liền dần dần bình phục. Cùng lúc đó, dưới đài người xem nổ lên như sấm sét âm thanh ủng hộ. Cái này một cái chớp mắt, La Quân là chân chính anh hùng. La Quân cầm trong tay trái tim nhẹ nhẹ đặt ở Diệp Thần trên thân, sau đó, hắn tay run một cái, trên tay vết máu toàn bộ bắn bay. Sau đó, hắn trở lại vị trí của mình. Giờ khắc này, La Quân để sở hữu người xem nhận biết, cũng làm cho sở hữu giới võ thuật cao thủ chính thức. La Quân vẫn luôn không phải lăn lộn giới võ thuật, cho nên hắn tới tham gia trận này võ đạo kim kiếm giải đấu lớn, hắn ở chính giữa xem như không có danh tiếng gì. Bất quá những này đều không muốn gấp, La Quân giờ phút này đã nhất cử thành danh thiên hạ chi. La Quân trở lại trên chỗ ngồi, cái kia màn hình lớn tiếp tục bắt đầu rực rỡ cuồng loạn lấp lóe. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi, còn có Lâm Thiến Thiến nhìn về phía La Quân, các nàng trong mắt hiện ra ngôi sao nhỏ, đó là sùng bái quang mang. La Quân một mực cùng với các nàng cười tâu toét. Các nàng có đôi khi cảm thấy La Quân tựa như là không có phong mang cùng khí phách. Nhưng giờ khắc này, các nàng cũng mới lần nữa ý thức được La Quân là cỡ nào ưu tú, cỡ nào phong mang tất lộ, cỡ nào xuất sắc. Trần Hoa Sinh cũng hướng La Quân giơ ngón tay cái lên, nói, La huynh đệ, bội phục. La Quân lại là trong mắt nhất ảm, hắn là nhớ tới chết đi Quách Thiếu Vũ. Suy nghĩ một chút, nhân sinh thật sự là vô thường. Sinh mệnh là trời cao ban cho nhân loại chân quý nhất lễ vật,
nhưng nhân loại lại luôn không trân quý, luôn luôn tại tùy tiện bên trong mất đi. Vừa mới vẫn là nhảy nhót tưng bừng Quách Thiếu Vũ, đảo mắt lại đã cùng Thế An nghỉ. Cái này lại có thể nào không khiến người ta thổn thức? Mục Tĩnh cũng không có bao nhiêu tâm tình, Quách Thiếu Vũ chết, La Quân thắng lợi, cái này đều bị nàng cảm giác đến đương nhiên. Nàng ngược lại là cao nhất một người. La Quân trong lòng đột nhiên khẳng định một việc, cái kia chính là Trầm Mặc Nùng nhất định tại lớn nhất gần địa phương, mật thiết chú ý trận đấu này. Vừa rồi cùng Diệp Thần quyết đấu, khẳng định là Trầm Mặc Nùng an bài. Sau đó mấy cái trận đấu y nguyên đặc sắc, nhưng đã không bằng trước đó như vậy huyết tinh. Một ngày này võ đạo giải đấu lớn rất nhanh tại 10 giờ tối chính thức kết thúc. Ngày mai, ngày kia, đặc sắc đem sẽ tiếp tục. Theo hôm nay giải đấu lớn kết thúc, người xem, võ thuật gia nhóm toàn bộ đều ra sân vận động. La Quân cùng Trần Hoa Sinh còn có Mục Tĩnh cùng đi ẩm thực Quách Thiếu Vũ thi thể. Võ giả, trời sinh liền muốn ra ngựa bọc thây trả, Quách Thiếu Vũ chết bởi lôi đài, cũng coi là xứng đáng võ giả thân phận. Hắn thi thể bị cấp tốc mang đến nhà tang lễ, đêm đó thì thực hành hỏa táng. Về sau, hắn hủ cho cốt hội đưa đến hắn sư môn trên tay. Lo liệu xong Quách Thiếu Vũ thi thể về sau, La Quân một đoàn người ra nhà tang lễ. Cái này lúc sau đã là trời vừa rạng sáng. La Quân liền cùng Trần Hoa Sinh, Mục Tĩnh trở về Giang Nam Minh Châu đại khách sạn bên trong. Vẫn là Từ Thanh lái xe. Đến quán rượu về sau, Trần Hoa Sinh cùng La Quân cùng Mục Tĩnh cáo biệt. La Quân vỗ vỗ Trần Hoa Sinh bả vai, nói, Hoa Sinh đại ca, nén bi thương. Trần Hoa Sinh đau thương cười một tiếng, nói ra, ta từ nhỏ cùng Thiếu Vũ cùng nhau lớn lên, thật không nghĩ tới hắn hội chết ở chỗ này. Chúng ta tới lúc cùng một chỗ thề, nói muốn đem kim kiếm kia cầm lại nhà đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 120, Tiêu Bắc Thần. La Quân ánh mắt nhất ảm, hắn nhưng xưa nay đều biết sinh tử tàn khốc, cũng biết lôi đài tàn khốc. Tiếp đó, Hoa Sinh đại ca, ngươi sẽ còn tiếp tục tham gia trận này võ đạo giải đấu lớn sao? La Quân hỏi. Trần Hoa Sinh ánh mắt kiên định, nói ra, đương nhiên, Thiếu Vũ đã lấy thân thể tử vì đạo, ta lại có thể bỏ dở nửa chừng. Đây chính là người luyện võ, tuy nhiên biết rõ núi có hổ, lại muốn khuynh hướng hổ sơn được. Người muốn thành công, liền không thể e ngại trên đường chướng ngại vật. Chúng ta thường thường sẽ nói điện ảnh giới vị kia đại ca như thế nào hoa tâm chờ một chút, nhưng hắn tại điện ảnh bên trên chỗ nỗ lực vất vả cùng nguy hiểm như thế nào thường nhân có thể tưởng tượng. Muốn thành phi thường sự tình, lại có thể nào không trải qua phi thường khốn khổ. Liền nói La Quân bây giờ lần này tu vi, hắn cái này thân thể tu vi lại là dễ dàng mà tới sao? Dĩ nhiên không phải. Hắn còn nhỏ theo sư phụ khổ luyện, trời tuyết lớn bên trong, sư phụ để hắn nằm tuyết tam thiên, không nhúc nhích. Người đều kém chút đông lạnh chết rồi. Như thế gian khổ huấn luyện, thành tựu hắn phi phàm cứng cỏi. Về sau, sư phụ đem hắn ném đến châu Phi. Hắn tại trong chiến hỏa, đạn lạc bên trong, sinh tử bên trong lần lượt chém giết. Bao nhiêu lần bởi vì giết người quá nhiều mà nửa đêm tỉnh mộng, bao nhiêu lần cùng tử thần gặp thoáng qua, bị thương đã bao nhiêu lần. Đây đều là quá trình trưởng thành bên trong, vận mệnh đối La Quân ma luyện. Cũng có thể nói là vận mệnh cho La Quân lễ vật. Không nói đến những này, La Quân cùng Mục Tĩnh bên trên thang máy, sau đó cũng là trở về phòng của mình. La Quân trở lại quán rượu trong phòng về sau, hắn đem đèn tiện tay mở ra, tiếp lấy liền đem lên thân thể quần áo cởi xuống, sau đó liền định liền nội khố cùng một chỗ cởi xuống qua tắm rửa. Một ngày này thật sự là quá mệt mỏi mệt. Hắn phải thật tốt xông cái tắm nước nóng, hảo hảo ngủ một giấc, sau đó chuẩn bị ngày mai chiến đấu. Ngay vào lúc này, một nữ nhân ho khan thanh âm truyền đến. La Quân lập tức hoảng sợ một cái giật mình, theo gặp quỷ giống như quay đầu nhìn. Lần này đầu, lập tức liền trông thấy trên ghế salon thế mà ngồi một người. Một cái nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân này ăn mặc màu đen liên y váy dài, gợi cảm ưu nhã, khí chất siêu quần. Không phải là Trầm Mặc Nùng a? La Quân im lặng cùng cực, vội vàng lại mặc quần áo. Hắn đi lên phía trước, không khỏi phàn nàn nói, ngươi làm sao một điểm âm thanh đều không có, theo nữ quỷ giống như. Trầm Mặc Nùng bạch La Quân liếc một chút, môi son khẽ mở, mỉm cười, nói, ngươi tính cảnh giác cũng quá thấp đi, ta một người sống sờ sờ ngồi ở chỗ này, ngươi một chút cũng không có phát giác được. La Quân nói ra, ngóa, ngươi là kim đan cao thủ, khí tức hỗn nguyên, cùng gian phòng này hòa làm một thể. Ta chỗ nào có thể phát hiện ngươi,
điều này cùng ta cảnh giác thấp là không hề có một chút quan hệ. Hắn đón đến, còn nói thêm, đúng, ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Có phải là có chuyện gì hay không? Trầm Mặc Nùng liền cũng nghiêm mặt đứng lên, nói ra, ngươi ngồi trước, ta và ngươi nói tỉ mỉ. La Quân ngay sau đó thì ngồi phía bên trái một mình trên ghế salon, hắn ý thức được không ổn. Trầm Mặc Nùng trên người có cỗ mùi thơm, để La Quân nghe rất lợi hại dễ chịu. Quần nàng là có chút thấp ngực, một màn kia trắng như tuyết sự nghiệp tuyến càng là dễ dàng khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Bất quá lúc này La Quân nhưng không có khác tâm tư gì. Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra, hôm nay ngươi cùng Diệp Thần đối chiến là ta an bài. La Quân nói ra, ta đoán được. Trầm Mặc Nùng cau mày nói, trước đó chúng ta là thuộc về giám sát trạng thái, phát hiện không có vấn đề liền để Lao Sơn nội gia quán người thao túng. Nhưng là do ở chúng ta xuất thủ, để Lao Sơn nội gia quán bên kia phát hiện chúng ta tồn tại. Lần này, chúng ta không nghĩ tới là Lao Sơn nội gia quán bên kia cũng mời đến vô cùng lợi hại hacker cao thủ. La Quân nhíu mày, nói, làm sao cái lợi hại phương pháp, so với các ngươi còn lợi hại hơn. Trầm Mặc Nùng nói, cái kia thật không có. Bất quá chúng ta cùng bọn hắn hacker cao thủ đem hệ thống chơi hỏng, dưới mắt hệ thống hai chúng ta phương đều đang nghĩ biện pháp đánh vào đi vào. Dù sao quyền chủ động, ai cũng không có mỏ lấy. Nàng đón đến, nói ra, nói cách khác, ngày mai bắt đầu, các ngươi võ đạo giải đấu lớn là chân chính công bình, không có bất kỳ người nào tham gia đi vào. Toàn bộ là tránh thức ngẫu nhiên trạng thái. La Quân sờ mũi một cái, hắn khẽ cười khổ, nói ra, trận này võ đạo giải đấu lớn giống như càng ngày càng tốt chơi. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, ta cũng cảm thấy như vậy. Nếu như đơn thuần so vận khí lời nói, ngươi là có ưu thế lớn nhất. Bởi vì ngươi là thiên mệnh giả, cho nên ngươi sợ cái gì nha? La Quân nói ra, ta ngược lại thật ra cũng không sợ. Hắn đón đến, nói ra, bất quá minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cho nên cẩn thận nhiều chút luôn luôn không sai. Ngươi xác định Lao Sơn nội gia quán người sẽ không tìm được các ngươi sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, tìm tới lại như thế nào? Cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám đối với chúng ta động thủ. Ngươi cũng đừng quên chúng ta là người nào. Quốc gia cơ mật bộ phận bọn họ cũng dám công kích, đó là không muốn sống. Quốc gia tuy nhiên dễ dàng tha thứ bọn họ, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ có thể chà đạp quốc gia tôn nghiêm. La Quân nghĩ cũng phải, liền cũng liền an tâm. Tốt. Ta đến cũng thì đề cập với ngươi cái tỉnh, ta đi rồi. Trầm Mặc Nùng nói thì đứng lên. La Quân liền cũng đứng dậy đưa tiến, cũng chân thành nói ra, cảm ơn. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nàng đi tới cửa trước, dừng bước lại nói ra, ta hôm nay vẫn luôn tại xem so tài, ngươi cùng Diệp Thần trận đấu ta nhìn thấy. Nàng đón đến, nói ra, La Quân, ta đột nhiên minh bạch vì cái gì ngươi bản sự thường thường, lại bị tuyển thành thiên mệnh giả đây. La Quân vô cùng phiền muộn trợn mắt chừng một cái, nói, không mang theo ngươi như thế khen người, ta làm sao nghe được cứ như vậy khó chịu đây. Ca bản sự làm sao lại thường thường đâu. Mẹ chứng, La Quân một mực đối bản sự của mình là rất tự hào, rất tự ngạo. Trầm Mặc Nùng lời này quá đả kích hắn. Trầm Mặc Nùng không khỏi nhịn không được cười lên, nói ra, tốt tốt tốt, tính toán ta nói sai. Ngươi tuổi tác dù sao ở chỗ này, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi là nhân tài kiệt xuất. Nếu như không phải chính ngươi không có chính hình, có lẽ đã sớm là kim đan cao thủ. Câu nói này La Quân minh bạch ý tứ, hắn tìm không thấy chính mình võ đạo, cho nên vẫn dừng lại tại hóa kính đỉnh phong bên trên. Trầm Mặc Nùng sau khi đi, La Quân liền đi trong phòng tắm tắm rửa. Hắn cảm thấy mình ngược lại buông lỏng rất nhiều, bởi vì bây giờ phía sau không có hắc thủ, như vậy hết thảy đều là tuân theo thiên đạo biến hóa, có lẽ chính mình thật có thể lần này võ đạo giải đấu lớn bên trong. Nhất cử thành công đột phá ràng buộc, đến kim đan chi cảnh. Trước đó, chính mình muốn tìm Trầm Mặc Nùng đến, đó là bởi vì địch nhân đã xuất thủ. Địch nhân bố trí xuống tử cục, nếu như chính mình không phản kháng, vậy coi như là muốn chết. Dù sao, thiên đạo là mờ ảo như vậy, nó dù sao không phải một cái chân thực người tồn tại. Cái này một giấc, La Quân ngủ rất là thơm ngọt. Hắn mãi mãi cũng có thể ngủ rất thơm ngọt, không có lo lắng. Đây là bởi vì hắn cho tới bây giờ đều là cúi đầu không thẹn cho người, nội tâm cương chính. Ngày thứ hai, tiếp tục tranh tài. La Quân một đoàn người tụ hợp Trần Hoa Sinh tiến về võ đạo kim kiếm giải đấu lớn đấu trường. 12 giờ trưa, ai vào chỗ nấy. Sân vận động bên trong, sở hữu người xem đều đã ngồi xuống, dưới đài một mảnh đen kịt,
Trên đài huyễn bạch tia sáng laser đèn đem lôi đài chiếu sáng phá lệ lóa mắt. Màn hình lớn tiếp tục bắt đầu rực rỡ cuồng loạn lóe lên. Tất cả mọi người ngưng thần quan sát màn hình lớn. La Quân cũng ngưng thần nhìn lấy, hắn lúc này cũng có như vậy vẻ kích động, bởi vì hắn biết hậu trường không có hắc thủ, hắn muốn yên tĩnh trải nghiệm thiên đạo ảo diệu an bài. Lúc này, màn hình dừng lại thành Tiêu Bắc Thần Diệp Chuẩn. Diệp Chuẩn là người thế nào? Hắn nhưng cũng là Phật Sơn bên này cao thủ, tại thanh niên trong đồng lứa, có Phật Sơn thanh niên đệ nhất cao thủ xưng hào. Hắn nay tuổi 32 tuổi. Giờ phút này, áo trắng như tuyết Tiêu Bắc Thần hướng đi lôi đài. Diệp Chuẩn cũng hướng đi lôi đài. Diệp Chuẩn ăn mặc màu đỏ quần áo thể thao, phá lệ bắt mắt. Lúc đầu, Diệp Chuẩn cũng coi là cái tiêu chuẩn Mỹ nam tử. Bất quá theo Tiêu Bắc Thần so ra còn kém xa, Tiêu Bắc Thần đẹp là loại kia manga bên trong, không chân thực thêm Mỹ. Hắn vừa đứng trên đài, liền xem như nam nhân cũng nhịn không được vì hắn đau lòng. Giờ phút này, Tiêu Bắc Thần ánh mắt nhàn nhạt rũ xuống. Tựa hồ Diệp Thần chết, một chút cũng không có ảnh hưởng đến hắn tâm tình. Hắn vẫn luôn rất lợi hại yên tĩnh. Liền cũng tại lúc này, Lục Lạc gõ vang. Trong chớp nhoáng này, Diệp Chuẩn lập tức liền xuất thủ. Hắn tựa hồ cũng cảm nhận được đến từ Tiêu Bắc Thần áp lực. Cái kia một cái chớp mắt, Diệp Chuẩn cả người như trọng cung bắn ra, trong không khí xé rách ra sóng lửa tới. Diệp Chuẩn vừa sải bước tiến Tiêu Bắc Thần tuyến giữa, đột nhiên nhất trưởng bổ về phía Tiêu Bắc Thần mặt. Một trưởng này chính là chính tông lực phách hoa sơn. Diệp Chuẩn luyện là bát quái trưởng, trong lòng bàn tay chứa mãnh liệt loa toàn kính lực. Tiêu Bắc Thần trong mắt tinh quang bùng lên đi ra, cái này một cái chớp mắt, cái này yếu đuối người trẻ tuổi bỗng nhiên giống như là biến một người. Hắn trở nên phong mang tất lộ. Đối mặt Diệp Chuẩn một trưởng này, Tiêu Bắc Thần mắt cũng không bế, đột nhiên hai tay khoanh một ô, chính là bá vương cử đỉnh, trực tiếp đem Diệp Chuẩn thủ đoạn hướng lên trên mặt nghiên cứu qua. Đồng thời, dưới chân hắn cũng động. Tối chân nhất động, đầu gối đỉnh hướng Diệp Chuẩn hạ âm chỗ. Diệp Chuẩn bị kinh ngạc, ngắn ngủi giao phong bên trong, hắn bị Tiêu Bắc Thần ôm cây đợi thỏ phản công giết trở tay không kịp. Cao thủ tranh chấp, tranh cũng là thượng hạ phong. Diệp Chuẩn bất đắc dĩ lui lại một bước, lúc này Tiêu Bắc Thần lập tức chiếm thượng phong. Tại Diệp Chuẩn lui ra phía sau đồng thời, Tiêu Bắc Thần cấp tốc tiến lên trước một bước, lại là chiếm cứ Diệp Chuẩn tuyến giữa. Tiêu Bắc Thần đột nhiên nhất quyền đâm thẳng Diệp Chuẩn trái tim. Diệp Chuẩn hai mắt tinh quang hiện lên, hắn cũng dùng Tiêu Bắc Thần trước đó chiêu số. Cấp tốc, Diệp Chuẩn song quyền giao nhau một ô, như thế liền thành hộ tâm nện, bảo vệ trái tim. Liền cũng tại lúc này, Tiêu Bắc Thần quyền đầu nhoáng một cái, đột nhiên cải biến quỹ tích, lại là hướng phía Diệp Chuẩn vị trí hiểm yếu đâm vào. Tình thế đột nhiên thay đổi. Nguyên lai, Tiêu Bắc Thần một quyền này bên trong bao hàm bát cực thương biến hóa. Quyền đầu giống như mũi thương, chợt cao chợt thấp chạy giết. Diệp Chuẩn hãi nhiên, lại lần nữa lui lại. Phanh một tiếng. Lúc này, Tiêu Bắc Thần tối chân thi triển ra hạt tử chân, trực tiếp ôm lấy Diệp Chuẩn chân. Diệp Chuẩn vừa lui liền bị Tiêu Bắc Thần ôm lấy, cả người hắn trọng tâm bất ổn, hướng xuống ngã xuống. Tiêu Bắc Thần trong mắt hàn quang lóe lên, bỗng nhiên phanh nhất quyền đập nện hướng Diệp Chuẩn cổ. Răng rắc, mưa máu bay tán loạn. Diệp Chuẩn đầu người bay thẳng ra ngoài. Một màn này, huyết tinh dọa người tới cực điểm. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi còn có Lâm Thiến Thiến toàn bộ sắc mặt trắng bệch. Hiện trường người xem bên trong, có thật nhiều người đã không nhịn được nôn mửa ra. Sân vận động bên trong một mảnh khó ngửi mùi vị khác thường bốc lên mà ra. Trên lôi đài, Tiêu Bắc Thần y nguyên sắc mặt lạnh nhạt, vẫn là như vậy ôn nhu. Sau đó, hắn xuống đài, thản nhiên hướng vị trí của mình đi đến. Tựa hồ tại thời khắc này, sở hữu người mới ý thức được cái này Tiêu Bắc Thần phong mang. Hắn tàn nhẫn so cái kia Diệp Thần cũng không ít, hắn là tại báo thù, trả thù. Chương 121, Thích Vĩnh Quân vs Trần Hoa Sinh. Bởi vì Tiêu Bắc Thần ngược sát Diệp Chuẩn sự kiện, trận đấu không thể không tạm thời gián đoạn. Sở hữu người xem rời sân, sân vận động bên trong nhanh chóng tiến hành khôi phục. Sau một tiếng, tiếp tục tranh tài bắt đầu. Tổ ủy hội cũng không bởi vậy hạ đạt bất luận cái gì cấm lệnh, bởi vì cái này võ đạo kim kiếm giải đấu lớn vốn là tàn khốc, huyết tinh. Không có cái này chuẩn bị tâm lý cũng không cần đến, cũng không xứng tham gia trận này võ đạo giải đấu lớn. Trên màn hình tiếp tục bắt đầu lóe lên. Sau cùng dừng lại thành Hoắc Minh Viễn Lôi Mạnh. Hoắc Minh Viễn là con trai của Hoắc Thiên Túng, cái kia Lôi Mạnh là luyện thiết sa trường. Trận đấu này chung quy chung củ,
Hoắc Minh Viễn tại sau ba chiêu đem Lôi Cường Kích đánh ra lôi đài. Hoắc Minh Viễn công phu vẫn là rất lợi hại vững chắc. Về sau lại tiến hành hai trận, đều có thắng bại, nhưng cũng không bằng trước đó huyết tinh. Tương phản, những cao thủ này đánh nhau, ngược lại còn rất lợi hại đặc sắc. Giống như Tiêu Bắc Thần, là quần bọn họ đọ sức bên trong, phần lớn là một tầng sát phạt khí thế. Bọn họ chiêu thức thường thường bí hiểm mà mau lẹ, trong nháy mắt thì định sinh tử. Trận thứ 5, màn hình lớn lần nữa rực rỡ cuồng loạn lóe lên. Sau đó dừng lại thành Tiêu Bắc Thần Nhạc Lan Đình. Sở hữu người xem trái tim đều bị nâng lên. Đối với Nhạc Lan Đình thực lực, mọi người đều biết. Nhạc Lan Đình quyết đấu Tiêu Bắc Thần, đó là chân chính long tranh hổ đấu. Bao quát La Quân, Trần Hoa Sinh, Mộc Tĩnh đều đối trận chiến đấu này tràn ngập đinh giá. Lôi đài trên trận, tuổi trẻ Nhạc Lan Đình cùng Tiêu Bắc Thần yên tĩnh đứng vững. Hai người đều bảo trì một loại yên tĩnh thư thái, tựa như trận chiến đấu này không có quan hệ gì với bọn họ. Có thể nói, hai người kia trạng thái đều là tại tốt nhất trạng thái dưới. Lục Lạc vào lúc này gõ vang. Một sát na này, Nhạc Lan Đình cùng Tiêu Bắc Thần đều động. Thiểm điện lôi đình bên trong, hai người thân hình mơ hồ cùng một chỗ. Tốc độ bọn họ nhanh đến phổ thông người xem khó mà thấy rõ ràng. Cái kia một cái chớp mắt, Nhạc Lan Đình cả người bộc phát ra khổng tước vương quyền vương người khí thế, tựa như là đế hoàng cầm trong tay xoài ấn, thống lĩnh thiên quân vạn mã xông tới giết. Nhạc Lan Đình đưa tay, hai chân như móng ngựa lao nhanh, trong tay như có ngàn cân thiết chùy. Xuất thủ, Nhạc Lan Đình cũng là một chiêu đóng đô giang sơn. Quyền ý ngập trời, quyền đầu như mãnh liệt long xuất hải, trực tiếp lao nhanh hướng Tiêu Bắc Thần vị trí hiểm yếu. Nhạc Lan Đình cái này vừa ra tay, cả người đúng như một vị khổng tước đế vương, khí thế của hắn quá kinh khủng. Khó trách nói, hắn cùng kim đan chi cảnh chỉ có một tầng hơi mỏng màng. Có lẽ, một trận chiến này là hắn có thể siêu thoát. Tiêu Bắc Thần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đối phương quyền ý chém giết tới, hắn da thịt kích thích nổi da gà. Tiêu Bắc Thần trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình một sai, đột nhiên thì rời khỏi 3 mét xa. Hắn cái này vừa lui ra, như li miêu, nhẹ nhàng mau lẹ. Nhạc Lan Đình lập tức liền xông tới giết, chỗ của hắn chịu cho Tiêu Bắc Thần thở dốc cơ hội. Chỉ là Nhạc Lan Đình một xông tới giết, Tiêu Bắc Thần người lại xông lên. Lui, chỉ là vì tiến lên mà xúc thế. Tiêu Bắc Thần như trọng cung bắn ra, trong mắt của hắn sát ý tuôn ra, bỗng nhiên trực tiếp thi triển ra một chiêu biển túi quyền oanh sát hướng Nhạc Lan Đình ngực bụng. Một quyền này giống như hải quái thú đột nhiên thoát ra, hung mãnh tới cực điểm. Nhạc Lan Đình lại là sắc mặt không thay đổi chút nào, đối mặt biển túi quyền, hắn bạo giống một tiếng, song âm chấn động ra một đạo bạch sắc khí quyển. Trên tay hắn không chậm chút nào, quyền đầu nắm chặt, như nắm chặt cột chống trời, trực tiếp ép xuống. Biển túi quyền bị Nhạc Lan Đình khổng tước vương quyền đập trúng, thân thể hai người đều là mãnh liệt chấn động. Sau đó, hai người khí huyết lao nhanh, nhưng cùng lúc, hai người lập tức liền thi triển ra hung mãnh cầm nã thủ xé rách hướng đối phương. Phanh phanh phanh, hai người trong nháy mắt riêng phần mình thi triển ra ba chiêu đại cầm nã thủ, chỉ gặp hai người thủ thế biến hóa, như mây long phun ra nuốt vào, nhanh chóng bí hiểm. Nhưng là, ai cũng không làm sao được đến ai. Ba chiêu cầm nã thủ hoàn tất, hai người khí huyết khôi phục bình thường. Lúc này Nhạc Lan Đình càng thêm hung mãnh, đột nhiên một chân hướng mặt đất mạnh mẽ đập mạnh, mặt đất kia lập tức rạn nứt, vô số đá vụn bay loạn. Tiếp theo, Nhạc Lan Đình thân thể như con quay nhất chuyển, đột nhiên nhất quyền từ bên hông thoát ra. Giống như hung long đột nhiên từ trong động giết ra, trực tiếp chạy giết Tiêu Bắc Thần ngực bụng. Một chiêu này thực là khổng tước vương quyền bên trong khổng tước vẫy đuôi. Tiêu Bắc Thần không dám khinh thường, lui lại một bước, hai chân trầm ổn, thi triển ra một chiêu vô niệm hoàng quyền đối đập tới. Phanh phanh, hai người lại lần nữa đụng nhau, khí huyết toàn bộ tuôn ra. Nhạc Lan Đình không lùi mà tiến tới, bỗng nhiên song quyền đều xuất hiện. Khổng tước vẫy đuôi về sau, dĩ nhiên chính là khổng tước khai bình. Trong nháy mắt, Nhạc Lan Đình song quyền như lôi đình loạn tiễn, trong chốc lát cũng là thập quyền oanh sát. Đầy trời quyền ảnh. Tiêu Bắc Thần khí dồn đan điền, hắn cũng tiếp lấy nhanh chóng đối ném ra thập quyền. Thập quyền đều là vô niệm hoàng quyền. Nhưng là hắn quyền so Nhạc Lan Đình chậm một cái chớp mắt, thập quyền về sau, Tiêu Bắc Thần khí huyết tuôn ra. Nhạc Lan Đình lại là dựa vào khổng tước vương quyền pháp môn ổn định lại khí huyết. Cũng là tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Bắc Thần hai mắt xuất hiện ngắn ngủi choáng váng.
Nhạc Lan Đình lập tức bắt được, hắn bất thường hét lên một tiếng. Cái này rít lên một tiếng lập tức như ma âm, vọt thẳng nhập Tiêu Bắc Thần màng nhĩ bên trong. Tiêu Bắc Thần màng nhĩ đau nhức, hắn vốn là choáng váng một cái chớp mắt, tại cái này một cái chớp mắt, trong đầu tâm ma bất ngờ bộc phát. Liền cũng tại lúc này, Nhạc Lan Đình một chiêu khổng tước vương quyền trực tiếp đập nện tại Tiêu Bắc Thần trái tim bên trên. Phanh một tiếng, Tiêu Bắc Thần cả người bay ra ngoài, sau cùng ngã trên mặt đất, vừa trơn ra 3 mét xa. Hắn nghẹo đầu, máu tươi tràn ra tới, tại chỗ tử vong. Tiêu Bắc Thần cùng Diệp Thần hai vị Nhật Bản thiếu niên cao thủ, bọn họ vốn là muốn tại Hoa Hạ đến ma luyện chính mình quyền ý, để bạt chính mình cảnh giới. Nhưng là bọn họ quá coi thường Hoa Hạ cao thủ, cho nên cuối cùng toàn bộ hồn đoạn lôi đài. Nhạc Lan Đình chiến thắng. Người xem gieo hò, tiếng vỗ tay lôi minh. Tiểu Vũ Thánh danh tiếng lần nữa kéo lên. Màn hình lớn bắt đầu tiếp tục rực rỡ cuồng loạn lóe lên. Lần này lại là dừng lại tại Thích Vĩnh Quân Trần Hoa Sinh. Một màn này nhảy ra lúc, là quần hãi nhiên thất sắc. Sắc mặt hắn trắng bệch nhìn về phía bên người Trần Hoa Sinh. La Quân quá rõ cái này Thích Vĩnh Quân thực lực. Trần Hoa Sinh đứng lên, La Quân lập tức giữ chặt Trần Hoa Sinh, nói, Hoa Sinh đại ca, người không phải đối thủ của hắn. Thích Vĩnh Quân là Lao Sơn nội gia quán chữ lót vĩnh tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn tới tham gia trận này võ đạo kim kiếm giải đấu lớn chính là vì giết ta. Người lập tức bỏ quyền. Trần Hoa Sinh hơi sững sờ, hắn nhìn nhiều La Quân liếc một chút, tựa hồ minh bạch một số. Bất quá hắn vẫn là tránh ra La Quân tay, nói ra, chẳng cần biết hắn là ai, vì cái gì mục đích mà đến. Nhưng ở cái này trên lôi đài, ta cùng hắn thì muốn công bằng mà chiến. La Quân hạ giọng, nói, cái này cũng không công bình, hắn đã kim đan cao thủ. Ngươi căn bản không có phần thắng. Về sau, Hoa Sinh đại ca ngươi còn có là cơ hội, cần gì phải xính sảng khoái nhất thời. Trần Hoa Sinh mỉm cười, nói ra, La Quân huynh đệ, mỗi người đều có tự mình lựa chọn. Ta là một võ giả, ta là Trần gia câu người, gia gia của ta không có dạy qua ta tỷ chiến, bỏ quyền. Hắn sau khi nói xong, không tiếp tục để ý La Quân, dứt khoát hướng trên lôi đài đi đến. La Quân ngây người. Hắn biết, đây là một trận không có bất ngờ đọ sức. Hắn không đành lòng nhìn thấy Trần Hoa Sinh chết, Trần Hoa Sinh là bạn hắn A. Lâm Thiến Thiến cùng Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi tâm cũng nắm chặt đứng lên. Cái lôi đài này, quá tàn khốc. Mục Tĩnh đối La Quân trầm giọng nói ra, La Quân, người tốt nhất nhìn một trận. Trần Hoa Sinh nếu như hy sinh, ta không hy vọng hắn là hy sinh vô ích. Người nếu như có thể trong trận chiến đấu này lĩnh ngộ được kim đan ảo diệu, vậy hắn hy sinh mới có giá trị. La Quân trong mắt nhất thời nhiệt lệ cuồn cuộn, hắn hiểu được, Trần Hoa Sinh sở dĩ khăng khăng muốn chiến. Cũng có muốn để cho mình nhìn xem Thích Vĩnh Quân chiêu số ý đồ. Mọi người cùng một chỗ ở chung thời gian không dài, nhưng hữu nghị cũng đã vô cùng kiên cố. Trên lôi đài, Thích Vĩnh Quân cùng Trần Hoa Sinh đứng đối mặt nhau. Thích Vĩnh Quân khoảng 40 tuổi, bất quá hắn nhìn rất trẻ trung. Hắn ăn mặc màu trắng tăng y, dưới chân là nabu dày, sạch bóng đầu. Hắn dáng người cường tráng, điều này đại biểu lấy hắn tức giận máu vô cùng tràn đầy. Cái này Thích Vĩnh Quân đã có loại thiên địa hỗn nguyên khí tức, vô cùng cường đại. La Quân cảm thấy mình ánh sáng là chống lại Thích Vĩnh Quân liền sẽ có loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Bất quá Trần Hoa Sinh lại rất bình tĩnh, hắn là tu luyện thái cực quyền. Trong lòng một mảnh tường hòa, đương nhiên sẽ không e ngại bất luận cái gì bên ngoài đồ, vật. Thái cực chính là nhu, cái gì lớn nhất nhu, nước lớn nhất nhu. Cái gì hung hăng, nước hung hăng. Thủy vô thường thái, có thể vì sinh mệnh chi nguyên, nhưng vì hồng thủy mãnh thú, có thể xính ngập trời chi nộ, có thể phổ độ thiên hạ. Trên lôi đài, lục lạc đã vang. Nhưng Thích Vĩnh Quân cùng Trần Hoa Sinh cũng không có trực tiếp động thủ. Thích Vĩnh Quân nhìn Trần Hoa Sinh liếc một chút, thản nhiên nói, ngươi không phải bần tăng đối thủ, bỏ quyền đi. Trần Hoa Sinh sắc mặt ôn hòa, nói, nhưng ta vẫn là muốn cùng tiền bối đấu một trận. Thích Vĩnh Quân nói, bần tăng nếu là xuất thủ, ngươi liền muốn chết. Bần tăng khuyên ngươi nhanh chóng quay đầu là bờ. Trần Hoa Sinh mỉm cười, nói, võ giả chết trên lôi đài, đó là bị chết chỗ. Thích Vĩnh Quân nói, đã như vậy, cái kia bần tăng liền muốn đưa thí chủ bên trên Tây Thiên Cực Nhạc. Hắn sau khi nói xong, trong mắt hung quang đột nhiên hiện lên. Thích Vĩnh Quân cũng sẽ không chính tông hòa thượng, nói hắn là sát tăng tuyệt không quá đáng. Hắn không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay nhất định sẽ giết người. Mà lại,
hắn lần này là gánh vác Lao Sơn nội gia quán vinh dự. Cho nên, hắn muốn bày ra chính mình thực lực, lôi đình ở giữa đánh chết Trần Hoa Sinh. Như thế mới có thể vãn hồi Lao Sơn nội gia quán tôn nghiêm. Thích Vĩnh Quân bóng người lóe lên, sở hữu người xem chỉ cảm thấy hoa mắt. Tiếp lấy liền cảm giác được một loại khí lưu phun trào. Giờ này khắc này, không ai có thể hình dung được đi ra Thích Vĩnh Quân một quyền này uy lực lớn bao nhiêu, thân thể của hắn lắc lư ở giữa, liền khí lưu đều tựa hồ ngưng tụ, không có ra một điểm phong thanh đến, nhưng là không có gió tin tức chảy. Đối mặt Thích Vĩnh Quân một quyền này, Trần Hoa Sinh toàn thân y phục giống như bị đại phong nổi lên, mãnh liệt sau này tung bay. Thẳng đến người thị giác trông thấy Trần Hoa Sinh y phục mãnh liệt tung bay về sau, người xem trong lỗ tai, mới chuyển đến gấp rút tới cực điểm địa thổi còi, còn có luân phiên không bạo, cùng trong sân không khí chấn động địa kịch liệt gợn sóng. Người người nhìn thấy cỗ này gợn sóng, đều có một loại cảm giác, giống như là chính mình không khí chung quanh biến thành nước. Nếu không phải nước, nơi nào đến mãnh liệt như vậy gợn sóng đâu. Nhưng là cái kia gợn sóng hình gợn sóng, chỉ là một cái thoáng mà qua. Xa xa không có hiện tại thị giác bên trên cảm giác mãnh liệt như vậy địa trùng kích. La Quân cùng Mộc Tính đều là trong lòng đập mạnh, bọn họ cảm thấy Thích Vĩnh Quân một quyền này phảng phất là đối với mình đánh tới. La Quân càng là hãi nhiên, hắn thầm nghĩ, nếu như là ta, đối mặt một quyền này nên làm cái gì? Hắn cảm giác đến mình vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Giữa sân, Trần Hoa Sinh ánh mắt không có một tia chấn động. Một không tránh, hai cũng không né tránh. Chỉ gặp hắn đột nhiên chân trước khẽ trống, chỉ di động nửa bước, nhất quyền theo eo, nhất quyền phấn khởi, như cự phủ khai sơn, thẳng bổ xuống. Vốn là chí nhu, lại nhất quyền đánh ra chí cương cực hạn. Một chiêu này, quá đơn giản. Phanh. Chương 122, La Quân vs Nhạc Lan Đình. Sở hữu người xem liền chỉ nhìn thấy Trần Hoa Sinh bị đẩy lùi ra ngoài. Nhưng là, Trần Hoa Sinh vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại đứng đấy. Thích Vĩnh Quân cái này hung mãnh nhất quyền, giống như là đánh vào bóng cao su bên trên. Đây chính là Trần Hoa Sinh luyện thái cực chi huyền diệu. Trần Hoa Sinh cái này vừa lui, liền đem Thích Vĩnh Quân tất cả lực lượng tan mất. La Quân nhìn hô hấp gấp gáp, hắn tuy nhiên cũng sẽ thái cực, nhưng lại xa xa không có Trần Hoa Sinh lợi hại như vậy. Vừa rồi hắn cái kia một tay mất ý chí, bắn bay thật sự là quá tinh diệu. Sở hữu võ thuật gia nhóm nhìn lấy Trần Hoa Sinh chiêu này. Toàn bộ đều là sợ hãi thán phục tán thưởng. Thích Vĩnh Quân sắc mặt lại không dễ nhìn, hắn nguyên bản định một chiêu đánh chết Trần Hoa Sinh đến lập uy. Ai biết lại thành tựu Trần Hoa Sinh. Thích Vĩnh Quân cũng không nhiều lời, dưới chân hắn nhất động, hai chân như cầy, mặt đất bụi đất tung bay. Cả người hắn thì như hình người cao đến hung mãnh oanh sát hướng Trần Hoa Sinh. Hắn đại thế cũng là một cái mãnh liệt chữ, mãnh liệt làm người ta kinh ngạc run sợ. Trần Hoa Sinh đợi Thích Vĩnh Quân trùng sát mà khi đến, hắn y nguyên chấn định vô cùng, đột nhiên thì một cái linh dương móc sừng, xảo diệu từ Thích Vĩnh Quân quyền phong chỗ xuyên toa quá khứ. Cùng lúc đó, hắn cấp tốc quay người, đột nhiên một chiêu hoàng cầu đi tiểu đá hướng Thích Vĩnh Quân hạ âm. Thích Vĩnh Quân tại một tích tắc này, thân thể cưỡng ép dừng lại. Hắn lực lượng đã đột phá quán tính cùng một số thói quen động tác, coi như đang kịch liệt vận động bên trong, trực tiếp muốn ngừng thì ngừng. Cái này giống một cỗ cao tính năng xe đua phanh lại tính năng. Thích Vĩnh Quân thân hình dừng lại, đồng thời bỗng nhiên quay người, đối Trần Hoa Sinh cũng đá ra một chân. Hắn một cước này thì như khối thép, phanh một tiếng, Trần Hoa Sinh đá chúng sau lại cảm thấy toàn bộ chân đều đang run rẩy, quả nhiên là đau đớn khó nhịn a. Mà lại, Thích Vĩnh Quân lại trực tiếp nhanh chóng xuất thủ, lại là một chiêu dạ ma xiên đột nhiên. Bàn tay hắn như móng vuốt lớn một dạng, tàn nhẫn xiên hướng Trần Hoa Sinh cổ. Thích Vĩnh Quân tốc độ nhanh như điện thiểm, Trần Hoa Sinh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đối phương đã tập sát mà đến. Còn tốt hắn một mực luyện tập thái cực, tâm tính phi thường tốt. Cho nên lúc này cũng không hoảng loạn, ngược lại hơi hơi lui lại một bước, sau đó cũng là tầm ti bí tay thi triển đi ra. Trần Hoa Sinh cũng là thiên tài chân chính, hắn đem La Quân linh dương móc sừng, mục tính tầm ti bí tay đã luyện đến xuất thần nhập hóa. Trần Hoa Sinh ngón tay từ Thích Vĩnh Quân ngón tay khe hở trượt chuồn đi. Sau đó chính là móc câu tay phản sát. Thích Vĩnh Quân sắc mặt phát lạnh, ngón tay bỗng nhiên một băng. Trần Hoa Sinh móng ngón tay lập tức như câu tại hàn thiết phía trên. Băng sụp đổ. Hắn móng tay thế mà toàn bộ bị băng bay ra ngoài. Trần Hoa Sinh hơi hơi thất sắc, hắn cấp tốc lui lại. Thích Vĩnh Quân lạnh hừ một tiếng, nói, trốn được sao? Hắn hung mãnh nhào lên,
tận lực bồi tiếp hắn hung mãnh đại nhật luân phiên đánh quyền ấn. Quyền đầu cùng hai mắt phối hợp, hai mắt phát xạ như nhật quang cường quang, quyền đầu bên trong bao hàm mạnh đại uy lực. Đây chính là đại nhật luân phiên đánh quyền ấn. Oanh! Giống như đạn pháo đánh tới. Thích Vĩnh Quân tốc độ quá nhanh, Trần Hoa Sinh căn bản là đến không kịp né tránh. Ầm! Trần Hoa Sinh xảo diệu nhất quyền nghênh đón, hắn thân thể lại bị đẩy lùi ra một mét có hơn. Nhưng là Thích Vĩnh Quân đại nhật luân phiên đánh quyền ấn lại bị hắn hóa giải. Thích Vĩnh Quân trong mắt hàn ý càng nặng, hắn lạnh hừ một tiếng, nói, coi như ngươi là bóng cao su, hôm nay bần tăng cũng phải đưa ngươi cho bạo. Hắn nói xong lại là nhất quyền đánh giết tới. Ầm! Trần Hoa Sinh lại lần nữa bị đẩy lùi, lần này lại là hướng bên trái đánh bay ra ngoài. Tiếp theo, Thích Vĩnh Quân thiểm điện đánh giết ra 20 quyền. Chỉ gặp giữa sân, phanh 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 thanh âm liên miên bất tuyệt. Thích Vĩnh Quân thật sự giống như là tại đập nện bóng cao su. Lúc này Trần Hoa Sinh, dưới chân hắn chỉnh viên, trên tay chỉnh viên, khí tức chỉnh viên, thân pháp chỉnh viên. Toàn thân cao thấp, không một chỗ không tròn, không một chỗ không nhu. Sở hữu ở đây võ thuật gia nhóm đều nhìn ngốc. Bọn họ không khỏi cảm thán, quả nhiên là nhìn cả một đời thái cực quyền, hiện tại mới hiểu được thái cực quyền hàm nghĩa chân chính. La Quân càng là đến chỗ ích không nhỏ. Thích Vĩnh Quân liên tiếp 20 quyền về sau, y nguyên vô pháp đem Trần Hoa Sinh hòa hợp đánh tan. Nhưng là hắn tức giận máu cũng đã bốc lên đến không thể ức chế cấp độ. Hắn lông mày bên trên, gương mặt bên trên chảy ra đỏ thẫm huyết châu tới. Đây là khí huyết sôi trào quá lợi hại, sau đó từ trong lỗ chân lông tràn ra tới. Đại Phật kim thân sâu kim thế, Thích Vĩnh Quân rốt cục chịu phục Trần Hoa Sinh thái cực quyền, quyết định không hề ngạnh bính. Hắn một chiêu đại Phật kim thân sâu kim thế thi triển đi ra, chính là muốn lấy kim châm phá khí bóng. Trần Hoa Sinh trong mắt càng thêm ngưng trọng, lúc này hắn cũng nhất định phải cải biến chiêu thức. Đợi Thích Vĩnh Quân sâu kim thế vừa đến, hắn liền lập tức lấy cầm nã thủ qua bắt giết Thích Vĩnh Quân thủ đoạn. Thích Vĩnh Quân cười lạnh một tiếng, lập tức liền là phản cầm nã thủ. Hắn phản cầm nã thủ như ác long phản công, trong nháy mắt thì cắn Trần Hoa Sinh tay. Trần Hoa Sinh âm thầm kinh hãi, trong nguy cấp lấy tầm ti bí tay thủ pháp một chen đè ép, hoạt lưu chạy đi. Nhưng là đây là, Thích Vĩnh Quân tiến lên trước một bước, lại là một chiêu đại Phật kim thân sâu kim thế đâm tới. Trần Hoa Sinh khí dồn đan điền, xoải bước một bước, tận lực bồi tiếp hung mãnh bàn lan chủy, nện giết tới. Thích Vĩnh Quân lạnh hừ một tiếng, nói, không biết tự lượng sức mình. Hắn lấy một chiêu đại nhật luân phiên đánh quyền ấn đánh giết tới. Phanh một tiếng. Trần Hoa Sinh lại lần nữa bị đẩy lùi ra ngoài, lại là cái kia thái cực viên dung chi pháp. Đây quả thực là lại một cái luân hồi, Thích Vĩnh Quân thế mà lâu cầm Trần Hoa Sinh không xuống, cái này để trong lòng hắn nóng nảy vô cùng. Lao Sơn nội ra quán chữ lót vĩnh tuyệt đỉnh cao thủ, đánh mãi không xong một cái tiểu hậu sinh. Cái này truyền đi, Lao Sơn nội gia quán danh dự liền muốn lung lay sắp đổ. Hiện tại Lao Sơn nội gia quán vốn là bởi vì La Quân mà thanh danh giảm lớn. Thích Vĩnh Quân bước ra một bước, nhất trưởng cứng rắn bổ. Trần Hoa Sinh thân thể bị bắn ra qua. Thích Vĩnh Quân song quyền liền oanh. Phanh 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 phanh. Lần này, Thích Vĩnh Quân động chân hỏa. Nhưng gặp giữa sân, Thích Vĩnh Quân lại như đuổi theo một trái bóng ra mãnh liệt đả kích. Cái này là một bộ kinh tâm động phách tràng diện, mỗi từng tiếng vang đều dắt động nhân tâm. Không biết qua bao lâu, trên trận bỗng nhiên an tĩnh lại. Thích Vĩnh Quân đình chỉ đập nện, hắn cùng Trần Hoa Sinh cách một mét khoảng cách, hai người đứng đối mặt nhau. Lúc này, Trần Hoa Sinh diện mục biểu lộ nhìn ôn hòa mà an tường. Một màn này, người xem đều nhìn không rõ ràng cho lắm. Nhưng là La Quân trong mắt đã lệ nóng doanh tròng, hắn có nói không nên lời kích động cùng bi thương. Kích động Trần Hoa Sinh rực rỡ nở rộ, bi thương là Trần Hoa Sinh nở rộ qua đi, chạy tới nhân sinh điểm cuối. Trên trận, Trần Hoa Sinh nhìn lấy Thích Vĩnh Quân, hắn bỗng nhiên mở miệng, nói ra, đáng tiếc, ta đã kiệt lực. Không phải vậy, ta không bị thua. Hắn nói xong liền dòng giã quần áo, sau đó chậm rãi ngồi xếp bằng. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, nghẹo đầu, chết đi như thế. Trần Hoa Sinh chết, kiệt lực mà chết. Thích Vĩnh Quân dùng hết biện pháp gì không có giết Trần Hoa Sinh, sau cùng lại là vận dụng hắn kim đan cao thủ quyền lực, đang giận máu thượng tướng Trần Hoa Sinh bức tử. Một trận chiến này, Trần Hoa Sinh tuy bại nhưng vinh. Liền xem như Thích Vĩnh Quân giờ phút này, cũng không khỏi không bội phục cái này Trần Hoa Sinh là cái nhân vật.
Ban giám khảo trên đài, yên lặng quan sát Trần lão gia tử, cũng chính là Trần Hoa Sinh gia gia, giờ khắc này đồng dạng nhiệt lệ cuồn cuộn. Trần Hoa Sinh thi thể rất nhanh bị khiêng xuống qua. Võ giả tôn nghiêm, võ giả vinh diệu, toàn bộ cũng sẽ ở lôi đài trên trận phát huy vô cùng tinh tế bày ra. La Quân nhìn lấy Trần Hoa Sinh chết đi, hắn đột nhiên đối với võ giả hai chữ này có càng sâu nhận biết cùng lý giải. Võ. Võ là võ giả khí cùng máu, là người tinh khí thần. Chánh thức võ giả là cương trực không thiên vị, là nội tâm ngửa đầu không thẹn với thiên, là không e ngại quỷ thần. Là biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn được. Là đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết. Là chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Đó là một đầu bất hối đường. Màn hình lớn tiếp tục rực rỡ cuồng loạn lóe lên. Sau cùng, dừng lại thành nhạc Lan Đình La Quân. Cái này một cái chớp mắt, Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi, Lâm Thiến Thiến đều ngây người. Mục Tĩnh cũng là khuôn mặt có chút động. La Quân trong lồng ngực nhiệt huyết trong nháy mắt sôi trào lên, hắn cảm thấy đây là một loại số mệnh triệu hoán. Nhưng là Lâm Thiến Thiến tam nữ lại không nghĩ như vậy. Lâm Thiến Thiến một phát bắt được La Quân, Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh cũng đều nhìn về La Quân. Các nàng trong mắt có cầu khẩn. Nhạc Lan Đình lợi hại các nàng đều là trông thấy. Mà lại, các nàng càng trông thấy trận đấu này tàn khốc. Quách Thiếu Vũ cùng Trần Hoa Sinh hai cái sống sờ sờ người cũng đã không tại. Các nàng sợ hãi La Quân cũng sẽ chết tại trận kia bên trên. Buông tay đi, La Quân đối Lâm Thiến Thiến mỉm cười, hắn nụ cười tại thời khắc này là như thế ấm áp, đẹp mắt. Tựa như là dương quang thiếu niên. Đơn giản là hắn dĩ nhiên minh bạch võ giả hai chữ, hắn vì hắn là võ giả mà kiêu ngạo. Võ giả, sẽ không trốn tránh khiêu chiến. Trần Hoa Sinh có chiến kim đan cao thủ dũng khí, hắn La Quân chẳng lẽ không có chiến nhạc Lan Đình dũng khí. Lâm Thiến Thiến cảm nhận được La Quân kiên quyết, nàng biết, nàng cho tới bây giờ đều khuyên không La Quân. Phải nói La Quân muốn làm sự tình, bất kỳ người nào đều khuyên không. Lên sân khấu trước đó, La Quân đưa điện thoại di động thả tại chỗ ngồi bên trên. Sau đó, hắn chậm rãi hướng đi lôi đài. Lôi đài trên trận, lóa mắt tia led ánh đèn chiếu sáng. La Quân hôm nay mặc là quần áo luyện công màu đen, hắn tướng mạo không tính rất đẹp trai, nhưng lại có loại thanh tú cảm giác. Bình thường La Quân còn có chút du côn vô lại chất. Nhưng là hôm nay, hắn tại cái này lôi đài trên trận là như thế ngay ngắn, nghiêm nghị. Lôi đài là một cái gặp sinh tử địa phương, cũng là một cái cần kính sợ cùng tôn trọng địa phương. Nhạc Lan Đình làm theo lộ ra càng thêm tuổi trẻ, càng thêm kinh tài tuyệt diễm. Thấy thế nào, Nhạc Lan Đình đều là bên trong nhân vật chính. Hắn có hoàn mỹ khuôn mặt, có siêu cao thân thủ, có tuyệt đỉnh trí tuệ cùng thiên phú. La Quân bất quá là hắn thành công trên đường một khỏa bàn đạp. La Quân vốn nên cũng coi là ưu tú, chỉ là một theo Nhạc Lan Đình đứng chung một chỗ, hắn thì lập tức có vẻ hơi bình thường. Nhạc Lan Đình nhìn chăm chú La Quân, ánh mắt của hắn bên trong xuất hiện một tia trêu tức thành phần, người đại khái nghĩ không ra, chúng ta thực biết ở trên đây chạm mặt a. La Quân mỉm cười, nói ra, đụng phải liền là đụng phải, làm gì suy nghĩ nhiều. Nhạc Lan Đình trong mắt thoáng hiện một tia sát ý, nói ra, ta từng theo ngươi nhắc nhở qua, làm người cần có lưu chỗ trống. Chỉ tiếc, hôm nay ngươi đã không có bất luận cái gì chỗ trống. Bởi vì hôm nay, ta nhất định sẽ giết ngươi. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, câu nói này cũng là ta tặng cho ngươi. Ngươi cũng không có cho ngươi chính mình có lưu chỗ trống. Ngươi không phải Phật, cho nên ngươi cũng không có tư cách đến chỉ trích người khác. Miệng lưỡi bén nhọn, Nhạc Lan Đình nói. Liền cũng tại lúc này, Lục Lạc rốt cục gõ vang. Trên đài quyết chiến cũng chính thức bắt đầu. Dưới đài, Lâm Thiến Thiến tam nữ giám sát chặt chẽ mở đầu không được. Hết lần này tới lần khác tại lúc này, La Quân điện thoại di động bỗng nhiên vang, lại là Đinh Hàm đánh tới. Chương 123, một ngụm huyết tiễn. Đường Thanh cầm lấy La Quân điện thoại di động mắt nhìn, phía trên biểu hiện là Hàm tỷ. Lúc này nàng nơi đó có tâm tư để ý Đinh Hàm A, ngay sau đó liền chuẩn bị cắt đứt. Lâm Thiến Thiến ở một bên cũng nhìn thấy điện báo biểu hiện là Đinh Hàm, nàng lập tức khí thì không đánh một chỗ tới. Đối Đường Thanh nói, ta tới đón. Đường Thanh nao nao, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đưa điện thoại di động cho Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến kết nối điện thoại di động, nàng còn chưa lên tiếng, bên kia liền truyền đến Đinh Hàm lãnh đạm thanh âm, nơi này còn có ngươi một ít gì đó, làm phiền ngươi nhanh lên dọn đi. Trong lời nói chỉ bên trong lạnh lùng.
Lâm Thiến Thiến mắt nhìn trên đài La Quân còn tại sinh tử hiểm ác bên trong đọ sức, nhưng tất cả những thứ này đều là bởi vì Đinh Hàm nữ nhân này. Có thể nữ nhân này lại là không biết tốt xấu như thế. Nàng cười lạnh một tiếng, nói, Đinh Hàm, người thì tính là cái gì? Người có tư cách gì dùng dạng này ngữ khi nói chuyện với La Quân? Bên kia Đinh Hàm không khỏi ngây người, nàng vạn vạn không nghĩ đến nghe lại là Lâm Thiến Thiến. Nàng không khỏi càng thêm tức giận, một là tức giận La Quân thế mà để Lâm Thiến Thiến nghe. Hai là Lâm Thiến Thiến lời nói quá hại người. Đinh Hàm hít sâu một hơi, nói, Lâm Tiểu Thư, đây là ta cùng La Quân ở giữa sự tình. Làm phiền ngươi để La Quân nghe, chẳng lẽ hắn một đại nam nhân, liền điện lời cũng không dám tiếp à? Lâm Thiến Thiến nhìn một chút trên đài, nàng cắn răng nói, Đinh Hàm, ngươi là ta gặp qua lớn nhất một tên khốn kiếp nữ nhân. La Quân vì ngươi làm nhiều như vậy, hắn thật sự là không đáng. Ngươi cho rằng, Tiểu Tuyết bệnh là vô duyên vô cớ tốt. Đó là bởi vì La Quân ký một bản giấy sinh tử, người khác mới chịu giúp ngươi cứu chữa Tiểu Tuyết. Đêm hôm đó, hắn không phải đi nơi khác, mà là bởi vì đối phương ước La Quân vì Tiểu Tuyết, biết rõ lần này đến hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn vẫn là tới. Nhưng hắn đổi lấy qua ngươi một câu cảm tạ sao? Hỗn đản! Sau khi nói xong, Lâm Thiến Thiến thì tắt điện thoại. Bên kia Đinh Hàm lại là sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại rung mạnh. Nàng trong lúc nhất thời có chút mộng. Không nói đến Đinh Hàm, trên đài, La Quân cùng Nhạc Lan Đình giao thủ đã càng phát ra hung hiểm. Nhạc Lan Đình khổng tước vương khí thế thẳng tiến không lùi. La Quân liên tục mấy lần tấn công mạnh, đều bị Nhạc Lan Đình hóa giải. Ngược lại Nhạc Lan Đình chiêu pháp càng thêm hung mãnh. Lúc này, Nhạc Lan Đình đột nhiên một bước vào La Quân tuyến giữa, tận lực bồi tiếp khổng tước vương quyền hướng La Quân trái tim mãnh liệt đả kích mà đến, nhanh như điện thiểm. La Quân đứng tại chỗ, lại là không lùi. Hắn đối mặt Nhạc Lan Đình khổng tước vương quyền, chính là ngực bụng khẽ hấp, tiếp lấy một chiêu hộ tâm nện bảo vệ trái tim. Đợi cái kia khổng tước vương quyền va chạm lên, La Quân ngực bụng đột nhiên một cỗ lực lượng khổng lồ chấn động tới khổng tước vương quyền. Phanh phanh, La Quân đột nhiên lui lại một bước, Nhạc Lan Đình khổng tước vương quyền chi lực cũng bị hóa giải. Bất quá Nhạc Lan Đình cũng không thèm để ý, hắn tại La Quân rời khỏi một bước về sau, lập tức liền là một chiêu khổng tước vẫy đuôi. Quyền quét thiên quân, hung mãnh dị thường. Khổng tước vẫy đuôi về sau, lại là khổng tước khai bình. Nhạc Lan Đình quyền pháp như hùng hồn trường giang chi thủy, liên miên bất tuyệt, khiến người ta khó lòng phòng bị. Trước đó, Tiêu Bắc Thần cũng là như thế thua ở Nhạc Lan Đình trên tay. Bây giờ Nhạc Lan Đình lại đối La Quân thi triển ra cái này các loại chiêu số. La Quân trong mắt bỗng nhiên trở nên rất là tường hòa, chỉ gặp hắn một tay theo eo, một tay xuất quyền. Phanh một tiếng, La Quân đón đỡ Nhạc Lan Đình khổng tước vẫy đuôi về sau, cả người bỗng nhiên đánh bay ra ngoài. Đây chính là thái cực viên dung cảnh giới. Cũng là Trần Hoa Sinh đối mặt Thích Vĩnh Quân lúc chỗ thi triển chiêu số. La Quân chỉ là quan sát Trần Hoa Sinh chiến đấu, liền hoàn toàn nắm giữ thái cực tinh túy. Nhạc Lan Đình trong mắt hàn quang lóe lên, hắn xông lên phía trước, lập tức liền là một chiêu sâu kim thế phá La Quân thái cực viên dung cảnh giới. La Quân biến chiêu càng nhanh, thân thể như rắn xoay quanh, đột nhiên lại nhất quyền đâm nghiêng thanh thiên, từ dưới hướng Nhạc Lan Đình ngực bụng đánh giết mà đi. La Quân đấu pháp hay thay đổi, và lại Nhạc Lan Đình cũng không phải Thích Vĩnh Quân, hắn không có Thích Vĩnh Quân cường đại như vậy lực lượng. Nhạc Lan Đình cũng coi là cảm nhận được La Quân đấu pháp xảo trá, hắn lập tức quyền pháp nhất chuyển, lại lấy khổng tước vương quyền đối nện La Quân đâm nghiêng thanh thiên. La Quân lại không theo Nhạc Lan Đình liều mạng, ngược lại là lấy linh dương móc sừng, đột nhiên từ Nhạc Lan Đình dưới hông xuyên qua. Nhạc Lan Đình lập tức hai chân một sai, liền muốn đem La Quân kẹp lấy. La Quân hét lớn một tiếng lên, lập tức thi triển ra bá vương cử đỉnh chiêu số. Hắn đột nhiên như rồng thăng thiên, liền muốn đem Nhạc Lan Đình đỉnh bay ra ngoài. Một khi Nhạc Lan Đình thật bị đỉnh bay ra ngoài, Nhạc Lan Đình người trên không trung, vô pháp gắng sức, đó là chết chắc. Nhưng Nhạc Lan Đình cũng là Nhạc Lan Đình, hắn tại La Quân một đỉnh đồng thời cũng cảm giác được không ổn. Hắn tại cái này một cái chớp mắt, cả người như linh xà, đột nhiên thì dùng hung hăng cuốn lấy La Quân eo. Nhạc Lan Đình cuốn lấy La Quân, liền muốn sử xuất cá sấu kéo đuôi chiêu số, đem La Quân eo nội tạng chấn vỡ. La Quân cũng là biến sắc, không nghĩ tới Nhạc Lan Đình biến chiêu cũng là như thế linh biến xảo trá. Dưới đài võ thuật gia nhóm nhìn lấy chàng tỷ đấu này, cũng không khỏi cảm thán hai người này đấu pháp sự khủng bố.
Bọn họ chiêu số tất cả đều là lâm thời khởi ý, tuyệt địa phản kích. Đây mới thực sự là thiên tài vũ giả. Tiểu vũ thánh Nhạc Lan Đình là nổi danh bên ngoài, mà La Quân cũng dần dần bị giới võ thuật người chính thức. Người trẻ tuổi này thiên phú cũng thật không đơn giản a. Nhạc Lan Đình vừa mới dùng sức, La Quân lập tức cong người xuống, tiếp lấy hướng mặt đất lăn một vòng. Sau khi rơi xuống đất, Nhạc Lan Đình chính là tối chân đá ra qua. Quả nhiên là đao quang kiếm ảnh, bí hiểm biến hóa, vô cùng vô tận. La Quân cũng là một chiêu hoàng cầu đi tiểu đá ra. Hai người chiêu thức lẫn nhau hóa giải, sau đó, hai người đồng thời đơn trưởng theo, nhanh chóng vọt lên tới. Đứng lên trong nháy mắt, Nhạc Lan Đình trước La Quân một bước ra chiêu. Khổng tước vương quyền. La Quân lập tức lấy cổn lôi quyền ấn kết nối, phanh một tiếng, La Quân lại lần nữa bị đẩy lùi ra ngoài. Nhạc Lan Đình bước nhanh mà lên, lấy ưng chảo thủ chụp vào La Quân mặt. Hắn chảo phong tàn nhẫn, như năm đạo lợi kiếm. La Quân khí dồn đan điền, trực tiếp cũng là tầm ti bí tay. Hắn móc câu nhanh tay nhanh bắt bóp hướng Nhạc Lan Đình mở u bàn tay. Nhạc Lan Đình bị kinh ngạc, thủ đoạn bỗng nhiên co rụt lại, như linh xà về tổ, rốt cục né tránh La Quân công kích. La Quân tiến lên trước một bước, long chảo thủ đánh giết tới. Nhạc Lan Đình lại lấy đại cầm nã thủ kết nối. Hai người càng đánh càng hung, càng đánh càng mạnh. Bên trong mạo hiểm bí hiểm, càng là không cần nhiều lời. Hai người quyết đấu, chỉ cần một chút mất tập trung, ngay lập tức sẽ máu phun ra năm bước. Đây là lớn nhất lực lượng ngang nhau chiến đấu. Đến thời khắc này, Nhạc Lan Đình cũng không thể không nhìn thẳng vào La Quân, cũng không thể không thừa nhận cái này La Quân là tuyệt đối kình địch. Phanh phanh, hai người lại đối nhất quyền, sau đó đều thối lui ra một mét có hơn. Lúc này, hai người đều không nóng nảy động thủ. Nhạc Lan Đình nhắm mắt lại, hắn thế mà bắt đầu minh tưởng. Hắn tại cùng La Quân chàng tỷ đấu này bên trong rốt cục minh ngộ ra một ít gì đó. Vật này là liên quan tới kim đan ảo diệu. Nhạc Lan Đình điều động trên thân khí huyết, người khác đứng thẳng bất động, trên thân khí huyết lại như sơn hà lao nhanh. Trên người hắn khí chất bắt đầu ở biến hóa, biến thuần khiết, ôn hòa. Giống như kim đan một dạng ôn nhuận, hòa hợp. Không hề nghi ngờ, Nhạc Lan Đình đang theo lấy kim đan bắt đầu rảo bước tiến lên. Hắn đang thời khắc mấu chốt nhất. Lúc này, là La Quân tiến công tốt nhất thời khắc. Bất quá, La Quân cũng không có động. Người khác đắc đạo cũng là không dễ. Nếu như La Quân lúc này động thủ, ngược lại là lộ ra La Quân khí lượng không đủ. Đương nhiên, tại lôi đài trên trận, đàm khí lượng vốn là trò cười. Đây là một trận người chết ta sống chiến đấu. Liền cũng tại lúc này, Nhạc Lan Đình bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt của hắn tuôn ra dị dạng thần quang. Hắn con ngươi như ánh sáng mặt trời đồng dạng lóa mắt. Đáng tiếc, người bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, Nhạc Lan Đình lạnh lùng nhìn về phía La Quân, hắn giọng nói lộ ra lãnh khốc. Tại thời khắc này, Nhạc Lan Đình đã trở thành chính thức kim đan cao thủ. Hắn nhìn về phía La Quân, nói, lúc đầu, vừa rồi ngươi có trong nháy mắt cơ hội có thể giết ta, thế nhưng là ngươi lại bỏ lỡ. Như vậy hiện tại, chờ đợi ngươi, chỉ có tử vong. Giờ khắc này, La Quân hơi hơi hoảng hốt, sắc mặt hắn cổ quái nói, ngươi thật sự cho rằng là ta bỏ lỡ. Nhạc Lan Đình lại không để ý tới cái này một gốc dạ, hắn đối La Quân là hận cực, hắn không muốn đi truy đến cùng. Hắn chỉ là muốn giết La Quân. Giữa sân võ thuật gia nhóm thực đều hiểu vừa rồi tình huống, La Quân nhất niệm chi nhân, tạo nên Nhạc Lan Đình. Nhưng bây giờ Nhạc Lan Đình lại muốn giết La Quân. Lúc đầu nha, La Quân cũng cảm thấy mình theo Nhạc Lan Đình là có chút khóe miệng, nhưng cũng không có thâm cừu đại hận. Nhạc Lan Đình tới tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn, cũng là nghĩ lĩnh ngộ kim đan chi cảnh. Có thể nói, Nhạc Lan Đình mục đích đã đạt tới. La Quân là không muốn bị mất Nhạc Lan Đình như thế một cái giới võ thuật hạt giống tốt. Cản người tài lộ, ngăn trở người đắc đạo, vậy cũng là tàn nhẫn. La Quân liền cũng không có động thủ. Khi đó, La Quân động thủ, giới võ thuật người cũng đều sẽ cho rằng La Quân khí lượng không đủ. Nhưng bây giờ, Nhạc Lan Đình muốn giết La Quân. La Quân sau khi chết, có lẽ có người cũng sẽ cho rằng Nhạc Lan Đình rất lợi hại bị ổi, nhưng chung quy là La Quân chết. Nhạc Lan Đình về sau có thể dùng hắn bản sự cùng danh tiếng đem cái này bị ổi sự tình san bằng. Cố sự này nói cho La Quân, nên hung ác thời điểm nhất định muốn hung ác. Ngươi lưu tình, ngươi liền chết. Nhạc Lan Đình tiến lên trước một bước, thân hình hắn biến vĩ ngạn, quyền lực càng càng mênh mông hung mãnh. Nhất quyền đánh ra, có loại thiên địa thất sắc vị đạo.
Cái kia khí lưu cuồn cuộn nghiền ép lên đến, để La Quân cảm thấy hô hấp khó chịu. Quả nhiên, kim đan cao thủ cùng hóa kính đỉnh phong mặc dù lại chính là một lớp màng, nhưng thực đã là ngày đêm khác biệt. Đây là tiên cùng phàm khu đừng. Lâm Thiến Thiến, Tống Nghiên Nhi, Đường Thanh Tam nữ tâm đã nhắc đến cổ họng bên trên. Mục Tĩnh cũng hơi hơi khẩn trương lên, nàng biết La Quân tình huống rất là không ổn. Nhạc Lan Đình lúc đầu đấu pháp thì không kém La Quân, dưới mắt Nhạc Lan Đình càng là đến kim đan chi cảnh. Ngay tại Nhạc Lan Đình khổng tước vương quyền đánh tới hướng La Quân ngực bụng thời khắc, La Quân đột nhiên hóp bụng. Cái này một cái chớp mắt, Nhạc Lan Đình là cố tình muốn nhất quyền kết La Quân. Một quyền này uy lực không gì sánh kịp. Mà La Quân ngực bụng thu đến cực hạn, hắn phổi mãnh liệt lôi kéo ra một ngụm trầm tích huyết dịch tại trong miệng. Phốc phốc, La Quân bỗng nhiên phun ra một ngụm huyết tiễn, cái này miệng huyết tiễn trực tiếp bắn tại Nhạc Lan Đình trên ánh mắt. Cùng lúc đó, La Quân hai tay khoanh thành hộ tâm nện. Liền xem như thế, hắn cũng không chịu nổi Nhạc Lan Đình quyền lực, cả người bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, trượt ra 3 mét xa. Mà Nhạc Lan Đình đâu? Nhạc Lan Đình vừa mới trở thành kim đan cao thủ, hắn khí huyết chi lực còn không có vải cương hoàn thành. Nói cách khác, kim đan cao thủ vốn nên đi vào cảnh giới này, còn cần đem toàn thân khí huyết luyện thành cương khí hộ thể. Nhưng Nhạc Lan Đình còn không có vải cương thành công, mà ánh mắt hắn lại yếu kém nhất. La Quân đem thân thể chỗ có khí huyết vận dụng tại cái này một ngụm huyết tiễn bên trên, huyết tiễn trực tiếp đâm xuyên Nhạc Lan Đình trong mắt. Chương 124, La Quân thụ thương. Nhạc Lan Đình con mắt tại huyết tiễn đâm tới một cái chớp mắt, hắn là nhắm mắt lại. Nhưng là huyết tiễn quá mức hung mãnh, y nguyên đem hắn tròng mắt đâm xuyên. Nhạc Lan Đình nếu như không gấp gáp như vậy giết La Quân, chờ hắn đem kim đan lĩnh ngộ hoàn tất, phải cương thành công. Như vậy La Quân đạo này huyết tiễn khẳng định không cách nào thương tổn đến hắn tròng mắt. Nhạc Lan Đình toàn thân khí huyết đang cường liệt nhất trạng thái, hắn cái này tròng mắt bị huyết tiễn đâm nát, chỗ có khí huyết đều tùy theo vỡ tan. A, Nhạc Lan Đình một tiếng hét thảm, cả người hắn thần hồn run rẩy, liên tục sau lùi lại mấy bước, sau cùng hung hăng ngã ngồi dưới đất. Hắn trong mắt bên trong hiện ra lỗ máu, máu tươi chảy ròng. Lúc này hắn nơi đó còn có cái kia phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, ngược lại là chật vật không chịu nổi. Nhạc Lan Đình che con ngươi, cả người hắn thân thể khí huyết tán loạn, tùy thời đều có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Hắn nghiêng người xuống lôi đài, nhanh chóng từ phía sau đài lao ra. Về phần La Quân cũng là thụ thương không nhẹ. Hắn thân thể khí huyết lăn lộn, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị Nhạc Lan Đình nhất quyền chấn thương. Đồng thời, hắn phổi bời vì lôi kéo đạo này huyết tiễn, cũng nhận thương tổn nghiêm trọng. Hắn dưới mắt chỉ cảm thấy trước mắt sao vàng loạn vũ, liền đứng lên đều khó khăn. Nhưng là bất kể như thế nào, Nhạc Lan Đình một mình chạy ra lôi đài, liền đã coi như là La Quân chiến thắng. Lúc này, Mục Tĩnh các nàng cũng lập tức đến lôi đài trên trận qua đem La Quân đỡ xuống tới. Hôm nay võ đạo kim kiếm giải đấu lớn hơn nửa hiệp cũng chỉ tới kết thúc. Lâm Thiến Thiến cùng Tống Nghiên Nhi vịn La Quân, Mục Tĩnh cùng Đường Thanh Thủ ở một bên, một đoàn người cấp tốc tham gia thi đấu trận, càng thêm giải xe Mercedes. Vẫn là Từ Thanh lái xe. Trên xe, La Quân nhắm mắt ngưng thần. Đường Thanh cả đám lo lắng cùng cực, nhưng cũng không dám quấy rầy La Quân. Lâm Thiến Thiến hướng Mục Tĩnh hỏi, muốn hay không tiễn hắn đi bệnh viện. Mục Tĩnh trầm giọng nói ra, hắn hiện tại ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương, dựa vào bệnh viện kỹ thuật, chỉ ít cần phải tĩnh dưỡng 3 tháng, hơn nữa còn muốn lưu lại bệnh căn. Nàng đón đến, còn nói thêm, bất quá các ngươi không cần quá lo lắng, La Quân chính hắn có chữa trị năng lực, hắn hội điều động khí huyết đến trị liệu ngũ tạng lục phủ. Bất quá thời gian này cũng cần chừng 10 ngày, như vậy tiếp đó. Hắn khẳng định thì vô pháp tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn. Đường Thanh lập tức nói ra, không tham gia vừa vặn. Lâm Thiến Thiến cùng Tống Nghiên Nhi cũng là cảm thấy như vậy. Mục Tĩnh hơi hơi nhíu mày, nói ra, các ngươi đều biết, La Quân là ký cái kia phần hợp đồng. Nếu như hắn hiện tại không tham gia, liền coi như là chủ động rời khỏi. Đây là trái với hợp đồng, Lao Sơn nội gia quán làm nhiều chuyện như vậy, chính là muốn theo La Quân trên lôi đài giải quyết ân oán. Nếu như La Quân rời khỏi, Lao Sơn nội gia quán đằng sau khẳng định còn có rất nhiều thủ đoạn. Lâm Thiến Thiến phẫn hận nói ra, vậy bây giờ La Quân đã dạng này, khẳng định không thể tiếp tục đánh xuống. Nếu như hắn tiếp tục, cái kia chính là đi chịu chết. Lao Sơn nội gia quán nếu như còn dám không buông tha, không thể nói được,
cô nãi nãi ta thì vận dụng tất cả lực lượng cùng bọn hắn cùng chết đến. Nàng đối La Quân quan tâm là không thể nghi ngờ. Loại quan tâm này không liên quan đến ái tình, mà chính là nàng cùng La Quân tình nghĩa. Mục Tĩnh khe khẽ thở dài, nói ra, không phải đơn giản như vậy, Thiến Thiến, ta biết ngươi quan hệ rất lợi hại. Nhưng là Lao Sơn nội gia quán tích xúc cũng không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Riêng là Lao Sơn nội gia quán trưởng môn, Lâm Văn Long. Người này đã là như thần tiên một dạng người vật, nếu như hắn thật muốn hạ quyết tâm giết một người, không ai có thể trốn được. Dưới mắt, nếu như La Quân thật rời khỏi trận đấu, như vậy chỉ có thể nói là bị thương nặng trở ra. Như vậy lúc này, Lao Sơn nội gia quán người sẽ trực tiếp phái người ám sát La Quân, đến lúc đó đối ngoại tuyên bố thì là La Quân bởi vì theo Nhạc Lan Đình luận võ, bị thương nặng mà chết. Nàng đón đến, còn nói thêm, trái lại, nếu như La Quân tiếp tục tham gia võ đạo giải đấu lớn, tại võ đạo giải đấu lớn bên trên chiến thắng, Lao Sơn nội gia quán bởi vì đáp ứng ra ra ngươi, ngược lại sẽ không tiện hạ thủ. Lâm Thiến Thiến nôn nóng nói, có thể La Quân hiện ở loại tình huống này, sao có thể tham gia trận đấu. Mục Tĩnh mi đầu nhíu lên, nói ra, cho nên dưới mắt, thực là rất lớn một nan đề. Biện pháp duy nhất, nói đến đây, nàng ngừng một lát. Lâm Thiến Thiến tam nữ nhãn tình sáng lên, lập tức nói, biện pháp gì? Mục Tĩnh nói ra, dưới mắt, Lao Sơn nội gia quán cũng đã đang giám thị chúng ta nhất cử nhất động. Muốn đem La Quân đưa đến Yến Kinh, Thiến Thiến ra ra ngươi nơi đó là rất không có khả năng. Lao Sơn nội gia quán sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Ngược lại là có thể dựa vào vị kia trầm mặc nùng tiểu thư, các nàng cơ cấu thần bí, có lẽ có biện pháp đến giúp La Quân. Không ai từng nghĩ tới, bởi vì La Quân thụ thương, ngược lại để sự tình càng thêm khó bể phân biệt đứng lên. La Quân tình cảnh trong nháy mắt thì nguy hiểm vạn phần. Sự tình cũng là hoàn toàn vượt quá Lao Sơn nội gia quán đoán trước. Nhưng là, Lao Sơn nội gia quán nhọc lòng, không có khả năng để La Quân sống sót. Thích Vĩnh Quân dạng này người đều sớm xuất hiện tại võ đạo kim kiếm giải đấu lớn bên trên, sở hữu giới võ thuật người đều có thể đoán được Lao Sơn nội gia quán lần này mục đích là cái gì. Cũng có thể liên tưởng đến cuộc so tài này sẽ có hay không có Lao Sơn nội gia quán cái này hậu trường hắc thủ tham dự. Bất kể như thế nào, Lao Sơn nội gia quán huy động nhân lực, nhiều lần xuất thủ cũng không thể giết La Quân. Lúc đó để Lao Sơn nội gia quán trở thành trò cười. Giới võ thuật người cũng mặc kệ cái gì chính trị nhân tố chờ một chút, bọn họ chỉ biết là Lao Sơn nội gia quán là võ giả chi tôn. Cái đoàn thể này là kinh khủng tồn tại, nhưng Lao Sơn nội gia quán nếu như đối một cái La Quân đều giải quyết không, mọi người liền muốn cải biến ấn tượng. Mọi người sẽ cảm thấy, những cái kia truyền ngôn có phải hay không nói không thực. Lúc này, Lâm Thiến Thiến lập tức nói, ta lập tức liên hệ Trầm Mặc Nùng. Điện thoại rất nhanh liền thông. Lâm Thiến Thiến lập tức nói ra, Trầm tiểu thư, vừa rồi trận đấu ngươi nhìn sao? Trầm Mặc Nùng thanh âm y nguyên trấn tĩnh, nói, ta nhìn thấy. Lâm Thiến Thiến có chút không quen Trầm Mặc Nùng lãnh đạm, nhưng nàng cũng không rảnh so đo, nói, La Quân bị thương rất nặng, đã không có cách nào tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn. Nhưng là ngươi cũng biết, Lao Sơn nội gia quán sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Chỉ cần La Quân tuyên bố rời khỏi trận đấu, bọn họ liền sẽ thừa cơ đến ám sát La Quân. La Quân muốn rời khỏi, tất cả mọi người hội suy đoán hắn là bị thương nặng không được. Nếu như hắn như vậy chết, mọi người cũng sẽ cảm thấy hắn thương trọng mà chết, đây là thuận lý thành chương sự tình. Đương nhiên, người sáng suốt đều sẽ biết, La Quân là đắc tội Lao Sơn nội gia quán người mà chết. Nhưng La Quân đều chết, cũng sẽ không có người đưa cho hắn lấy lại công đạo. Tất cả mọi người sẽ biết, Lao Sơn nội gia quán thiên uy không chịu mạo phạm. Đương nhiên, nếu như là trên lôi đài, từ Lao Sơn nội gia quán người giết La Quân, đó là tốt nhất kết cục. Chỉ có thể nói, La Quân bị thương nặng bỏ thi đấu, Lao Sơn nội gia quán thừa cơ ám sát là thời cơ tốt nhất. Có thể cho Yến Kinh Lâm lão gia tử cũng không thể nào trách tội. Đây là một cái rất vi diệu cục diện. Ngươi muốn ta làm thế nào? Trầm Mặc Nùng nghe vậy hỏi. Lâm Thiến Thiến nói, ta muốn cho ngươi đem La Quân lặng lẽ đưa đến một chỗ an toàn qua. Trầm Mặc Nùng nói, thật có lỗi, ta không thể làm như thế. Lâm Thiến Thiến bị kinh ngạc, nói, vì cái gì? Trầm Mặc Nùng nói, vô luận là La Quân nhân tình, vẫn là ngươi nhân tình, ta đều đã còn. Lần này trợ giúp La Quân đến phân thượng này, là ta cực hạn. Dù sao, quốc an lục sử là quốc gia bộ môn, không phải người nào đó tư khí. Lâm Thiến Thiến cảm thấy thật không thể tin, nói, Trầm tiểu thư,
vô luận là ta vẫn là La Quân, đều muốn ngươi coi làm bằng hữu. Ngươi sao có thể thấy chết không cứu? Trầm Mặc Nùng nói, thật có lỗi. Nói xong liền cúp điện thoại. Lâm Thiến Thiến ngây người, sau đó, nàng cảm thấy một trận không khỏi phẫn nộ. Nàng không nghĩ tới Trầm Mặc Nùng là tuyệt tình như vậy. Làm sao? Mục Tĩnh hỏi. Có phải hay không Trầm tiểu thư không chịu hỗ trợ? Tống Nghiên Nhi nhẹ giọng hỏi. Lâm Thiến Thiến cắn răng một cái, nói, ta trực tiếp thông qua bằng hữu liên hệ Phật Sơn võ cảnh bộ đội, để võ cảnh bộ đội xuất động đến bảo hộ La Quân. Lại để cho gia gia của ta phái quân cơ tới đón La Quân, ta cũng không tin Lao Sơn nội gia quán còn có thể một tay che trời, chỗ nào cũng có. Không được, ngay vào lúc này, La Quân bỗng nhiên mở to mắt. Ngươi cảm giác thế nào? Lâm Thiến Thiến chúng nữ gặp La Quân nói chuyện, lập tức lo lắng hỏi. La Quân hít sâu một hơi, hắn cảm giác được ngũ tạng lục phủ đau đớn không thôi. Bất quá hắn liếc nhìn chúng nữ liếc một chút, trông thấy mọi người quan tâm, hắn vẫn là trong lòng ủ ấm, ngay sau đó nói ra, không có gì đáng ngại. Thật, Lâm Thiến Thiến chúng nữ nhất thời đại hỉ. Mục Tĩnh lại là minh bạch La Quân tình huống, nhưng nàng không có vạch trần La Quân. La Quân nói với Lâm Thiến Thiến, nếu như ngươi thật liên hệ võ cảnh bộ đội còn không có tới, Lao Sơn nội gia quán liền sẽ xuất thủ trước. Lâm Thiến Thiến sắc mặt nhất thời trắng bệch, nói, vậy ngươi nói nên làm cái gì? La Quân trầm giọng nói ra, các ngươi đi hướng ta theo giải đấu lớn tổ ủy hội mời nửa ngày nghỉ, buổi tối hôm nay giải đấu lớn ta không tham gia. Ngày mai ta sẽ tiếp tục tham gia võ đạo giải đấu lớn. Ngươi tình huống này, ngày mai làm sao tham gia? Lâm Thiến Thiến lo vội la lên. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi cũng là lo lắng. La Quân mỉm cười, nói, yên tâm đi, Sơn Nhân tự có diệu kế. Hắn lộ ra như vậy chắc chắn, đã tính trước, giống như hắn lúc trước bị Dương Lăng hãm hại lúc một dạng, cuối cùng vẫn là bị hắn mây trôi nước chảy hóa giải nguy cơ. La Quân vốn chính là một cái đa mưu túc trí người. Cho nên giờ phút này hắn nói như vậy, Lâm Thiến Thiến tam nữ thật có chút tin tưởng. Tóm lại không có trước đó như vậy lo lắng. Mục Tĩnh liền cũng nói, đêm nay ta cũng xin phép nghỉ. Ta đi mua chút dược vật đến vì ngươi liệu thương. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Hắn cùng Mục Tĩnh ở giữa, tự nhiên là không cần phải nói đa tạ. Sau đó, La Quân một đoàn người trở lại Giang Nam Minh Châu đại khách sạn bên trong. La Quân đang phòng xếp bên trong tiếp tục tính tu. Đồng thời, Mục Tĩnh theo Hoắc Thiên Túng câu thông, biểu đạt muốn cùng La Quân cùng một chỗ xin phép nghỉ ý nghĩ. Tổ ủy hội bên kia cũng giải tình huống này, cho nên phê chuẩn hai người xin phép nghỉ. Lao Sơn nội gia quán bên kia, Thích Vĩnh Hổ tự nhiên cũng là trước tiên biết La Quân mời tin tức giả. Lúc đầu, lần này kế hoạch đại loạn, hắn thì rất là nổi nóng. Hai ngày này, hắn một mực đang mật thiết chú ý. Trước đó La Quân cùng Nhạc Lan Đình luận võ thụ thương, hắn thì dự cảm đến sự tình càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo. Giống như Mục Tĩnh sở liệu một dạng, nếu như La Quân một khi bỏ thi đấu, hắn chỉ có ám sát La Quân cái này duy nhất một con đường. Không phải vậy Thích Vĩnh Hổ về sau liền không có giết La Quân cơ hội. Bởi vì Lâm lão gia tử mặt mũi còn ở nơi nào. Ám sát La Quân, đây là Thích Vĩnh Hổ không nguyện ý nhất đi một con đường. Hiện tại La Quân chỉ là xin phép nghỉ nửa ngày, hắn không khỏi thở phào một hơi. Chương 125, Đinh Hàm đến. Thích Vĩnh Hổ tuy nhiên buông lỏng một hơi, nhưng cũng không có phớt lờ. Hắn vẫn là sắp xếp người thời khắc giám thị lấy La Quân động tĩnh, tránh cho La Quân trong đêm đào tẩu. Đồng thời, Thích Vĩnh Hổ tiếp vào sư huynh Lâm Văn Long điện thoại. Lúc này, Thích Vĩnh Hổ cũng là tại Giang Nam Minh Châu đại khách sạn phòng tổng thống bên trong. Hắn điện thoại di động lắp đặt phòng nghe trộm trang bị, cho nên cũng không sợ bị Trầm Mặc Nùng đám người kia nghe trộm. Bên ngoài ánh sáng mặt trời vẫn là rất lợi hại rực rỡ, Thích Vĩnh Hổ đứng tại cửa sổ sát đất trước. Nhìn phía dưới đường phố bên trên ngựa xe như nước, cái kia là một bộ chúng sinh tướng. Điện thoại bên kia truyền đến Lâm Văn Long nhạt lạnh giọng âm, nói, chuyện tiến hành thế nào? Thích Vĩnh Hổ cung kính nói ra, sư huynh, phát sinh một chút ngoài ý muốn. Bất quá hết thảy đều tại trong kế hoạch. Lâm Văn Long trầm giọng nói ra, các người hệ thống bị hacker áp chế, đây cũng là một chút xíu ngoài ý muốn. La Quân theo một cái tên là Nhạc Lan Đình người giao đấu bị thương nặng cũng coi như nhỏ ngoài ý muốn. Thích Vĩnh Hổ không nghĩ tới sư huynh đã đem hết thảy hiểu rõ, hắn trên trán nhất thời chảy ra một chút mồ hôi lạnh, nói, sư huynh, ngày mai La Quân sẽ tiếp tục tham gia trận đấu. Lâm Văn Long nói ra, tham gia lại như thế nào?
Các ngươi muốn theo một cái tàn tật người giao đấu, còn đem hắn giết. Thích Vĩnh Hổ ngơ ngẩn, hắn nói không ra lời. Lâm Văn Long trầm ngâm sau một lúc lâu, theo rồi nói ra, có một việc, người khả năng không có chú ý tới. Thích Vĩnh Hổ hơi hơi ngẩn ngơ, nói, sư huynh chỉ là. Lâm Văn Long nói ra, người đã hai lần ra tay với La Quân, hai lần không có giết hắn. Hiện tại là ngươi cơ hội lần thứ ba, nếu như ngày mai, La Quân còn có thể sống sót, như vậy ngươi cũng không cần lại nghĩ đến đi giết hắn. Mà lại, ngươi còn muốn đi theo hắn nói xin lỗi. Vì cái gì? Thích Vĩnh Hổ khó hiểu nói. Lâm Văn Long nói ra, mọi thứ có thể một có thể hai không thể ba, ngươi ba lần giết không hắn, đại biểu ngươi vận khí đã dùng hết. Lại cùng hắn là địch xuống dưới, chết sẽ chỉ là ngươi, đây là mệnh số. Thích Vĩnh Hổ thân thể chấn động. Lâm Văn Long còn nói thêm, còn có chuyện ngươi trước đừng bảo là đi ra. Ngày mai nếu như La Quân thương tổn y nguyên không tốt, chỉ cần là chúng ta lao sơn nội ra quán người tại lôi đài trên trận theo La Quân đối chiến, thứ nhất, cần phải không nên lưu tình, giết La Quân. Thứ hai, mặc kệ là Dương Lăng giết, vẫn là Vĩnh Quân giết. Ngươi đều phải làm ra một cái tư thái, đem bọn hắn trục xuất lao sơn nội ra quán, làm trừng phạt. Đương nhiên, ngày sau có thể thu hồi lại cửa. Vâng, sư huynh, Thích Vĩnh Hổ lập tức nói ra. Về phần tại sao muốn trục xuất bọn họ, Thích Vĩnh Hổ hiểu. Bởi vì La Quân bị thương nặng, lao sơn nội ra quán lại như cũ hạ tử thủ, này lại để ngoại nhân khinh thường. Lúc này, Thích Vĩnh Hổ nhất định phải làm ra tư thái đến, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc. Như vậy, Thích Vĩnh Hổ giờ phút này cũng minh bạch quan trọng một điểm. Cái kia chính là minh trời đã là giết La Quân sau cùng cơ hội. Nếu như ngày mai La Quân còn có thể sống sót, như vậy về sau, chính mình liền không thể lại giết La Quân. Càng nguy hiểm hơn là, Thích Vĩnh Hổ là tâm cao khí ngạo người, hắn vốn là đối La Quân hận thấu xương. Nếu như hắn còn muốn đi theo La Quân xin lỗi, đó là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. La Quân trở lại trong phòng, Mục Tĩnh để Từ Thanh qua tiệm thuốc mua thuốc. Lâm Thiến Thiến tam nữ tại La Quân bên cạnh bồi tiếp. La Quân khoanh chân ngồi ở trên giường, hắn gặp tam nữ một mặt lo lắng, không khỏi khẽ cười khổ, nói ra, các ngươi đều ở trước mặt ta làm sao tính tu. Chính các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta không sao. Lâm Thiến Thiến nói ra, như vậy sao được, vạn nhất lao sơn nội ra quán người ra tay với ngươi. Ta muốn ở chỗ này bảo hộ ngươi. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh cũng biểu thị tuyệt không rời đi. La Quân nói ra, yên tâm đi, lao sơn nội ra quán không đến bị bất đắc dĩ, là tuyệt không muốn đi cái này chiêu. Hắn đón đến, nói, các ngươi ở chỗ này, chỉ sẽ trở ngại ta thương thế khôi phục. Cho nên, muốn ta ngày mai sống sót, các ngươi thì chính mình đi nghỉ ngơi đi. Hắn đem nói được phân thượng này, Lâm Thiến Thiến, Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi cũng chỉ đành ra ngoài. Bất quá tam nữ vẫn là giữ ở ngoài cửa, giống là La Quân bảo tiêu. Mục Tĩnh ngược lại là một mực đang trong phòng đợi, chờ Từ Thanh thuốc mua về, nàng mới lấy thuốc tới. Nàng khi đi tới, trông thấy tam nữ giữ ở ngoài cửa, không khỏi nhìn không được cười lên, nói ra, các ngươi làm cái gì vậy? Nàng đón đến, nói, yên tâm đi, La Quân phúc lớn mạng lớn, không có việc gì. Đều đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Thiến Thiến tam nữ đối Mục Tĩnh vẫn là rất lợi hại tin phục. Gặp Mục Tĩnh cũng nói như vậy, liền cũng chỉ đành ngượng ngùng trở về phòng. Mục Tĩnh mở cửa, đi vào trong phòng. Trong phòng màn cửa kéo lên, không có mở đèn, một mảnh vắng vẻ. La Quân thủy chung ngồi xếp bằng, mắt nhắm chặt. Mục Tĩnh tiến đến đem màn cửa kéo ra, nhất thời, long lanh rực rỡ ánh sáng mặt trời nghiêng chiếu vào. La Quân cũng liền mở to mắt. Mục Tĩnh quay người trở lại, nói với La Quân, đem áo mặc cởi xuống đi. Ta cho ngươi sức thuốc tử cùng phê đem cao. La Quân gật gật đầu, ngay sau đó thoát áo mặc, nằm lì ở trên giường. Mục Tĩnh đi vào bên giường ngồi xuống, nàng đem phê đem cao bôi ở La Quân phần lưng, sau đó lấy ám kình xoa bóp, đem sở hữu dược lực hoàn toàn trấn nhập La Quân ngũ tạng lục phủ. La Quân lại thông qua khí huyết vận chuyển, nhanh chóng hấp thu, chữa trị vết thương. Mục Tĩnh một bên vận kình, vừa nói, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Liền xem như ta như vậy vì ngươi liệu thương, ngươi thương muốn hoàn toàn khỏi hẳn, cũng chí ít cần 10 ngày. La Quân nhắm mắt lại, hắn cảm thấy trên thân nhiệt khí bốc hơi, rất là thư sướng, không sai. Hắn ứng một tiếng, Mục Tĩnh lời nói là sự thật, hắn vô pháp phản bác. Mục Tĩnh còn nói thêm, ta biết ngươi là tính thế nào. Ngươi muốn tại tối nay lĩnh ngộ kim đan chi cảnh đúng hay không? Chỉ có lĩnh ngộ kim đan chi cảnh,
người vải cương thành công, mới có thể trong vòng một đêm thương thế khỏi hẳn. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, vẫn là Tĩnh tỷ ngươi giải ta. Mục Tĩnh nói ra, nhưng là ngươi hơn 3 năm đều không thành công vải cương, đêm nay liền có thể được. Cái này không khỏi cũng quá mạo hiểm. La Quân trầm giọng nói ra, nhưng ta đã không có khác đường có thể đi. Kim đan cao thủ lợi hại ta xem như cảm nhận được, Nhạc Lan Đình bất quá là mới vừa gia nhập kim đan chi cảnh, hắn một quyền kia lực lượng ta đã vô pháp ngăn cản. Mà Dương Lăng, Thích Vĩnh Quân cảnh giới ngươi cũng rõ ràng. Ta thái cực phiên dung xa còn lâu mới có được Hoa Sinh đại ca như vậy lợi hại. Huống chi, Hoa Sinh đại ca cuối cùng vẫn là chết. Nói cách khác, coi như ta không bị thương, ngày mai ta cũng là muốn cùng Dương Lăng bọn họ đối đầu. Ta chỉ có tối nay đến kim đan chi cảnh, mới có thể có sống sót cơ hội. Hắn ngừng một lát, nói ra, người, không ép mình một chút, vĩnh viễn không biết mình tiềm lực lớn đến bao nhiêu. Nhạc Lan Đình tại lôi đài trên trận có thể lĩnh ngộ kim đan chi cảnh, ta vì cái gì liền không thể. Chẳng lẽ ta so với hắn đần? Mục Tĩnh hít sâu một hơi, nói ra, không chỉ là ngươi, bây giờ hệ thống bị phá hư, ngày mai ta cũng rất có thể đụng tới bọn họ. Hoa Sinh, Thiếu Vũ bọn họ đều có chiến tử dũng khí. Ta Mục Tĩnh cũng không có khả năng lui chiến, nếu như tối nay ta đến không kim đan chi cảnh, ta chỉ sợ ngày mai cũng là chữ chết. Ngươi nói không sai, chúng ta đều phải hung hăng ép mình, không thành tiên tiện thành nhân. La Quân ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời, hắn biết, tối nay là quyết định sinh tử thời khắc. Mục Tĩnh cho La Quân liệu thương hoàn tất về sau, liền đứng người lên, nói ra, ta trở về phòng, ngày mai gặp. La Quân cũng ngồi xuống, nói ra, ngày mai gặp. Ngày mai gặp, hy vọng ngày mai đều là kim đan thân phận gặp nhau đi. Đây là trong lòng hai người lời nói, bất quá là không có nói ra a. Trong phòng, La Quân ngồi xếp bằng, hắn thân trên trần trụi. Lúc này, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình bên trong nóng bỏng, đây là dược lực tại phát huy tác dụng. Nhưng hắn hiểu hơn, ngũ tạng lục phủ tổn thương không có nhanh như vậy liền có thể tốt. Như La Quân như vậy cao thủ, bọn họ sở dĩ cường đại cũng là bởi vì, bọn họ đối thân thể của mình nhất thanh nhị sở. Nơi đó có vấn đề, bọn họ cũng đều biết. Ngay vào lúc này, điện thoại di động bỗng nhiên vang. La Quân cầm lên xem xét, là Đinh Hàm đánh tới. Hắn không khỏi muốn cười khổ, nàng sẽ không phải là đến chửi mình a. Ngẫm lại, La Quân vẫn là kết nối. Khiến La Quân ngoài ý muốn là, Đinh Hàm thanh âm là ôn nhu. Nàng tựa hồ tại đè nén tình cảm, hỏi, là La Quân sao? La Quân nói, Hàm tỷ, là ta. Đinh Hàm lập tức gấp giọng hỏi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ngươi thế nào? La Quân hơi hơi kỳ quái. Hắn nói ra, ta không sao a, rất tốt. Ngươi làm sao? Đinh Hàm nói, ta muốn gặp ngươi, ngươi ở đâu? La Quân vô cớ đau đầu, hắn không muốn để cho Đinh Hàm biết mình vì nàng làm cái gì. Cái kia vốn là cũng không có cái gì tốt huyền diệu, tiểu tuyết tai bay vạ gió cũng là bởi vì chính mình. Bất quá, La Quân đầu nhanh chóng vận chuyển, hắn đột nhiên lại hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là, La Quân a La Quân, ngươi cũng sắp chết. Sinh tử tồn vong thời khắc, còn tại hồ nhiều như vậy làm gì? Đem Đinh Hàm gọi qua, hết thảy đều nói rõ ràng, ngày mai không tiếc nuối đi lên lôi đài, sống hay chết đều không lo lắng, dạng này không thật là tốt sao? Nghĩ như vậy, La Quân liền nói ra, ta tại Phật Sơn. Đinh Hàm nói ra, ta lập tức tới ngay. Nàng nói xong liền tắt điện thoại. La Quân không có ngăn cản, đương nhiên, hắn cũng không muốn ở chỗ này theo Đinh Hàm gặp mặt. Dù sao nơi này quen quá nhiều người, hắn cảm thấy có chút không tiện lắm. Ngay sau đó, La Quân đứng dậy mặc quần áo tử tế. Thương thế hắn mặc dù có chút trọng, nhưng cũng không ảnh hưởng bước đi hành động. Thậm chí, quyền đả mấy tên côn đồ vẫn là không có vấn đề. Ra quán rượu, La Quân chính mình lấy sĩ đến mặt khác núi Phú Sĩ Đại khách sạn đặt phòng ở giữa. Hắn muốn ở chỗ này cùng Đinh Hàm gặp mặt. Nói thực ra, con hàng này vẫn còn có chút ý nghĩ tà ác. Nếu quả thật muốn chết, như vậy thì theo Đinh Hàm điên cuồng một thanh chết lại đi. Núi Phú Sĩ Đại khách sạn trong phòng, La Quân trước bốn phía nhìn xem, hắn muốn xếp hạng tia, a hết thảy khả năng bị chụp ảnh, nghe trộm trang bị. Dù sao ở chỗ này, Lao Sơn nội gia quán thời khắc giám thị. Còn có Trầm Mặc Nùng đám người này tại, hắn cũng không muốn diễn cái gì hiện trường phát sóng trực tiếp a. Xác định không có tai họa ngầm về sau, La Quân buông lỏng một hơi. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu liệu thương đứng lên. 5 giờ chiều,
Đinh Hàm đến Phật Sơn, nàng là lái xe tới. La Quân để Đinh Hàm đi thẳng đến núi Phú Sĩ Đại khách sạn tới. 5 giờ 20, cửa phòng bị gõ vang. La Quân hơi hơi kích động, hắn nhanh chóng trước đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, La Quân liền trông thấy Đinh Hàm thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào. Nàng ăn mặc màu đỏ thẫm liên y váy dài, trước ngực một dính bông tuyết sự nghiệp tuyến, nàng vẫn là như thế gợi cảm, xinh đẹp. Trên người nàng mùi thơm để La Quân say mê. Đinh Hàm bôi son môi, nàng môi phá lệ gợi cảm, khiến người ta muốn qua gặm một cái. Chương 126, vậy sẽ là mỹ diệu ban đêm. Hàm tỷ, La Quân hơi hơi kích động hô một tiếng. Đinh Hàm khuôn mặt cũng là hơi đỏ lên, nàng dưới mắt có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi La Quân. Khi nàng từ Lâm Thiến Thiến trong miệng nghe được La Quân vì nàng làm ra hết thảy lúc, nàng chính là không kịp chờ đợi muốn gặp La Quân. Giờ khắc này, chỉ cảm thấy hết thảy oán hận đều đã tiêu tán. Sau đó, La Quân đem Đinh Hàm để tiến đến. Đinh Hàm ngồi xuống ghế salon, nàng tọa hạ lúc rất lợi hại chú ý, hai chân trùng điệp, không lộ một tia xuân quang. La Quân hỏi Đinh Hàm, nói, uống gì? Có cà phê, rượu vang đỏ, đồ uống. Thì uống nước lọc tốt. Đinh Hàm nói ra. La Quân gật gật đầu, sau đó liền từ trong tủ lạnh cầm hai bình nước lọc đi ra. Hắn một bình, Đinh Hàm một bình. La Quân đem nước lọc đưa cho Đinh Hàm về sau, hắn cũng ngồi tại Đinh Hàm bên cạnh một mình trên ghế salon. Đinh Hàm chợt mở nước lọc nắp bình, uống một ngụm nước, sau đó bình tĩnh nhìn về phía La Quân, nói ra, có thể hay không nói cho ta biết, đến chuyện gì phát sinh. Ta trước đó điện thoại cho ngươi lúc bị Lâm Thiến Thiến tiếp. Nàng nói rất nhiều ta không hiểu nhiều lời nói. La Quân sắc mặt không khỏi cổ quái, chỗ của hắn sẽ biết còn có cái này một gốc giả. Bất quá, hắn cũng không có ý định giấu giếm. Hắn liền nói ra, vẫn là Lao Sơn nội gia quán. Lần này tìm tới cửa không phải Động Nhãn, Dương Lăng hạng người. Mà chính là Lao Sơn nội gia quán chữ Lót Vĩnh. Cái gì chữ Lót Vĩnh? Đinh Hàm không hiểu, thế là rất tiểu bạch hỏi. La Quân nao nao, sắc mặt hắn có chút cổ quái. Theo rồi nói ra, người biết Thiếu Lâm Phương Trượng là ai chăng? Đinh Hàm đột nhiên nhớ tới cái gì, giống như đương kim Thiếu Lâm chủ trì gọi là Thích Vĩnh Tín. Bọn họ rất lợi hại phải không? Đinh Hàm sắc mặt trắng bệch, hỏi. La Quân gật đầu, nói ra, ngày đó ta không điện thoại cho ngươi để ngươi bảo trọng sao? Đinh Hàm nói ra, đúng, ngày đó chẳng lẽ? La Quân nói ra, ngươi đoán không sai, ngày đó cũng là chữ Lót Vĩnh một cao thủ đang đuổi giết ta. Ta chính trốn tại đường cao tốc bên trên, ta cho là ta chết chắc, cho nên cho ngươi gọi điện thoại. Cái kia sau đó thì sao? Đinh Hàm lập tức hỏi. La Quân nói ra, về sau hẳn là phải cảm ơn Lâm Thiến Thiến. Gia gia của nàng là Yến Kinh đại nhân vật, gia gia của nàng cho Lao Sơn nội gia quán trưởng môn Lâm Văn Long cầu xin tha. Cùng ngày nếu như không phải cái kia kịp thời điện thoại, chỉ sợ chúng ta là không có cách nào ở chỗ này nói chuyện. Đinh Hàm không khỏi hốc mắt đỏ. Nàng trong lồng ngực nhiệt huyết dâng lên. Đồng thời đối chính nàng cũng là vô hạn oán niệm trách.